Bây giờ chúng ta bắt đầu ngồi xuống tụng kinh cầu nguyện trước. Hôm nay mình tụng để làm gì? Mục đích mình tụng kinh để làm gì phải nói ra nha. Tụng kinh để diệt trừ tánh tham, tánh sân, tánh si. Tụng kinh để giải trừ bệnh tật. Tụng kinh để giải trừ oan gia trái chủ. Tụng kinh để giải trừ nghiệp chướng. Tụng kinh để phát triển trí tuệ. Những điều này cần thiết nhất. Cần thiết nhất trong việc tụng học. Mục đích mình tu để làm gì? Mình ngồi xuống tụng kinh để làm gì? Có mục đích không? Có không? Dạ, đó là cái mục đích mà chúng ta phải đạt tới. Ta phải nói ra những gì cần thiết. Hôm nay con tụng, thứ dạy tụng. Thứ nhất con tụng kinh cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo. Tụng kinh cầu cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ, sáng suốt, học đạo, tinh tấn, để có cơ hội làm việc cho ba tánh chúng sanh với lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Đó là mục đích. Chúng ta ngồi xuống tụng kinh. Những gì mình vừa cầu nguyện xong, mình đặt hết tư tưởng mình vào tụng. Khi tụng, phải lắng nghe tiếng tụng. Đây là chìa khóa để giúp cho tạp niệm vọng niệm không khởi. Là phải lắng nghe tiếng tụng của mình. Mình lắng nghe tiếng mõ. Nhờ lắng nghe như vậy cho nên nó bận rộn. Nó không có nghe bên ngoài. Nhờ không nghe bên ngoài cho nên cái này nó không có bị ảnh hưởng. Nhớ không? Cái này mà nó nghe tiếng tụng hoài thì bên ngoài đâu còn nghe nữa. Nhưng mà hay cái chỗ là khi chúng ta lắng lòng để nghe tiếng tụng, tiếng mõ của mình á, thì đặc biệt khi mình chỉ nghe tiếng tụng của mình và tiếng mõ thôi, thì tự nhiên tiếng động bên ngoài nó không còn tác động được đến mình. Bởi vì mình tập trung cao độ. Cho nên chúng ta phải tập ý thức, tập trung lúc chúng ta đang tụng niệm, để chúng ta lắng nghe chính tiếng tụng của mình, để mình giải trừ sự giải đãi, giải trừ cái tạp niệm vọng niệm nó sẽ tấn công mình. Nhờ tập trung cao độ như vậy cho nên mình mới ý thức được là mình đang làm một việc thiêng liêng, là ngồi xuống tụng kinh học đạo. Bây giờ huynh đệ có tụng, có lắng nghe tiếng tụng của mình bao giờ không? Có không? Dạ. Khi mà mình lắng nghe ngộ lắm, là chỉ mình chỉ biết mình đang ngồi với cái mỏ, với cái chuông đây thôi. Tất cả tâm hồn mình đều vào trong này, lúc đó mới thực sự là người tu chân chính đó. Lúc thì cái thời điểm này là thời điểm thực sự là thiêng liêng với chính người tu. Bởi vì mình chỉ biết một việc duy nhất thôi. Khi có người ta đặt trọng tâm vào một việc duy nhất, còn có nghĩa là có người ta đang ý thức rằng mình làm một cái việc gì đây. Tu là phải tỉnh thức, có nghĩa là mình đang biết mình đang làm gì. Đúng không? Đó, lúc đó chúng ta mới gọi thực sự là chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền là mình biết mình đang làm gì trong cái khoảnh khắc này, trong cái thời điểm này. Đó thực sự mới gọi là tụng. Tập trung tư tưởng lắng nghe tiếng tụng, tiếng niệm của mình thì giúp cho tam nghiệp mình được thanh tịnh. Rất hay cái chỗ là khi chúng ta tập trung tư tưởng cao độ thì ý của mình nó không có nhảy lung tung. Mà cái tâm mình á, làm chủ của cái ý thức là mình đang tụng niệm, để giúp cho ý tưởng không nhảy lung tung. Cho nên thầy nói câu là dùng tâm làm dây cương để cưỡi con ngựa ý. Cái tâm mình ý thức, bắt thằng ý phải lắng nghe tiếng tụng, tiếng niệm. Thằng ý phải chạy theo cái bài kinh đó. Thì trong nếu mà mình làm được như vậy một ngày chút, mà nhiều ngày rồi, tự nhiên khi mình ngồi xuống tụng kinh, tạp niệm vọng niệm không có cơ hội khởi giấy. Đó là chìa khóa đó. Còn nếu mà mình tu mà ngày nào cũng tu mà tạp niệm vọng niệm hoài, là chắc chắn mình sẽ không đi vào, không thể nào mà có cơ hội nhập pháp được. Bởi mình không lắng nghe tiếng tụng của mình. Mà không phải riêng mình lắng nghe của mình đâu, những huynh đệ chung quanh cũng lắng nghe tiếng tụng của mình đó. Mà những người có tâm tu học bên cạnh cũng lắng nghe tiếng tụng của mình đó. Cho nếu mà mình tụng đúng mức, mình tụng bằng cả con tim trí tuệ, bằng cả tấm lòng. Cái giọng của mình á, ngày xưa tụng rất là dở, mình tụng riết, cái giọng mình dần dần nó chiêu cảm được rất nhiều sự vật chung quanh. Ngay cả chim chóc, rắn, rít, bò cạp, tất cả mọi thứ đều chiêu cảm được hết. Đại bi nó có công năng lớn như vậy luôn. Mà mình đã tập trung tư tưởng cao độ rồi, tất cả những cái chung quanh đều bị chiêu cảm bởi cái giọng tụng của mình, bởi cái trí tụng của mình, bởi cái ý tụng của mình, bởi cái tâm tụng của mình. Cái luồng dao động, cái luồng năng lượng cơ thể mình nó phát ra rất là lớn, nó chiêu cảm rất nhiều sinh vật chung quanh để tới cùng mình tu học. Mình tạo rất là nhiều phước đức trong việc tụng, rất là nhiều luôn.
Nếu mà huynh đệ tụng kinh đúng mức á, huynh đệ tạo phước, là gọi là phước của vô lậu. Tụng kinh là tạo phước vô lậu. Thấy chưa? Nếu mà thực sự mình ý thức được mình đang tụng một bài kinh này lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, là phước vô lậu đến với cuộc đời của mình, mà phước vô lậu là trường tồn vĩnh cửu. Còn nếu mà đi làm phước, đi làm việc này việc nọ cho bá tánh chúng sanh, là phước hữu lậu. Mình cho tiền, cho bạc, cho vật chất, thì tiền bạc vật chất sẽ quay trở lại với mình theo cái luật nhân quả. Nhưng cái phước hữu lậu nó không có trường tồn vĩnh cửu giống như là phước vô lậu. Phước vật chất luôn luôn là nó ngắn hạn, còn phước tâm linh là phước vô lậu, luôn luôn nó trường tồn bền bỉ lâu dài. Huynh đệ có thấy rõ điều đó không? Chúng ta tụng kinh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh. Khi chúng ta tụng làm lợi lạc rất nhiều sinh vật chung quanh, lợi lạc cho những người chưa siêu đang ngồi chung quanh để lắng nghe chúng ta tụng. Khi chúng ta tụng hết lòng thì mình có thể giúp được âm sẽ siêu, những người chung quanh còn sống sẽ thảnh thơi, vui vẻ, hạnh phúc. Nó gọi là âm siêu dương thới. Đó là công năng của đại của tụng kinh đó. Đó là cái công lực của tụng kinh đó. Chỉ có tụng thôi đó mà đến độ như vậy rồi, không chỉ chúng ta còn làm những điều lớn hơn nữa. Và khi chúng ta tụng ngày nào những ngày đó càng lúc càng tăng tiến, càng lúc càng tăng tiến, thì cái phước đức nó càng lúc nó càng dày, càng lúc càng dày. Nó tăng theo cái công phu của mình tu tập lâu dài, thì công năng, công đức, công phu mình nó càng dày, càng cao, càng mạnh. Mà tụng nhiều, tụng đúng, sống đúng, thì tự nhiên bệnh tật sẽ tiêu trừ. Tại sao? Khi chúng ta tụng đại bi đó, cái luồng năng lượng cơ thể mình phát triển rất là nhiều. Mình tự phát triển cho mình trong lúc tu học, đồng thời chư Phật phóng quang tiếp điển cho chúng ta, thì luồng năng lượng của chư Phật cùng năng lượng của mình nó phát triển mạnh mẽ trong cơ thể này. Thì trong cơ thể mình nó có một cái hệ thống miễn nhiễm rất là hay. Hệ thống này luôn luôn nó hoàn toàn nương tựa vào cái luồng năng lượng của cơ thể mình. Nếu luồng năng lượng cơ thể mạnh mẽ thì hệ thống miễn nhiễm mình rất là mạnh, cho nên bệnh tật không thể nào tới gần được. Rất là khoa học, khoa học ghê lắm luôn đó. Chứ nó không có vẻ vì trừu tượng hay là huyền bí gì hết. Mình càng tụng nhiều, cơ thể mình năng lượng càng lớn, thì hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ, thì dứt khoát bệnh tật không thể nào có được. Tụng kinh phải hiểu như vậy thì mình tu mới là khoa học, chứ không có tu mù mờ. Hiểu rõ ràng như vậy mình tu mới tiến hóa được. Mà luồng năng lượng càng lớn thì trí tuệ càng sáng. Bởi vì được nuôi dưỡng bằng những tư tưởng an lành, bằng những luồng năng lượng trong sạch tinh khiết, thì những tế bào não được nuôi dưỡng bằng những luồng năng lượng trong sạch tinh khiết, tế bào não sẽ mạnh mẽ và phát ánh sáng. Lúc đó cái đầu chúng ta sẽ có cái hào quang. Nhưng mà mình không có đủ mắt để nhìn thấy, nhưng những vị khác nhìn sẽ thấy cái ánh sáng lớn hay nhỏ, tùy vào công năng tu tập nhiều hay ít. Quý vị có thấy chưa? Thấy rõ ràng cái sự tụng niệm nó có cái kết quả như thế nào chưa? Mình không có biết đâu, không có ai chỉ đâu đúng không? Đâu có ai chỉ huynh đệ như vậy đâu đúng không? Chứ cứ tụng đi, tụng đi, tụng đi, không tụng đi đâu. Phải không? Tụng mà tụng đi đâu? Mục đích tụng kinh là gì? Mục đích của mình muốn tụng kinh là gì? Mình phải nói rõ ràng. Mình mục đích của mình tụng kinh để làm gì? Ngồi xuống tu để làm gì? Mới thực sự có mục đích thì chúng ta sẽ không bị đi lạc. Nếu huynh đệ mà tu không mục đích, mà tu a dua hay là theo cái kiểu mà gì phong trào á, thì dứt khoát huynh đệ lãng phí cuộc đời của mình, lãng phí sự tu học, lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, bởi mình tu không có mục đích. Bây giờ mình biết tu có mục đích chưa? Mục đích của mình là gì? Hả? Việc đầu tiên là để giải trừ bệnh tật, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố vững mạnh, đó là mục đích. Và trong lúc chúng ta tu để không bệnh tật, bồ đề tâm kiên cố tự giác, mà đã tự giác rồi mình phải có cái hạnh giác tha. Nếu mà mình giác tha tức là mình làm việc cho bá tánh, nếu không có cái hạnh giác tha thì dứt khoát mình không giác hạnh viên mãn được. Rõ không? Rõ không? Có dễ hiểu không vậy? Dạ, với Đạo Phật. Rồi cái tụng không thôi đó. Tụng ngồi xuống an lành để tụng kinh. Tụng xong bắt đầu thân tâm mình á được an lành, được an tịnh. Lúc đó mới ngồi xuống yên tĩnh trở lại.
ngồi hít sâu thở dài niệm Phật. Thầy sẽ nói cái chuyện niệm Phật sau. Bây giờ chúng ta nói về cái tụng không thôi. Trong cái tụng chúng ta tạo không biết bao nhiêu phước, mà hầu như tất cả chúng ta đều không ý thức rằng chúng ta đang tạo phước. Nếu mà chúng ta tụng với cái tâm an lành hạnh phúc, cầu mong sự lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng lợi lạc cho phần âm, lợi lạc cho phần dương, là chúng ta đang tạo tác phước không những cho âm, cho dương. Đó là ý thức của mình đó. Tại đây không phải mình tụng kinh một mình đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ngồi xuống trước chánh điện tụng chỉ có một mình, không có đâu. Chung quanh mình còn có cửu hiền thất tổ, trong nhà mình còn có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, những người sống mà. Còn chưa kể những người quá vãng mà thấy con mình ngồi xuống tu học á, họ cũng được phước. Cho nên các ngài mới nói câu là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Quý đệ thấy mình tụng kinh chưa? Nếu mà mình tụng kinh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh của mình trong hiện tiền ngay bây giờ đây, thì cửu huyền cũng được giúp đỡ siêu sanh tịnh độ nữa đó. Quý đệ thấy cái lợi lạc vô cùng chưa? Có ai chia sẻ hướng dẫn quý đệ giống như vậy chưa? Thế nên quý đệ tụng kinh chỉ tụng thôi, chứ không biết là mình có ý thức mình đang tụng cho ai, đang giúp đỡ cho ai, mình chưa biết. Bây giờ chúng đạo chia sẻ vấn đề điều này á, về bắt đầu tụng kinh, ngồi xuống là phải tụng như thế nào để được lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho phần âm, lợi lạc cho gia đình, lợi lạc cho cửu huyền thất tổ, chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là người biết tụng kinh. Mà há tụng cái bài kinh mà mình đang tụng đó, mình phải sống trong cái bài kinh đó luôn, mà sống bằng cả con tim trí tuệ trong cái bài kinh mình tụng, lúc đó mới thực sự gọi là nhập pháp. Mình rất là hạnh phúc, an lạc để được tụng kinh. Vậy khi chúng ta có cảm giác an lạc, hạnh phúc trong lúc tụng kinh, lúc đó chúng ta mới thực sự có cơ hội nhập vào cái pháp chúng ta đang tu tụng. Nó có khó quá không? Thầy nói có khó hiểu không? Dạ. Thầy cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để hướng dẫn huynh đệ cùng với trung đạo tu tập để tiến hóa. Trong cái phước báo của sự tụng niệm của mình á, tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để giúp cho con người ta ngồi xuống đây để giải trừ. Giải trừ cái gì? Giải trừ sự mê lầm, giải sự mê chấp, giải trừ sự mê tín, giải trừ những ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp cuộc đời của mình. Bởi chúng ta quá ư là ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp, cho nên chúng ta tạo tác nghiệp không biết bao nhiêu nghiệp báo. Thì chúng ta ngồi xuống tụng, chúng ta giải trừ những cái ngoan cố, cố chấp, bướng bỉnh đó, giải trừ những cái mê tín tà kiến. Nhờ vậy chúng ta mới đi vào chánh pháp được. Chúng ta sẽ giải thích chánh pháp với tà pháp là gì sau khi mà giải thích cái niệm Phật xong. Chúng ta đang vẫn còn trong cái phần tụng. Thì chiều nay trung đạo, hôm nay nói về buổi sáng này nói tụng thôi, còn buổi chiều là thầy nói về niệm. Thì chúng ta tụng, nội cái tụng không trung đạo đó làm lợi lạc không biết bao nhiêu năm trời. Ở Sài Gòn mình có một vị mới xây cái thất thôi, mà cái thất của người ta mười mấy năm chưa có được chứng chùa, mà cái vị này còn khoảng chừng 41-42 tuổi, dựng cái thất lên, tụng không ngừng nghỉ. Chưa được 3 năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chấp nhận cho làm chùa. Mà trong khi người ta mười mấy năm chưa có được làm chùa, mà vị này mới tụng có mấy năm liên tục. Ngày mùng 1 Tết ông ngồi tụng Pháp Hoa, mùng 2, mùng 3 tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa không ngừng nghỉ. 3 năm sau Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng nhận là thành chùa. Bây giờ sinh hoạt theo chùa chứ không còn là thất nữa. Thế thấy cái phước đức ghê chưa? Bây giờ chúng ta cũng vậy, thầy Thiện Chí đây cũng vậy đó. Bản thân của thầy phải ngồi xuống tu tụng miên mật hơn, để cho cái đầu của thầy nó sáng hơn, cái trí tuệ thầy nó mở mang nhiều hơn, để tiếp nhận sự dạy dỗ của chư Phật nhiều hơn, để cho cái thất này nó mở mang hơn, chiêu cảm nhiều huynh đệ về tu học hơn, để chúng ta cùng phát triển đời sống tâm linh của mình. Cho nên bản thân của vị trụ trì cũng phải tu tụng cho giỏi vô để dẫn chúng. Thầy phải ngồi xuống tụng kinh chung với huynh đệ luôn, để thầy và huynh đệ cùng phát triển. Giống như trung đạo đi qua tới Nhật là ngồi tu tụng với người ta là một ngày ba thời y như vậy. Mình ngồi tu thì huynh đệ tu theo, thì cái luồng năng lượng nó mạnh mẽ vô cùng. Nó tạo ra rất nhiều điều phước, phước báo an lành cho cái vùng này luôn, cho cả cái vùng này luôn.
cho cả những người dân sống trong vùng này, cho cả tất cả sinh vật sống trong vùng này. Tụng kinh, cái lời lạc nó lớn như vậy luôn đó. Bây giờ huynh đệ có thấy cái tụng kinh nó quan trọng cỡ nào chưa? Hồi đó Trung Đạo biết tụng Đại Bi, Trung Đạo có kể đi kể lại nhiều lần. Chỉ cầu có một cái am thôi, am nhỏ hơn vậy một chút. Tụng 3 tháng trời, đúng 3 tháng trời chỉ có một câu thôi, con muốn có cái am để được đi tu. 3 tháng sau, bà chị mua cho một cái nhà rách nát, rồi sửa sang lại xong xuôi thành cái am. Chỉ có 3 tháng mà thôi đó. Bởi cái nguyện của Ngài là, nếu con trì tụng Đại Bi mà sở nguyện con không được như ý, ta không thành tính đặng chánh giác. Trung Đạo dựa vào lời đó là đầu tắt mặt tối một ngày 6 thời để 3 tháng sau được một cái am để được tu đó. Tu mấy năm sau mới xuất gia. Huynh đệ thấy chưa? Trung Đạo làm được thì huynh đệ làm được. Chúng ta tại sao những gì chúng ta cầu nguyện không được như ý hay là lâu lâu mới được? Bởi vì cái nguyện của mình không đủ mạnh mẽ. Cái nguyện lực mình không đủ sức. Khi mình tập trung tư tưởng cầu nguyện một điều gì đó, mình phải hết tâm tư trong lời cầu nguyện và một điều mà thôi, thì chắc chắn huynh đệ sẽ được như ý trong cái lời nguyện đó. Thì cái lời nguyện của Ngài Quán Thâm Bồ Tát không phải là nói ngoa để cho qua chuyện, không có. Bởi chúng ta thực hiện không đúng cái lời nói của Ngài, nên những lời nguyện chúng ta không đắc thành, chúng ta mất cái lòng tin. Bởi vì mình cái nguyện mình không đủ lực, gọi là nguyện lực. Muốn cái lời nguyện mình phải được như ý, chúng ta phải tụng niệm miên mật, năng nổ trong đó, thì chắc chắn trong 100 ngày thôi, lời nguyện của huynh đệ sẽ được đắc thủ. Huynh đệ ở đây, có huynh đệ nào làm được điều đó chưa? Giơ tay lên coi. A Di Đà Phật, chúc mừng con nha. Chút nữa con chia sẻ với huynh đệ không? Ha. Cũng muốn chia sẻ, chút nữa con chia sẻ ha. Con tên gì? Cô Minh Ngọc, cô tụng kinh Đại Bi cho thầy mới nói thì cô cũng đắc được những lời cầu nguyện của cổ như vậy. Không phải một người, một vị này đâu, rất là nhiều vị ngồi đây cũng có. Bởi chúng ta không chịu tụng nguyện theo cái nguyện lực mạnh mẽ đó, thành ra cái lời nguyện chúng ta không được như ý, là lỗi của mình chứ không phải lỗi của Quán Thâm Bồ Tát. Phải biết tất cả những gì chúng ta cầu mong mà không được như ý là lỗi của chúng ta chứ không phải của chư Phật. Nhớ không? Nhớ không? Bởi chúng ta không biết cách cầu nguyện. Trong lúc mà giảng về tụng, Trung Đạo sẽ hướng dẫn để cách cầu nguyện trong khi tụng. Muốn cái lời nguyện mình được như ý, ước nguyện mình được tụ thành như mong muốn, chúng ta phải tập trung tư tưởng vào một điều mà thôi. Đừng có cầu tùm lum hết. Khi chúng ta nghĩ một lúc nhiều chuyện như vậy, thì cái tập trung của mình không đủ lực. Cầu một điều thôi, đây là lời dạy của các ngài. Khi con mong muốn một điều gì, con phải để hết tâm tư trí tuệ sức mạnh vào lời cầu nguyện. Chỉ một điều mà thôi. Khi điều này xong rồi, khi cầu nguyện xong, việc còn lại của chư Phật. Ở đâu, khi nào, lúc nào, chuyện đó của chư Phật. Khi cầu xong, mình biết rằng mình đã được. Đó là cái nguyên tắc cầu. Hãy nói ra xong rồi, biết rằng mình đã được. Chuyện còn lại, khi nào, lúc nào, ở đâu, là của chư Phật. Nhớ không? Không được nghi ngại, phải đi tuyệt đối tin tưởng vào lời cầu nguyện của mình. Tuyệt đối không được nghi ngờ và sợ hãi. Tuyệt đối luôn. Hả đã mở miệng cầu nguyện rồi, phải tin chắc rằng lời cầu nguyện mình đã được đáp ứng. Cái chuyện xảy ra khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Mình đã làm tròn lời của mình là cầu nguyện. Việc còn lại của chư Phật. Cho nên không được xía vào cái chuyện của các ngài. Không được nghi ngờ, không được sợ hãi. Đó là nguyên tắc cầu nguyện. Thầy chúng ta ngồi xuống tụng Đại Bi để tâm tư vô tụng với cái lời nguyện của mình. Chữ mà nói ra mình muốn cái gì. Biết chắc rằng khi mình nói ra mình đã được chấp nhận. Rồi có chuyện còn lại, chư Phật lo. Ở đây có ai dám ngồi xuống tu, tu hết mình đi, chuyện còn lại để chư Phật lo chưa? Có chưa? Cứ tu đi, chuyện còn lại chư Phật lo. Có dám làm không? Nếu mà dám làm, chư Phật dám lo. Còn nếu mà không có làm mà cái tụng rề rề á, để chư Phật no, còn mình không no. Hiểu ý thầy chia sẻ không? A Di Đà Phật, dạ.
trong cái tụng thôi, một chút, một tụng một bài kinh thôi, huynh đệ tưởng tượng một ngày sáu thời mà không biết bao nhiêu biến, mà không có biết là mình tụng bao nhiêu biến, không có hồi đó họ không biết cái này, hồi đó mới biết tụng đại bi, không biết cái này, không biết cái chuông, không biết cái mỏ, bởi vì bản thân Trung Đạo là người Công giáo nên không biết sâu chuỗi, không biết, không biết xài, không biết chuông, không biết mỏ, không biết vô chuông vô mỏ, chỉ có một chiếc đũa với cái nền nhà thôi để làm nhịp. Mà tụng ngày tụng đêm tụng làm phiền lối xóm, mình nghĩ mình tụng lớn thì linh la cổ họng rống cho to lên, người ta mình đâu có biết là mình làm phiền chung quanh, mình không hề biết, bởi mình chỉ biết tụng thôi à, mình chỉ biết ngồi xuống tụng. Thì mình giống như một người mà bị chết đói nhiều năm, khi được thức ăn á, ngồi xuống nhai ngấu nhai nghiến mà không biết chung quanh mình đang phản ứng. Và chúng ta khi chúng ta tụng kinh rất là ngộ, ở bên ngoài mà vui vẻ an lạc với mình á, thì mình tạo phước. Còn bên ngoài bực mình với mình quá đó, kiếm chuyện nói bậy nói bạ là mình tạo nghiệp. Bởi mình làm cho người ta có cơ hội tạo nói bậy nói bạ, tạo nghiệp. Trung Đạo không có biết mình đã tạo nghiệp rất là nhiều năm. 3 giờ sáng là kêu cả xóm dậy nghe mình tụng, mà cái gõ, cái mỏ mình gõ, lúc mình có cái am rồi đó, mình có cái mỏ rồi mình gõ đã tay vô cùng, mình đâu có biết là nó bự cỡ nào. Giọng hết ga luôn, có nhiều giọng, có nhiều giọng hoài, không ai chịu nổi, thậm chí nó chọi đá lên nóc nhà luôn. Mình nghe rầm rầm, mình cứ tưởng là chắc mình tụng linh lắm mới có tiếng động bự như vậy, đâu ngờ nó chọi đá vô nhà mình. Mà mình có khổ cái là khi thầy tu á, thì người ta nghĩ thầy là một người Công giáo bị ma ám, bị mê tín cái gì đó. Người ta nghĩ như vậy. Mà đặt thầy không có bạn bè, không có thầy nào chỉ mình, chỉ có người cư sĩ chỉ cho thầy tụng, và thầy ngồi xuống thầy tụng, thấy nó đã quá, thầy tụng riết 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 một ngày sáu thời, bắt đầu biết tụng rồi, bắt có chuông có mỏ ra, bắt đầu lục lăng nghiêm ra, 3 giờ sáng nện, nện mà không ngừng luôn, nện râm 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 râm, mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu luôn. Nói sớm nó rủa mình đâu, nó gặp mình là nó không dám rủa ra mặt, mà nó rủa ở đâu á. Nhưng cái đó mình cũng tạo nghiệp rồi. Mà đặc biệt cái hồi xưa thầy không phải bình thường vậy đâu, cứ một cái hình Phật là một bát nhang. Mà khi thầy lập cái am được á, thì trong xóm thấy mình lập am á, thì những người mà Phật giáo á, họ cho mình cái tượng, cái hình thôi, hình A Di Đà, hình Quan Thế Âm, rồi hình Quan Công, rồi hình Cửu Thiên Huyền Nữ. Nói chung là thấy hình mà giống Phật là để lên hết, chính cái bát nhang. Mỗi lần tụng là chính cái nhang như vậy á, là khối nghi ngút mịt mù trong cái am, linh lắm luôn, linh mịt mù, linh vô cùng. Mà há tụng vậy chưa đã, phải la, la bự lên nó mới linh hơn. Đâu ngờ là bị trúng rủa. Tại vì thầy thực cái dạng mà tu mù, tu mò, mà tu mê đó, thấy là nhào vô tu thôi. Chứ mình không được hướng dẫn đúng kỹ như bây giờ. Huynh đệ còn được Trung Đạo chia sẻ, mấy thầy chia sẻ, chứ thực sự Trung Đạo là một người tu mù, tu mò. Sau này á, khi gặp các thầy đó mới thọ giới xuất gia mới hiểu được là mình đã tạo tác 5 năm trời. Mình không gây bao nhiêu tiếng oán trong xóm, thì Công giáo cũng có, đạo này đạo kia cũng có, phải là có Phật giáo, mà không có ai tụng trong xóm thầy, không ai tụng kinh đó, có mình thầy thôi. Nhưng thầy làm loạn cả cái xóm đó lên, rồi người ta thưa không an hoài, nó bắt hoài. Cái tội tụng kinh mà bị bắt mới là lạ đấy. Mà mới giải phóng cái tội tụng kinh vì làm phiền lối xóm, gây tiếng động ồn ào, làm cho lối xóm bất ổn đó. Bắt lên bắt xuống, bắt lên bắt xuống. Nhưng mà về tiếp tục tụng mà cũng không có sợ. Tụng kinh đâu có làm phiền ai đâu, phải không? Mình nghĩ vậy, thực sự mình làm phiền vô cùng. Lúc đó mình đang tạo tác nghiệp mà mình không hay biết. Sau khi hiểu rồi là khi nào người ta thích mình tụng lớn một chút, không thích tụng nhỏ nhỏ lại, nhớ không? Để mình đừng có cho người ta phương tiện tạo nghiệp ác. Nhưng mà mình đã tụng đúng mức rồi, cái người có khó cỡ nào mà nghe Trung Đạo tụng rồi là cũng ghiền như thường. Ghiền luôn chứ đừng nói là thích. Ghiền tụng đó. Mình tụng đi sẽ thấy được. Mình càng tụng cái miệng mình ngộ lắm. Một cái phàm phu tục tử, cái miệng thế gian. Tụng nhiều năm vô thành thần khẩu. Tụng nhiều năm vô yêu thương bá tánh chúng sanh bằng cả con tim, sức mạnh, trí tuệ. Miệng thành Phật khẩu. Cái miệng này đi tới đâu tụng là âm siêu dương thới. Không phải Trung Đạo giỏi, nhưng mà vì cái lòng của mình trong tiếng tụng. Tiếng tụng trong tấm lòng và con tim thì tự động tiếng tụng của mình sẽ làm lợi lạc cho phần âm lẫn phần dương. Nó gọi là âm siêu dương thới. Lúc đó mình không có tạo nghiệp ác nữa, mình tạo phước báo. Đó, đó là công phu đó. Thấy chưa?
Cái người chưa bao giờ nghe lấy cái dĩa tụng của thầy về nghe, nói cha thầy chùa này tụng nghe đã ghê luôn, nói cha thầy chùa luôn đó đấy, phải không? Tại vì họ đâu có biết đâu. Còn bố của thầy là công giáo mà có gốc, nói lâu lâu gặp, hey thầy chùa, lâu lắm không đi nhà thờ với bố á nha, kêu thầy chùa không. Thì mà thầy là bình thường, cái chuyện đúng rồi, thầy phải có chùa chứ, nhưng mà thầy chưa có chùa. Thầy phải có chùa, phải không? Thầy chùa, thầy với chùa đi chung, còn thầy không có chùa đi lang thang, thầy thiếu phước. Cho nên thầy có chùa thầy mới có phước. Cho nên muốn có phước á, chúng ta tụng nhiều bát nhang mà nhang bự bằng bắp tay vậy nè, mà khói mịt mù á, không thấy đường vô á, linh lắm. Rồi Phật xuất hiện trong đơn sương mù mà. Còn thôi mình phải gõ cho lo, cái trống chuông đánh rầm 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 vậy nè, điên đầu điên cổ lên mới linh. Nhớ không? May là nó chưa chận được, nó đánh sưng cái mặt lên á. Thầy cũng còn phước bởi thầy dữ quá, cho nên lối xóm nó ngại, nó không đánh thôi. Hồi xưa trước khi tu là thầy là võ sĩ, trong xóm ai cũng biết thầy là võ sĩ cả, cho nên không dám đánh thầy. Chứ người thường nó đập chết rồi. Cái tội làm phiền lối xóm mấy năm trời. Chúng ta cũng chia sẻ cái kinh nghiệm này nè, mong huynh đệ nhớ. Nếu huynh đệ cảm thấy chung quanh thích nghe tiếng tụng của mình tụng, tụng cho giỏi vô, để mình làm cái phương tiện chiêu cảm huynh đệ mình tới tu với mình, không? Rồi âm đệ, chung huynh đệ âm linh á, cũng chiêu cảm tới để độ họ được siêu. Bởi vì huynh đệ mà độ được nhiều âm linh siêu á, thì cái đạo hạnh huynh đệ rất là lớn. Cái phước báo của tụng kinh là vậy á. Mình há nhiều người âm siêu với mình á, đi chung với mình mà được học đạo chung với mình, Cụ Hiền Thất Tổ siêu á, đạo hạnh mình lớn vô cùng. Mà đạo hạnh huynh đệ mà phát triển lớn rồi đó, trí tuệ huynh đệ rất là sáng. Đạo hạnh lớn vô cùng rồi, phước báo rất là dày. Mà đạo hạnh lớn vô cùng rồi, nghiệp lực rất là mỏng. Thấy chưa? Thấy cái lời lạc của cái tụng chưa? Giờ thấy chưa? A Di Đà Phật. Bắt đầu nó đi vô đề rồi đó, là khiến ta tụng kinh đúng mức rồi, độ rất là nhiều âm linh, độ luôn Cửu Hiền Thất Tổ. Lúc đó người ta nói là nhất nhân chứng đắc Cửu Hiền Thăng là vậy. Quý vị tụng giỏi Cửu Hiền trong nhà được siêu sanh tịnh độ, thì con cháu, anh em, cha mẹ trong nhà, công ăn việc làm đều được hưng thạnh, bởi vì Cửu Hiền đã siêu. Đồng thời bên cạnh đó, nhiều âm linh bên cạnh nghe tá túc trong nhà mà được nghe mình tu tụng, họ cũng siêu theo được sự tu tụng của mình, thì phước báo mình sẽ cao dày, đạo hạnh mình sẽ cao dày. Quý vị thấy cái lời lạc của tụng kinh chưa? Nó đưa chúng ta đến một cái mức mà chúng ta không ngờ được. Từ một cái phàm khẩu vô tri vô giác, ăn nói tầm bậy tầm bạ, muốn ăn là ăn, muốn chửi là chửi. Và chúng ta dần dần chúng ta không dám nói bậy nữa, sợ tạo nghiệp. Cái miệng mình dần dần hiền lành, trở thành thần khẩu. Rồi dần dần tụng riết trên chục năm sau mà tụng đúng mức á, thì cái miệng mình trở thành Phật khẩu. Nước miếng sẽ thơm và ngọt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Nước miếng rất và ngọt và thơm. Nếu huynh đệ làm không đúng mức thì nước miếng vẫn còn hôi. Nước miếng còn hôi là tụng kinh chưa tới mức. Nước miếng còn mùi là chưa tới mức nha. Tụng kinh mà nước miếng này mà thơm mà trị bệnh được đó là đã tới rồi đó. Tới kia thì chưa biết, nhưng mà tới lúc mà chúng ta có cơ hội rồi. Thử đi. Giờ không lẽ trong đạo chỉ huynh đệ cho tường tận thì nó kỳ quá. Bây giờ mình phải tự chứng minh á, tự tụng đi rồi chứng minh nước miếng mình sẽ như thế nào. Đệ tử thầy bên Mỹ nó chứng minh á, cái ly trà nè, 3 tuần rồi nó bỏ trà vô, thì uống xong 1 tuần, còn phân nửa thì để đó, thì đi tỉnh khác 3 tuần về, trà vẫn bình thường, không có mùi hôi, mà trà vẫn không lên men lên mốc, uống vẫn thơm như cũ. Bởi vì cái miếng lúc đó nó không còn những cái chất xấu. Rồi nó bản thân người đó cũng cầm lên uống, vẫn là trà như trước chứ không thay đổi, vẫn mùi trà chứ không có mùi hư. Cái miệng của mình đó, tụng kinh đến mức như vậy đó. Thử làm đi. Lợi lạc cho mình đó nha, chứ không phải cho trung đạo đâu đó, chứ đừng có suy nghĩ rồi có nên làm cho ổng không. Tu cho mình mà cứ coi mình tu vậy ông kia có lợi không đó chứ, tính thấy ghê luôn. Tu cho ai? A Di Đà Phật. Phải làm sao? Có kẹo không? Có. Tu phải tính số nữa chứ. Dư một hột là không có chịu đó. Ghê lắm nè. Niệm đủ rồi nha. Dư là không có linh. Bởi ác cha nội nào làm 108 mà ác vậy đó chứ.
làm 400-500 hột luôn, cho nó niệm một ngày luôn cho nó đã đời. Làm có 108 mà tụng một hồi đúng 108 đứng dậy nha, còn niệm một cái là không được đó, không đúng cái nghi là không có linh. Có phải vậy không? Chính xác luôn. Thầy hồi xưa thầy biết làm cái hột này, thầy làm cái hột 500 hột cho ngồi đếm cho nó đã đời. Cúng một cái nải chuối, một dĩa xoài thôi, cầu nguyện 3-4 tuần chừng nào chuối với xoài chín rục mới đem xuống. Còn sinh thì không biết bao nhiêu chuyện, niệm thử một giọt sâu thôi, niệm một sâu thôi chứ không được hai sâu nữa. Còn cúng cầu 3-4 tuần, cầu hoài, xin hoài, còn cho thì ít. Tu mà kẹo còn hơn là cái gì nữa, làm sao mà tiến hóa được. Có phải vậy không? Tu mà tính hôm nay mình tụng đủ 108 biến, biết đủ giờ không nữa chứ. Hôm nay trời thời gian ngắn quá, thôi tụng cho thiệt lẹ, cho mau hết thời đi cho rồi. Vậy phải tu không? Không, trả bài, trả nợ quỷ thần. Mấy vị đâu có đòi trả nợ đâu. Mình tự mình nghĩ mình mắc nợ mình trả thôi chứ mấy ổng đâu có đòi ai. Mình tự nghĩ vậy thì mình tự làm, rồi tự cho mình là nợ. Đâu cần phải ngồi xuống trả nợ đâu. Tu mà vui vẻ hạnh phúc được tu, có phải vậy không? Tu đi giải trừ oan gia trái chủ nghiệp chướng bệnh tật, vui vẻ đi được tu chứ mắc chứng như ngồi xuống trả nợ là sao? Mình đâu có nợ ai đâu. Tu không được hứa với ai hết, tuyệt đối không được nguyện hứa cái điều gì cả. Có sức bao nhiêu tu bấy nhiêu, nhớ không? Không được hứa cái gì hết á. Mà ngộ lắm, cái đám đó mà hứa nó là nó đeo cứng vô luôn à. Mà không làm á, nó nửa đêm nó dựng đầu dậy, nó kêu, nó đòi đó. Thử làm thì mình sẽ thấy nó đòi chịu không nổi, phải tụng mấy biến trả cho người ta. Người ta cần sự giúp đỡ của mình cho nên không được hứa. Nói tôi tu được bao nhiêu tôi tu, mấy ông nghe được bao nhiêu nghe, chứ tôi không hứa với ai hết á. Đúng không? Hả, hứa là coi chừng trả nợ không được đó. Cái lời hứa của mình đó, nó kéo dài cả cuộc đời, làm ăn không ngóc đầu được đó. Mình thất hứa mà. Mình hứa với huynh đệ để bỏ qua được, nhưng mà bây giờ không trả, hứa với nó rồi nó đeo mình đó, nó chết, nó đeo vô lời hứa của mình đó. Mình trả không kịp với nó đó. Nhớ chưa? Một đứa em hứa với cô chị thôi đó, một ly cà phê sữa đá, nó đeo 23 năm có ly cà phê sữa đá thôi. Mà người chết đeo ly cà phê sữa đá 23 năm là đệ tử của thầy đó. Chị nói ngáp ngáp sắp chết, ba nó hỏi bây giờ con cần gì nữa không? Cái nói là con thèm ly cà phê sữa đá quá. Tức là trước khi chết á, thì người em con gái bên cạnh nói em sẽ cúng cho chị mỗi ngày. Vậy thôi đó. Mà nó chờ mỗi buổi sáng phải có ly cà phê sữa đá, không thôi nó kiếm chuyện. Hả, bằng thằng chồng nó kiếm chuyện với con nhỏ này, là nó nhào vô con nhỏ nó đánh thằng chồng liền. Đánh thằng chồng của em mình á. Mà phải cúng một ly cà phê sữa đá mỗi một buổi sáng. 23 năm sau mới gặp được thầy. Thầy lấy cà phê sữa đá thì uống luôn, khỏi cho nó luôn. Thầy dành uống của nó. Mà thầy dữ quá thì nó không dám làm gì thầy thôi. Từ đó đi là hết cà phê sữa đá uống đi mất luôn. Một lời hứa thôi mình đã làm người ta kẹt 23 năm không đầu thai. Huynh đệ thấy độc chưa? Thấy mình ác chưa? Mà người chết á ngộ lắm. Cái thức cuối cùng mà thèm cái gì nó ôm vô cái đó à. Huynh đệ sử thương cái xe Honda đẹp của mình đi, chết ôm xe Honda luôn. Ở đây có một huynh đệ nào thương cái dàn âm thanh mà thâu quay phim nè, thâu âm chỉnh âm thanh á, thương vô cùng. Chết rồi giữ dàn âm thanh đó, thành ra ai mà mướn dàn âm thanh nó không có xài được, là nó tùm lum chuyện hết trơn á. Chỉ có thương cái dàn âm thanh thôi đó. Thành ra chúng ta tu tụng niệm thì mình tập cái tránh dứt trừ sự mê chấp mê lầm, cố chấp bướng bỉnh ngoan cố. Tụng để dứt trừ cái tánh ôm chấp đó, buông bỏ mà, đúng không? Có phải vậy không? Tu buông bỏ đúng không? Thầy mới nghe câu chuyện đệ tử thầy kể, người này là công giáo, đi tập thể dục với cô đệ tử của thầy có mặt ở đây đó. Đi ra ngoài công viên tập, nói giờ tôi tu, tôi buông hết rồi. Tôi lấy xe ra, tôi buông tay lái luôn. Cổ mới nói, thầy mới nghe hôm qua bữa kia vậy đó. Thì đó, lấy xe buông tay lái luôn, giờ tu buông bỏ hết. Có dám làm không? Canh tài xế chở thầy nói tôi nghe tôi muốn buông tay lái xe hơi luôn. Nói đừng buông, thầy ngồi trong xe đó con. Ý người ta nói là khi chúng ta tu nó phải tập cái tánh hỷ xả, bỏ qua.
huynh đệ tự hỏi lại mình coi bỏ qua chưa, bỏ chưa, suy nghĩ nữa, bỏ cái gì đó, là bỏ cái gì đó, bỏ những cái huân tập xấu, lấy những cái huân tập tốt, những cái tánh tốt, bỏ tất cả những cái không cần thiết trong cuộc tu tụng của mình để lấy những cái tốt lành của chư Phật ban cho mình. Mình thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách hành xử, đối xử, tiếp xử, cư xử. Mình thay đổi như vậy thì mình mới tiến hóa được. Bây giờ mình tu để cho mình thay đổi cuộc đời, đúng không? Hoàn cảnh của mình nó như thế này, nếu mình không thay đổi cách cư xử, tiếp xử, hành xử, tiếp xử đó, thì hoàn cảnh sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, suy đổi cách tiếp xử của mình thì hoàn cảnh mới thay đổi được. Còn nếu mình cứ vậy hoài thì hoàn cảnh cũng vậy à. Cho nên tụng kinh, cái phước lớn nhất của mình là cuộc sống mình được thay đổi, đời sống mình được thay đổi, hoàn cảnh sống mình được thay đổi, tính tình mình thay đổi, đó là phước. Cho nên phải tu tụng cho nó đâu ra đó đàng hoàng, năng nổ miên mật. Không phải tu cho thầy, tu cho Phật hay tu cho ai đâu đó, ngoài bản thân mình ra. Mình tu cho chính mình. Tu học rồi tu tập, xong rồi tu sửa, sửa để bỏ những cái lỗi lầm đã qua, không có nhắc đi nhắc lại. Tập những cái mới, rồi hành những cái mình đã học. Đó là tu học đó, tu tụng đó. Bây giờ hiểu được cái lời lạc của tụng kinh chưa? Rõ chưa? Có biết làm không? Chỉ có cái tụng thôi mà thầy đã giải thích là không biết bao nhiêu cái điều lợi lạc, phước báo, đạo hạnh rồi. Chỉ có một cái tụng thôi đó. Mà mình tụng bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh của mình rồi thì rất là ngộ. Lắng lòng tụng, mình nghe được tiếng tụng của mình. Rồi dần dần mình nhập tâm mình tụng, mình nghe được những người chung quanh tụng với mình mới là lạ. Mà trong khi đó chỉ có một mình ngồi thôi. Mà mình nghe được nhiều người tụng, thiệt sự là phước vô cùng. Đệ tử của thầy tụng kinh chung với mấy cô ở trên cái thất nhỏ của cô ở nhà thầy đó. Tụng mà con gái không, mà có tiếng đàn ông tụng chung đó. Lần nào mấy người đó ngồi xuống tụng là cũng có tiếng một người đàn ông tụng chung với họ. Đầu tiên là họ sợ lắm, nhưng dần cái họ quen, họ nghe. Họ ngưng lại, họ lắng nghe tiếng tụng của người đàn ông, mà trong đó không có người đàn ông. Mình để thấy chưa? Người ta tu chung với mình, người ta tụng chung với mình, người ta tiến hóa chung với mình. Bởi vì mình đã phát khởi sự tụng niệm này thì những người chung quanh được chiêu cảm tới cùng tu tụng niệm với mình. Cho nên khi chúng ta lắng nghe tiếng tụng của mình một thời gian dài bằng cả con tim của mình á, thì tự nhiên mình sẽ nghe được những tiếng tụng của chung quanh cùng tụng chung với mình, rồi được chư thiên tụng chung với mình. Lúc đó lỗ tai mình sẽ nghe được cái Phật âm đó. Đó, mình sẽ được dạy dỗ trong âm thầm, gọi là Phật âm. Lâu lâu mình làm điều gì sai trái, có cái giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở mình. Nhớ không? Thấy lời lạc của tụng niệm chưa? Mà trong khi chúng ta tụng cũng vậy. Mình ngày xưa đã từng làm bậy, bây giờ ngồi xuống tụng kinh để bớt làm bậy, để giảm đi cái thân nghiệp, đúng không? Ngày xưa nghĩ tầm bậy tầm bạ, bây giờ lắng nghe tiếng, nghĩ tới Phật Pháp con thôi, để đừng có nghĩ bậy, thì ý nghiệp bớt tạo tác. Ngày xưa cái miệng nói tầm bậy, bây giờ đọc kinh cho giỏi vô, để cái miệng bớt nói bậy. Thành ra ý khẩu thân của mình nó giảm đi rất nhiều tội chướng. Thành ra tụng kinh cũng làm cho tam nghiệp được thanh tịnh là thế. Bây giờ trung đạo đi vào tam nghiệp nè. Hồi nãy tụng là nói cái lợi lạc, phước báo của tụng, phải không? Bây giờ đi vào cái tam nghiệp. Tụng, ý luôn luôn nghe, nghĩ tưởng tới điều đang tụng, để ý tưởng không tầm bậy tầm bạ, để ý nghiệp không phát khởi. Miệng tụng kinh cho siêng năng giỏi dắn vô, lắng nghe tiếng niệm, tiếng tụng của mình, để cái miệng không nói tầm bậy tầm bạ, để khẩu nghiệp không tạo tác. Ngồi yên lặng để tụng, thân nghiệp không tạo tác, cho nên ý khẩu thân bị tiếng tụng niệm của mình trói buộc lại, cho nên ý khẩu thân không có cơ hội tạo tác nhiều như lúc mình không tụng niệm. Có thấy vậy không? Hả? Thấy không? Thấy lời lạc chưa? Bây giờ có thấy lời lạc của tụng kinh chưa? Ngồi xuống tụng để bớt làm bậy, lắng nghe tiếng tụng để đừng nghe bậy, miệng tụng kinh để đừng nói bậy, mắt nhìn kinh để đừng nhìn bậy, đầu nghĩ tới kinh để đừng nghĩ bậy. Nó giúp cho lục căn mình cũng thanh tịnh luôn đó. Chúng ta tụng kinh đúng mức, mà chúng ta lấy kinh
phương tiện lớn để tự độ mình, lấy tụng kinh để làm phương tiện lớn độ chính bản thân mình, độ luôn tam nghiệp của mình, giúp cho lục căn thanh tịnh. Bây giờ Trung Đạo đi vào cái điểm chính của bài giảng về tụng. Tụng kinh là một phương tiện lớn nhất cho tất cả chúng ta đang có mặt ở đây và tất cả những Phật tử không có mặt ở đây. Nếu huynh đệ nào mà coi được cái dĩa này, chúng ta lấy tụng kinh làm phương tiện lớn độ cho chính bản thân mình. Huynh đệ nghe rõ chưa? Bây giờ nghe rõ hơn nãy không? Dạ. Tụng kinh đầu tiên là giúp cho tam nghiệp của mình được thanh tịnh. Đó là việc đầu tiên. Gõ mõ, thân mình ngồi yên, gõ mõ để đừng tạo tác thân nghiệp. Miệng tụng kinh để đừng tạo tác khẩu nghiệp. Ý nghĩ tưởng tới kinh để đừng tạo tác ý nghiệp. Việc đầu tiên là giúp cho tam nghiệp mình được thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Khi chúng ta tụng kinh, tập trung tư tưởng cao độ để được tụng, thì đầu mình sẽ trong sạch, lỗ tai mình lắng nghe tiếng kinh, liên tục không ngừng nghỉ tiếng tụng niệm của mình cộng thêm tiếng mõ, thì tạp niệm vọng niệm không có cơ hội chen vào cái ý tưởng của mình. Và khi tạp niệm vọng niệm không có thì ý mình rất thanh tịnh. Có đúng vậy không? Tại vì cái đầu mình không có tạp niệm vọng niệm thì được thanh tịnh. Đúng như vậy. Mà khi cái đầu này được thanh tịnh rồi thì tự nhiên cái khẩu sẽ thanh tịnh theo cái ý. Bởi vì ý là chủ của tam nghiệp. Nếu ý không thanh tịnh thì khẩu bất tịnh, thân bất tịnh. Đúng chưa? Ý không tịnh, khẩu không tịnh, thân không tịnh thì thân sinh bệnh. Ý tịnh, khẩu tịnh, thân không bệnh. Rõ chưa? Ý bất tịnh, khẩu bất tịnh, thân bất tịnh, thân sinh bệnh. Ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, không sinh bệnh. Rõ cái ý của thầy chưa? Là việc tụng kinh đã có những điều lợi nhất là giúp cho tam nghiệp được thanh tịnh. Thì ăn thanh tịnh thôi nha, chứ cứ có đi vào định đâu. Chỉ được thanh tịnh, an tịnh trong cái khoảnh khắc chúng ta tụng kinh thôi. Nhớ không? Nhưng nếu chúng ta làm cái sự thanh tịnh này kéo dài trong mỗi thời tụng, một ngày mình tụng 4 thời đi, mà trong 4 thời được thanh tịnh như vậy, mà ngày nào cũng ngày đó, rồi năm nào cũng nhâm năm đó, thì dần dần cái sự thanh tịnh này nó sẽ phát triển lớn hơn, là chúng ta được an định. Trong cái thanh tịnh lâu dài đó, đời tu học mình sẽ được an định. Thấy chưa? Có thấy vậy không? Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Khi chúng ta được thanh tịnh, tam nghiệp không tạo nghiệp, và chúng ta lắng lòng để nghe tiếng tụng của mình, lỗ tai mình sẽ được thanh tịnh trong sạch. Tụng kinh lỗ tai sẽ được phước báo. Mình không nghe bậy nữa. Ít nghe bậy, không nghe bậy thì càng tốt. Hãy không nghe bậy nhiều năm tháng, lỗ tai sẽ được trong sạch. Là gọi là nhĩ căn được thanh tịnh. Mắt nhìn kinh, tụng kinh mỗi ngày, nhãn căn được thanh tịnh. Miệng tụng kinh thì tỷ căn được thanh tịnh, lưỡi được thanh tịnh, mũi được thanh tịnh, ý thanh tịnh, thân thanh tịnh, thì lục căn thanh tịnh. Có phải vậy không? Đúng không? Nếu kéo dài hoài á thì lục căn sẽ được gọi là an định, sẽ không bị phiền não, không bị bệnh tật, không bị chướng duyên, không bị nghịch cảnh, bởi vì lục căn đã được thanh tịnh. Mà lục căn đó chúng ta được thanh tịnh rồi thì niệm Phật sẽ được nhất tâm. Mà niệm Phật đã nhất tâm rồi thì vãng sanh sẽ được viên mãn, có phải vậy không? Nó đi vào cái niệm Phật rồi đó. Lục căn thanh tịnh thì sẽ nhất tâm niệm Phật, mà há nhất tâm niệm Phật thì vãng sanh sẽ viên mãn. Chúng ta không cần phải cầu cạnh van xin được vãng sanh, không cần. Chỉ cần sống đúng, tu đúng là tự nhiên lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh thì mình niệm Phật nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm thì dứt khoát vãng sanh sẽ viên mãn, mà không cần phải cầu cạnh điều gì hết. Mình là con của Như Lai mà, mắc chứng như mình phải ngồi xuống khóc lóc van xin được vãng sanh. Bổn thân mình từ xưa đã từ đó mà tới,
Bây giờ mình có quyền trở về nơi cha mẹ của mình, đó là danh chính ngôn thuận, cho nên không cần phải xin gì hết. Trung đạo nói thẳng, không cần xin, sống đúng là được rồi. Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, ngày nào những ngày đó, ngày nào ngồi xuống tụng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, giúp đỡ cho lục căn thanh tịnh, giúp đỡ cho tam nghiệp không tạo tác. Đúng mức như vậy, ngày nào những ngày đó, ngày đi là về cha mẹ của mình liền, bởi vì mình từ cha mẹ mình tới, mình có quyền trở về và không cần phải cầu xin, khóc lóc, van xin, năn nỉ, ỉ ôi. Có thấy đúng vậy không? Hả? Đúng không? Mắc chứng gì mình phải ngồi xuống khóc lóc, van xin, vãng sanh là sao? Sống cho đàng hoàng đi, sống cho tròn bổn phận của một người Phật tử thuần thành chân chính, phóng cho bổn phận của một người con núi chư Phật, làm việc cho bá tánh chúng sanh để báo hiếu chư Phật. Thì ngày đi của mình chư Phật đã quyết định rồi, mắc chứng gì phải khóc mà xin? Huynh đệ có biết rằng mình Phật ở đâu? Hả? Nói hay lắm, Phật ở đây, nhưng mà có bao giờ nhìn vô đâu. Không bao giờ nhìn vô kiếm mình là ai hết á. Bản chất thiêng liêng của mình là Phật, nhưng mà không bao giờ mình sử dụng bản chất thiêng liêng này, và không bao giờ sống chung bản chất thiêng liêng để biểu lộ với ba tánh chúng sanh. Cho nên chúng ta cứ rị mọ ngồi xuống khóc lóc van xin, để chúng ta chấp nhận sống với bản chất thiêng liêng là Phật tại tâm, đúng không? Nhưng sống chung với cái tâm chân như này rồi thì mình là ai? Mình là con của Như Lai, mắc chứng phải xin về nhà cha của mình là sao? Bây giờ huynh đệ về nhà ba mẹ, không lẽ ba mẹ đóng cửa nhốt ngoài, phải không? Sống cho tròn bổn phận người con có hiếu đi, thì cái cửa nhà của ba mẹ lúc nào cũng mở chờ mình về, mắc chứng phải ngồi xin xỏ. Bởi chúng ta không chịu sống tròn bổn phận cho nên phải ngồi xin hoài, xin mà không chịu sửa, xin không à không bao giờ cho, thì làm gì có phước. Quý đệ có thấy trung đạo nói đúng không? Mình sống tròn bổn phận mình đi. Cho nên tụng kinh là một cái công năng rất là kỳ diệu, nó tích tụ theo thời gian công phu của mình, chứ không phải một ngày là bước lên trời đâu. Nó giúp cho mình rửa sạch tội chướng mình đã tạo tác trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Tụng kinh nó có công năng giải trừ được nghiệp chướng mình đã tạo tác, giúp cho mình không bị những chướng duyên nghịch cảnh quá lớn đến với cuộc đời của mình. Cho nên tụng kinh giống như mình cầm bằng chải vậy, mình chà mình mỗi ngày. Không những chà cái mặt, chà tấm lòng nữa. À, rửa cái mặt phải rửa tấm lòng. Rửa cái mặt mà không rửa cái tâm thì bệnh tật vẫn như cũ. Rõ không? Cho nên tụng kinh đó để rửa mặt, rửa lòng. Tụng mỗi ngày để rửa cho sạch quan gia, trái chủ, nghiệp chướng. Tụng kinh cho nhiều vô để ăn nói cho đàng hoàng, lịch sự, tử tế hơn, tế nhị hơn. Có phải vậy không? Nếu mình tụng kinh 10 năm sau quay trở lại cũng như rửa thôi, thiệt là uổng sức 10 năm. Tốn bao nhiêu nhang khói, tốn nước miếng, bao nhiêu nước miếng cầu nguyện vớ vẩn, cầu hoài mà không làm. Hát cầu nguyện tụng cho đúng rồi làm đúng với lời cầu nguyện của mình mới thực hiện cái lời nguyện của mình được chứ, đúng không? Nhưng thì nhắc lại là tuyệt đối không được hứa là tụng bao nhiêu biến nha. Đừng có bắt chước người ta, thấy người ta tụng 500 biến về nhà thân đã ốm rồi, hơi đã không có, tụng mới có mấy biến mệt muốn chết, ráng tụng 500 biến, tụng phân nửa thôi. Nó nợ hứa lèo, chết làm con ma nhà họ hứa. Tuyệt đối là không có được hứa với ai hết á, nhất là ngồi xuống tụng mà hứa bậy bạ, người xung quanh nó nghe được, nó bám vào lời hứa đó. Do đó hứa ly cà phê sữa đó, thấy chưa, nguy hiểm ghê lắm đó. Đồng thời bên cạnh cái tu học giúp cho mình tập cái tánh từ bỏ, nói chung là mình tánh hỷ xả đó. Nhờ cái tánh hỷ xả này chúng ta mới không có chấp nhất vào lời ăn tiếng nói khó chịu của người ta. Thí dụ bây giờ cái lỗ tai mình không chịu nghe tiếng tụng kinh niệm Phật của mình đi, mình đang tụng nhiên có một bà ngoài đường nói mẹ này tụng kinh thấy ớn, nổi điên lên liền á, đúng không? Giọng nghe thấy ghê cũng bị đặt tụng, bắt đầu nó nổi điên rồi, cái đầu nghe được rồi mà, đầu nó bắt đầu nó phiền não trong cái đầu này nè, đã ấm ức trong cái bụng, cái miệng bắt đầu nó giật nó muốn nói rồi đó. Nhưng mà hắn nghe một hai lần, ba bốn lần giục cái dù xuống là người ta tính chuyện nhỏ này mới ra cửa chửi liền. Mà nổi mày, tao tụng gậy cha tao mất chứng như mày, tao đang tu mày chọc tao, tao ác bây giờ đó, đúng quỷ. Rồi xong 10 năm trôi theo nước, công đức tiêu hết. Thấy không? Cho nên mình nếu mình không lắng nghe tiếng tụng của mình, mình sẽ nghe vớ vẩn. Mà nghe tầm bậy tầm bạ là sanh phiền não nè, mình tự sanh phiền não cho mình, chứ cái người chửi mình chưa có phiền não đâu, nó đang đã miệng mà. Nhưng mà lực nhân quả đâu có tha nó đâu, cũng tính rồi.
Nhưng nếu mà mình nghe cái lời không dĩ mình nhào vô là hai đứa cùng cộng quả, gọi là cộng nghiệp đó. Hiểu không? Trên người ta chọi cái banh xấu vô, huynh đệ chụp cái banh giấu luôn, rồi khỏi chụp. Nếu mà chọi lại nó có cái khác, nó chọi tiếp. Nhớ không? Người tu tập cái tánh hỷ xả là bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nó chọi cái banh vô, lấy cái banh giấu luôn, đâm xì luôn, khỏi cái banh chọi. Hết chuyện. Nhớ chưa? Hả, mình nói lại là có chuyện, nói qua nói lại á, nói tới nói lui một hồi là có chuyện lớn á. Bắt đầu chửi một hồi là gây hận thù, là hai đứa cùng xuống dưới ký sổ đó. Nhớ chưa? Ở cái cửa dưới nó ngộ lắm. Hãy chỉ cần một đứa ác mà mở tâm ra nó hí ra chút xíu, chờ đợi rồi lọt vô liền. Là vừa lọt vô đóng kín lại không có ngõ ra. Kinh khủng. Mà con người thế gian rất là ngộ. Địa ngục vô môn hữu khách tâm. Địa ngục không có cửa nhưng mà nhiều người kiếm lắm. Còn thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn. Thiên đàng có đường đi mà không ai thèm tới. Nghe chưa? Có thấy vậy không? Thì nhớ câu chuyện của ngài Hư Vân bị quan quân của Mãn Thanh truy tìm á, là nói là ông chống đối nhà nước á. Ông biết là người ta sẽ kiếm ông đứng trên con đường mòn lên cái chỗ ông tu á, đứng chờ sẵn quan quân tới. Thì ông quan dẫn mấy người quân tới kiếm ông, đã bắt ổng vì cái tội chống đối. Thì khi ngài đứng chờ sẵn thì ông quan tới hỏi: "Tôi đi kiếm ông Hư Vân." Ông biết Hư Vân liền nói là: "Dạ, tôi là Hư Vân đây." Nói: "Có chuyện gì?" "Cái tôi muốn hỏi ông một câu thôi. Niết bàn và địa ngục. Niết bàn là cái gì? Địa ngục là cái gì?" Thì ngài Hư Vân trả lời rất là đơn giản: "Cái đứa nào mà nó ngu quá, nó mướn mày làm quan không biết. Thằng cha quan này, mình làm quan nói mình ngu mà." Rút cái đao ra liền nói: "Địa ngục mở cửa." Ông quan nghe xong đút dao vô nói: "Niết bàn mở cửa." Ông quan quỳ xuống lại đó. Chỉ có một câu thôi, niết bàn, thấy chưa? Mình mở một câu bậy là vô kia liền, mở tốt vô kia liền. Chỉ có hai ngõ đi thôi. Chúng ta đi vào thế gian là qua cửa người mẹ. Khi mà qua cửa người mẹ là phàm phu tục tử, uống cháu lú rồi không biết mình từ đâu mà tới, nên mới mày mò lớn lên. Vào thế gian chỉ có hai ngõ để đi. Một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu huynh đệ chọn sống với cái tâm phàm phu tục tử, mê thế gian pháp quá độ, sống trong nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, là huynh đệ chấp nhận đi vào gọi là cái chỗ mà sống tối tâm đó, gọi là địa ngục á. Còn những huynh đệ chấp nhận sống với cái tâm Phật, tâm chân như của mình, biểu lộ cái tánh hiền lương, từ bi bác ái xả đối với huynh đệ ba tánh chúng sanh, là vì chấp nhận con đường trở về niết bàn. Chỉ có hai đường đi thôi. Nhưng chúng ta lọt vào thế gian lâu quá, bây giờ mới biết được Phật Pháp, ngồi xuống tụng, ráng gõ cánh cửa niết bàn. Muốn gõ cánh cửa niết bàn này, chúng ta phải từ bỏ những cái thói hư tật xấu mà mình đã tiếp nhận, gọi là huân tập không tốt lành, nhiều năm tháng bây giờ mới sanh ra bệnh tật, đau khổ, buồn phiền, chướng duyên, đủ trò đủ chuyện. Ngồi xuống tụng kinh để rửa những cái điều mình đã tạo tác, để chi? Lấy cái dùi này gõ cửa niết bàn đó. Từ bỏ thế gian Pháp, từ bỏ phàm phu tục tử, để chọn con đường thiêng liêng tâm linh, đó là niết bàn. Huynh đệ đang chọn tâm linh thiêng liêng hay là đang chọn địa ngục phàm phu tục tử, tự mình quyết định. Bây giờ niết bàn hay địa ngục, nói một câu thôi, chư Phật nghe đó. Nói là phải làm đó nha, A Di Đà Phật. Nói một cái miệng không đâu. Thế chúng ta ngồi xuống tu tụng để rửa trừ những cái mình đã tạo trác trong quá khứ, để cạo cái mình, cạo cái thân, cạo cái tâm của mình cho sạch đi. Để chi? Mình đón nhận sự an lành, hạnh phúc của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát ban cho mình trong lúc chúng ta tu tụng. Thấy tụng kinh có lợi lạc vô cùng chưa? Nếu chúng đạo nói nữa, nói hoài không hết về cái tụng. Không những tạo phước báo, tạo đạo hạnh, phát triển trí tuệ, làm lợi lạc cho người âm, làm lợi lạc cho dương, giúp cho cụ huyền tất tổ được siêu sanh, giúp thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt. Đó là tu tụng đó. Rồi giúp cho tam nghiệp vắng lặng, giúp cho lục căn thanh tịnh. Thấy chưa? Quý đệ có thấy nãy giờ cái sự chia sẻ của trung đạo có làm cho quý đệ cảm thấy nó vỡ ra chút xíu trong này không? Hả? Vỡ không? Thấy lợi lạc chưa? Bây giờ biết mình tu là không phải một mình đâu nha. Chung quanh còn rất nhiều người chờ đợi sự tu của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta cùng làm một lúc thì biết bao nhiêu điều lợi lạc xảy ra trong chung quanh mình, trong tâm linh, trong hữu hình, trong vô hình, cho loài hữu tình, cho loài vô tình luôn. Cây cỏ cũng lắng nghe nó chứ đừng có nói.
Không tin huynh đệ thử đi. Cái cây á, mình đứng trước mặt nó, mình cầm con dao á, mình hù dọa nó thôi, mình chặt chặt trước mặt nó thôi là nó co ánh sáng lại, nó co, nó rất là sợ. Mà mình đứng trước mặt nó, mình giỡn vui cười hoài, nó rất là sáng, nó rất là tươi. Người Nhật đã làm cái một cái thử nghiệm này á, rất là rõ ràng. Một chén cơm á, để tụng kinh chén cơm đó, tụng những lời an lành hạnh phúc của chén cơm á, chén cơm mấy ngày sau vẫn chưa hư. Còn chén cơm mình để mình chửi bới chén cơm á, ngày sau hư chén cơm đó rồi. Người Nhật làm cái thử nghiệm đó đó. Nó rõ ràng như vậy luôn. Ly trà đó thì uống đó, 3 tuần sau ly trà vẫn là ly trà không hư. Thấy chưa? Thấy cái lời lạc, cái miệng mình nó không còn những cái vi khuẩn xấu nữa, mà những vi khuẩn tốt lành không thôi, ly trà không hư. Cái ly nước, cái chai nước thì uống là chai nước lạnh. Thì uống chai nước nửa chừng thì để xuống thì tụng kinh xong, cũng là anh bác sĩ đó đó. Anh mới lấy cái ly, cái chai của thầy, anh bỏ một chai mới vô tủ lạnh, đông đá. Ngày mai anh lấy ra, ly của thầy đông đá mà trong suốt, còn ly kia đục ngầu. Anh làm một lần, hai lần, ba lần, anh mới lấy cái chai của anh bỏ chung chai của thầy, chai của thầy trong suốt, chai của anh đục ngầu. Mình để thấy người ta là bác sĩ, người ta rất là khoa học, nó không có tin liền đâu. Chính bản thân ảnh lấy cái ly trà này để 3 tuần không hư. Anh đi mua một ly cà phê, anh uống 2 ba hớp, anh để đó. Một tuần sau anh uống lại một hớp thì vẫn là cái mùi cà phê cũ. Là cái miệng ảnh đã được như vậy rồi đó. Là cà phê không hư. Mình để thấy chưa? Cái lợi lạc đến mức nào? Cái miệng mình có cam lộ đề hồ, tự động ngọt và thơm là do chính mình tạo tác, chứ không ai ban cho mình cả. Lỗ tai mình được thanh tịnh, trong sạch, tinh khiết là nhờ mình lắng nghe tiếng tụng niệm của chính mình. Lỗ mũi mình ngửi được Phật hương là bởi vì chính mình đã ngửi những điều này do bản thân mình ăn chay, ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thân thể mình sạch. Tự nhiên mình nghe mùi hương của chính bản thân mình, là lâu lâu được chư Phật đứng bên cạnh nghe được của mùi hương các ngài gọi là Phật hương. Ý tưởng mình trong sạch, tinh khiết không ngừng nghỉ, cho nên mình lắng động, ý mình tưởng đến Phật Pháp. Luôn luôn có Phật Pháp, cho nên ý mình trong sạch, khẩu trong sạch, thân trong sạch. Huynh đệ thấy lời lạc của tụng kinh chưa? Thấy lời lạc nhiều chưa? A Di Đà Phật. Hồi nãy lên trung đạo nói về phần tụng kinh không thôi, bây giờ huynh đệ, phần của huynh đệ là chúng ta hỏi lại những gì mà trung đạo đã nói. Nếu không hiểu, chúng ta cần đào sâu vấn đề, chúng ta phải hỏi, cần hỏi để chúng ta hiểu biết nhiều hơn, chúng ta tu khoa học hơn, tinh tấn hơn, miên mật hơn và lợi lạc hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thưa thầy, con là người nông dân như con, lúc con tưới vườn con cũng niệm, con niệm chú Đại Bi có đúng, có được đúng? Dạ, niệm cái gì cũng được hết á. Nếu mà khi mà huynh đệ á, đi đứng nằm ngồi, ngay cả nằm cũng niệm không sao. Nếu mà huynh đệ mà niệm Đại Bi hay niệm Phật mà có ông Phật mà nói là mày niệm trật rồi, nói với thầy, thầy nói chuyện với ổng nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con bạch thầy là con hỏi thầy là một Phật tử tu tại gia, cái đọc tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng lên hay là không lên, và nếu đọc tụng chú Lăng Nghiêm có lợi gì và có hại gì ạ? A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, bà ngồi đi. Cái điều kiện cần thiết tất yếu của người tụng Lăng Nghiêm tại nhà đó là phải ăn chay. Cái người tụng Lăng Nghiêm phải chay trường nha. Các thầy ngày xưa cũng không có giấu, không chịu nói mấy điều này. Cái người muốn tụng Lăng Nghiêm tại gia là phải trường chay, giữ năm giới. Lăng Nghiêm là ngũ công dương Phật, là ngũ hành của vũ trụ, kim mộc thủy hỏa thổ. Nó có 5 đệ, đệ nhất, đệ ngũ đúng không? Rồi khi tụng Lăng Nghiêm, cái chữ mạ mạ của cuối của cái đệ nhất hội, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đó, cái chữ mạ mạ cô làm gì với cái chữ mạ mạ, nói thầy nghe coi. Đọc luôn hả? Mạ mạ ứng thô na mạ mạ tỏa hả? Đọc luôn phải không? Đọc luôn phải không? Không nói gì trong đó phải không? Giống như mình nước đổ lá môn á. Cái chữ mạ mạ, Đại Bi cũng vậy, cái chữ mạ mạ con tên gì, tụng để làm gì. Mục đích của đệ ngũ hội là kim mộc thủy hỏa thổ của trời đất của vũ trụ, là ngũ công dương Phật điều khiển ngũ hành đó. Trong người mình có ngũ tạng là tâm can tỳ phế thận. 5 cái tạng này nó tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài. Nếu cô tu đúng mức á, thì tâm can tỳ phế thận mình sẽ mạnh mẽ, nó hòa nhập bên ngoài, sẽ không có bệnh tật, dứt trừ bệnh tật. Bệnh tật hết thì nghiệp lực không còn. Cho nên công năng của Lăng Nghiêm là
muốn được công năng như ý là phải trường chay giữ giới và tụng trong lúc an lành nhất. Trong nhà phải trường chay, nếu không thôi mình tụng nhiều á, nhà có chuyện đó. Thí dụ mình tụng tụng Lăng Nghiêm mà mình không làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, mà tụng nhiều năm quá, tánh tình mình nó ngộ lắm mà mình không biết nó ngộ, là mình nói lớn tiếng mà mình không biết mình nói lớn tiếng. Mình nói bình thường nhưng mà người ta nghe muốn điên cái đầu luôn á, bởi vì mình không biết mình nói to. Mà mình tụng mình không sử dụng cái đầu mình cho bá tánh á, từ từ mình sẽ bị đảng trí á, mình không nhớ. Đó là cái hại. Là phải trường chay. Mà tụng Lăng Nghiêm là biết mình đang tụng để làm gì, với chữ mạ mạ phải xài tụng Lăng Nghiêm để giải trừ cho tam nghiệp. À, con chí tâm sám hối cho tam nghiệp, sám hối điều đã nói đã nghĩ đã làm không được, tốt lành trong sạch. Con chí tâm sám hối ấn thú na, con chí tâm sám hối cho tam nghiệp, tỏa gõ chuông cái bon cái đề nhị hội, đúng không? Nam mô tát ta giờ ra đây thì mình tạo cái mạ mạ gì đó là phải nói ra, thì đệ tứ hội nó cũng có mạ mạ. Chữ mạ mạ là phải nói mình tụng để làm gì, để sám hối cho tam nghiệp, nhớ không? Thì tụng phải nói như vậy. Còn nếu cô không tụng á, thì cô tụng hoài thì công năng không được bao nhiêu, bởi cô không xài đúng chỗ. Đồng thời cái hại của Lăng Nghiêm mà rất là độc hại, nó là con dao hai lưỡi mà rất là bén. Nếu mình xài đúng thì là thần khẩu, xài trật là ác khẩu. Đây là hai vị huynh đệ mà trung đạo biết trực tiếp mặt mũi tụng Lăng Nghiêm. Bây giờ đến là năm thứ ba mươi mấy ông ta tụng Lăng Nghiêm rồi đó, mà ông không biết chữ nhiều, rồi ông thầy dạy cho ông cũng không biết chữ nhiều, mới chỉ ông tụng Lăng Nghiêm. Thì ông tụng miên mật miên mật miên mật. 28 năm sau thì ông nói chuyện, ông ngồi ngoài sân ông nói chuyện, mình vẫn nghe to như thường. Nhưng mà ngộ lắm, khi tụng Lăng Nghiêm đúng mức rồi đó, cái miệng mình nó rất là linh. Ông chửi đứa con trai ông làm không nên thân, ông chửi riết năm sau nó ngụm. Ông chửi thằng con trai thứ hai ngụm luôn, ông chửi người vợ, vợ ngụm luôn, chửi đứa con gái, gái điên. Lợi không? Hại vô cùng. Chúng ta không biết sử dụng đúng mức. Mà tụng Lăng Nghiêm là giải trừ sắc dục, giải trừ cái thân dục của mình, giải trừ sự dâm dục của mình. Nếu mà mình không tụng, không biết cách giải trừ nó, thì ngược lại nó làm cho mình bị phản tác dụng. Nhưng các thầy không giải thích cho trung đạo được. Cho nên nếu mà thực sự là người muốn tu, có một vị tu sĩ luôn, vì là hòa thượng rồi, ngài cũng luyện Lăng Nghiêm, luyện luôn chứ không phải là tụng không đó. Tính tình dữ không thể tả được. Tới cái mức đó là phải giữ. Đệ tử nữ mà ông đánh còn hơn là đánh con trai nữa. Mấy ni trong chùa ông đánh còn như là đánh con đẻ, đánh như con trai vậy đó. Ông đánh, ông đập rầm rầm bằng cái tay cũng to, ông đập chết luôn. Mà mình không biết mình giữ cô à. Mình không biết mình sân, không có biết đâu. Mà dễ sân lắm, hở cái là làm liền. Thì Lăng Nghiêm là cực dương mà. Cho nên nó trị luôn bùa Lèo, bùa Thái, bùa Campuchia, bùa Việt Nam. Là nếu mình tụng Lăng Nghiêm trong nhà rồi là không có bùa ngải vô trong nhà nổi luôn. Tại nó đại cực dương, nó dữ dằn lắm. Tại nó mình mà không kìm được nó khiển mình luôn. Mà tánh tình mình kỳ cục lắm, không ai nói được mình luôn đó. Bởi vì mình tụng xong á, mình thành ông bự rồi, bự lắm luôn á, không ai bằng mình hết á, mình ghê lắm luôn á, hiểu không? Thành ra phải ăn chay giữ giới rồi tụng cho đàng hoàng, không cần phải gấp. Tu Lăng Nghiêm không cần gấp, gấp quá nó nhăn à. Hiểu không? Tu Lăng Nghiêm đừng có tu dồn quá, tu dồn mà nó dập thì lưa. Thấy không? Tiếp tục hỏi đi. Dạ, có ghê vậy, cuối cùng nghe ghê vậy. Có nữa được rồi. Cuối cùng của Lăng Nghiêm ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, là nếu như bây giờ tụi con là Phật tử tại gia, còn cư sĩ tu tại gia, tụi con không có nên đọc Lăng Nghiêm được không thầy? Thì không phải là không nên. À, thầy không phải là cấm huynh đệ, nhưng mà nếu huynh đệ giữ giới để kiểm soát được mình á, thì nên tụng. Dạ. Còn nếu mà mình tụng để vì một lý do, mục đích không phải mục đích tu luyện á, thì không nên. Dạ. Còn nếu mình quyết tâm tu á, thì tụng bằng cái tâm từ bi á, mình sẽ không bị ma chứng nó khiển. Dạ. Thầy nói là thật tình với cô luôn, thầy tụng Lăng Nghiêm không phải tụng như huynh đệ, không phải tụng như thầy này đâu. Các thầy cũng vậy, tụng không phải như trung đạo. Nếu tụng Lăng Nghiêm mỗi sáng á, thì bắt đầu khi Nam Mô Tát Đá Đà Già là đệ ngũ hội, đúng không? Từ 1 tới 5 đúng không? Hết cái năm có lại chỗ 1, hết cái năm chỗ lại chỗ 1, 10 biến như vậy một ngày. Tức là một lần tụng là 10 lần, mỗi lần là 5, hiểu không? Thì năm tụng là 25 lần đó. Hiểu ý thầy nói không? Tụng diệt thân dục, sắc dục, tham dục, tất cả dục diệt hết luôn. Thì mình phải kiểm tra nó bằng cái lòng từ bi và cái tánh khiêm nhường kính trọng. Còn nếu không á,
cái năng lượng mà của chú Lăng Nghiêm á, nó sẽ khiển mình, chứ mình không khiển được nó. Bởi mình làm chủ tụng mà, nó là người phụ thuộc thôi, mình phải làm chủ nó. A Di Đà Phật, con nói thật thầy là con đi chùa này được hơn chục năm rồi. Dạ. Con ăn chay cũng lâu rồi. Dạ. Chục năm rồi thầy. Dạ. Nhưng mà con thấy là hình như là con không có duyên với mấy này tụng Lăng Nghiêm. Dạ. Con là coi chỉ tụng có phần một thôi mà con thấy ba cái chú thầy khó quá, con không đọc được. Dạ. Nên là bây giờ con mới tính hỏi thầy là bây giờ tụi con Phật tử không đọc cái đó được không? Dạ thưa cô, tụng Đại Bi là đủ rồi. Dạ. À, nếu mà cô chuyên tu á, thì ngồi xuống nói chuyện cho kỹ lưỡng hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Hầu như các thầy cứ tu tụng đi mà không có giải thích tụng là sao. Dạ. Tụng làm sao, là tụng bị cái gì, được cái gì, có cái gì, mất cái gì, tổn hại cái gì, lợi lạc cái gì, không giải thích. A Di Đà Phật. Chẳng hạn như huynh đệ ở nhà nghe tụng Địa Tạng nhào xuống tụng. Có biết tụng Địa Tạng là vô một cái nhà đầy nghẹt người trong này ngồi nghe mình tụng không? Tụng Địa Tạng là cứu tất cả vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ, trận vong, quan hồn, tử. Tập loại cô hồng đồng bào tử nạn thay nhi sẵn nạn quan gia trái vụ của quyền thất tổ chết sông chết biển chết đâu chết đâm chết đủ loại. Nếu mình tụng một cái nó vô một cái nhà luôn mà không biết giải cho người ta hả, từ từ cái mặt mình đen thù lùi, nhìn vô là cái mặt ma chứ không phải là mặt mình á. Nếu không biết cách đưa người ta đi, bắt chước tụng thôi mà không biết cách giúp người ta siêu, người ta tụ tập một nhà luôn, người ta sẽ hút cái quan điểm của mình á, biết cái mặt mình đen thùi. Có hiểu ý thầy nói không? Thì chẳng ta không hiểu được, không biết cách tụng thì đừng có thấy người ta tụng tụng theo. Phải hiểu, phải biết. Thầy nói tụng kinh là khoa học, nếu không hiểu biết sẽ sanh ra gọi là phản tác dụng. Cho ra cô vậy không thấy có duyên, ngưng liền. Tụng Đại Bi thôi, Đại Bi có tất cả rồi. Mình đâu có làm thầy bà vậy đâu mà tụng dữ dằn vậy, hiểu không? Tu mà. Hiểu không? Mà tu dữ quá coi chừng kết quả nó xấu đó. Tu hiền. Đừng nói là bà kia bà tu dữ lắm đó. Ừ. Thôi kệ, tu giữ kệ bà đi, hiểu không? Cho nên không cần hết, cô không cần tụng cầu an với Đại Bi đủ rồi cho cuộc sống mình an lành hạnh phúc. Nếu làm được cho ba tánh gì cứ làm, chứ mình tụng Lăng Nghiêm để làm chi? Để làm chi vậy? Có mục đích gì không? Hả? Có mục đích gì không? Anh Di Đà Phật, con không có mục đích gì. Vậy thôi, trời ơi, không mục đích tụng làm gì? Phải có mục đích tu luyện, hiểu không? A Di Đà Phật, rồi bà nên ngưng đi là vừa, chứ không có đích đừng tu. Nó tạo chướng duyên nhiều lắm á, A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn bà đã hỏi nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là ở Đồng Nai, con pháp danh là Diệu Hòa. Bên nay con có trên cái con đường tập tu. Con phải nói là tập tu chứ con chưa dám tu tập, thưa thầy. Thì con có hỏi thầy một cái con thắc mắc hồi nãy đó. Thầy nói là đọc kinh ở nhà thầy. Thì con có trì theo cái cuốn sách của thầy ra đó. Thì con đọc tới chỗ con đọc tới chỗ mà cho mình tu được tinh tấn rồi thì ở trong gia đình con là nói là con đọc kinh để gọi cô hồn vô thì không được vui. Cho nên tới lúc đó thì con chỉ biết lầm thầm thôi, tới cái lúc mà thầy hướng dẫn con làm y theo, nhưng mà tới lúc là chỉ nói là con đọc lâm râm thôi, con không dám đọc to. Thưa thầy là vậy có tổn phước con không? Dạ, tổn ai? Tổn phước cho con á. Làm gì? Làm gì tổn? Tụng kinh mà tổn gì? Không, nhưng mà ở trong gia đình con nói là mày đọc, mày dụ cô hồn vô để phá phách nhà cửa, thành ra con phải đọc lầm thầm thôi. Dạ, không sao đâu. Dạ, không sao đâu cô, bình thường thôi. Thì con lúc đó con cũng cái tâm con cũng hơi buồn, vậy thì con có tổn phước con không? Dạ không. Dạ con bằng buồn còn lắm. Gì đâu buồn, kể gì đâu buồn. Thì bây giờ thì con nên đọc thầm hay con cứ đọc to? Con tụng kinh bình thường, nhưng mà tới chỗ nguyện nó không nguyện cũng được, không sao đâu, kể nó đi. Dạ. Tự động người ta hưởng hà, nhớ dạ, không? Dạ. Mất chứng gì phải buồn. Rồi khi mà con đọc cái đó con có phải rải gạo muối hàng đêm không ạ? Rải gì? Rải gạo muối. Cô có tụng cho của quyền không vậy? Dạ có. Thì thí dụ mà cái, lấy gạo muối chút xíu nhỏ nhỏ cái dĩa thôi, rồi mình rải ra từng chút cho khỏi tốn nhiều. Ba chén cháo nhỏ nhỏ tụng cầu cho của quyền thất tổ được siêu được rồi, nhớ dạ, không? Dạ thưa thầy, cái này không phải con giấu giếm gì, nhưng nếu con nấu cháo ra thì mẹ con lại gai góc với con. Con thấy khổ tâm chỗ đó đó. Bà không thích hả? Thì bà cũng có tu, nhưng mà hình như bây giờ là có mất niềm tin chút xíu á. Tại sư phụ của bà là nghe nói là giáo hội
chùa thăng chức lên, nhưng mà lại là nghe nói là sang chùa, bà mới thắc mắc sang chùa, con mới giải thích bây giờ giáo hội. À, thôi thôi đừng bàn tới chuyện đó, kệ không? Dạ. Rồi, bàn chuyện khác. Dạ, như vậy thì con làm như vậy, con đọc nhỏ hay là con nấu cháo thì con càng thấy không được với bà. Thôi bây giờ vậy nè, tụng bình thường đi, đừng nấu cháo và đừng rải muối gạo, tụng cầu nguyện âm thầm rồi xong chuyện. Dạ. Ừ, bây giờ từ giờ đi tập cái tánh, cứ ngồi xuống tụng, ai nói gì nói, ai làm gì làm, đừng có lắng nghe, đừng có nhìn cái mặt thì khó chịu, tập dạ. Cái tánh bỏ nó đi. Dạ, mô Phật con xin cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ. Thầy rất là đơn giản, xong cái học á, tu á, tụng là phải tập cái tánh hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nếu mình không tập cái tánh này được thì dứt khoát cái chữ đại bi mình không xài được, hiểu không? Nếu mình không bỏ qua, quên lãng, tha thứ thì làm sao mình xài chữ đại bi được? Mà tụng đại bi là phải hòa nhập với cái chữ đại bi đó thì mình mới biểu lộ được cái quyền năng của chữ đại bi. Tại vì đại từ đại bi là quyền năng của vũ trụ mà, nên chúng ta phải biểu lộ cái tánh đại từ đại bi đó, nếu không thì mình không sẽ hòa nhập được năng lượng cực kỳ tuyệt vời của đại bi. Huynh đệ sao cứ hỏi đi con, dạ A Di Đà Phật, hỏi nhiều tốt thôi, cho mình cho huynh đệ mà, đừng có kẹo A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này con hỏi của bạn con nhờ con hỏi giùm. Dùm nữa hả trời? Dạ bạn con nhát. A Di Đà Phật. Bạn con thì có một người bạn là cũng là tu niệm Phật, là cũng đã đạt bất niệm tự niệm. Nhưng mà hàng đêm á, bạn con á, nghe cái bạn đó nói là nghe thông tâm người khác dạy dỗ mình tu. Mà bạn con nói là không biết cái thông tâm đó là có thật hay không. Là có nghĩa là người này thông tâm với người kia đó, là có sự thật, có cái vấn đề thông tâm đó không hả thầy? Ai gì đâu. Trình độ người tu đó cỡ nào? Dạ con không biết. Thông tâm tiếng Anh nó gọi là telepathic á, tức là mình gửi qua thông điệp qua người ta ở với cái trình độ của một vị minh sư tu đắc đạo. Còn thí dụ mình cứ ngồi mình nhìn mình nói mình biết, người ta nghĩ vớ vẩn. Trình độ gì tu tới đâu mà thông tâm? A Di Đà Phật. Con xin thầy giải thích vấn đề thông tâm. Thông tâm là có nghĩa là không mình... hả, chứ không hả? Thông tâm có nghĩa là truyền đạt qua bằng cái tâm tư tưởng của mình. Wow, ghê vậy đó. Dạ, thầy. Thì con nghĩ không biết cái này có thiệt hay không, con không rành. Dạ thưa thầy mới nói đó, cái trình độ người, cái vị đó thông tâm là cái vị đó ở đâu vậy? Dạ, cái vị này thì ở đây còn nói là cái người thông tâm thì ở thành phố. Nói là đêm nào cái vị thầy đó cũng về thông tâm dạy người đó tu học. Mà bản thân tụi con thì cũng nghi ngờ, tại vì bạn con tu hành thì cũng nói chung là cũng tương đối tinh tấn thôi, chứ cũng không có gì gọi là quá cao. Nhưng mà cái mặt siêu. Đẹp không? Cái mặt đẹp không? Dạ, cái mặt hồng hào không? Có mắt sáng không? Dạ không. Mặt đen thùi lùi phải không? Dạ. A Di Đà Phật, coi chừng á. Mình cứ tưởng đêm nào cũng có người ta tới nói chuyện với mình á, coi chừng đó. Ông Phật ông không có nói nhiều. Ông Phật nói câu ngắn gọn đơn giản hết chuyện. Còn mà đêm nào mình cũng nghe ông Phật nói là coi chừng nha nha. Mà nó nói đó, thì ông Phật không có ở không nói nhiều như mình. Hiểu không? Thầy không nói ai hay là nói xấu ai, không phải phê bình chỉ trích. Nhưng huynh đệ tu mà nghe đêm nào cũng nghe ông Phật về kể nha, là coi chừng đó. Phải phân hai cái. Thực sự vị chứng đắc một câu đơn giản ngắn gọn cho mình xài cả một đời. Chẳng hạn như là: này huynh đệ, nếu huynh đệ phê bình chỉ trích người anh em của mình là mình phê bình chỉ trích chính bản thân mình, bởi vì tất cả huynh đệ là con cái của Như Lai. Câu này là xài cả một đời. Nếu mà mình phê bình chỉ trích là cái tôi mình còn, hả, cái tôi mình còn dứt khoát không bao giờ thấy được Phật tánh của mình. Câu này là xài cả một đời. Nên trung đạo không phê bình chỉ trích. Cái vị mà bị, đừng nói chữ được, mà nghe mỗi đêm như vậy là coi chừng đó. Coi lại coi. Nếu mà Phật nói chuyện với mình mặt mình đẹp lắm, chỉ nói một lần thôi, Phật không ở không nói nhiều lần với mình đâu. Ông búng cái đầu cái cốc cái mở ra rồi, Ngài nói cho một lần thôi, thấy không? Chứ ông ở không mà nói một đứa nói cả đêm này, còn bao nhiêu đứa kia bỏ à? Ngài đâu có làm ở không chuyện rùi bu vậy đâu. Hiểu ý ta nói không? Dạ, với là Phật. Cho nên cẩn thận cái chỗ đó, chúng ta tu mà bị ông Phật bị nha, bị ông Phật nói hoài là coi chừng đó. Còn được ông Phật nói một lần thôi, nhớ chưa? Với là Phật. A Di Đà Phật. Dạ, thêm câu hỏi thứ hai là bạn con nói là bạn con là cư sĩ tại gia, thì tu tại nhà mà muốn thọ giới bát quan trai,
thì như vậy có đem đến lợi lạc hay không và có nên thọ giới hay không? Dạ, A Di Đà Phật, khi chúng ta thọ giới, mục đích chính của mình là mình tập tu một ngày, tập tu mà. Mình tập tu cái ngày đó giúp cho mình được an lành hạnh phúc trong cái ngày đó. Hiểu không? Để an lành hạnh phúc trong ngày là mình tập tu mà. Lợi lạc không lợi lạc do chính mình tiếp nhận đó. Hiểu ý thầy nói không? Mình phát tâm, mình mở lòng, mình đi tập tu mà. Thì cái ngày đó lợi lạc hay hạnh phúc hay không hạnh phúc là do chính mình là người tiếp nhận và biết nó đó. Chứ còn ai cho mình? Mình cho mình không mà. Mình tự mở cửa cho mình mà, đúng không? Lợi lạc hay đau khổ do chính mình đó. Tự người đó quyết định đi. Như là Phật, thầy nói cái vụ này hoài. Thầy khuyên huynh đệ á, cái ngũ giới thôi là đủ. Thầy giải thích ngũ giới cho huynh đệ nghe nè. Huynh đệ nghe xong rồi sẽ không có dám làm nữa đâu. Nếu là ngũ giới rồi, các ngài đây là chúng ta học trong giáo lý mình thôi, nói hạn hẹp thôi, nói như đó là đủ. Bây giờ đây là lời nói của các vị mà chứng đắc, các ngài nói không phải riêng gì Phật giáo chúng ta giữ ngũ giới, mà các giáo đạo khác đều giữ ngũ giới cả. Sát dâm đạo vọng tửu, sát sanh. Chúng ta tụng kinh, việc đầu tiên phải biểu lộ cái tánh thương yêu, từ bi bác ái, tôn trọng những sinh mạng khác chung quanh mình là không được sát sanh. Bởi vì chúng ta giết những sinh mạng chung quanh để nuôi cái thân mạng mình, là nuôi chánh điện của Phật. Mình làm ô uế cái chánh điện của Phật, mình làm cho cái thân này không còn trong sạch tinh khiết, bởi vì đã dùng sinh mạng nuôi sinh mạng. Mình vay mượn sinh mạng là mình phải trả sinh mạng. Cho nên những người ăn mặn từ nhỏ tới lớn, khi trước khi chết á, rên la khóc khét tùm lum đau đớn, bởi vì đã từng nhiều sinh mạng mình đã ăn nó. Bây giờ cuối đời nó đòi trở lại, cho nên nằm chết không bao giờ yên. Thấy đi, đúng vậy không? Những người mà ăn mặn nhậu nhẹt coi, nó chết nó rên nó la không à. Bởi vay sinh mạng nhiều quá. Cho nên người đầu tiên giữ giới là giữ cái tôn trọng những sinh mạng khác chung quanh mình, và tuyệt đối không sử dụng sinh mạng để nuôi sinh mạng mình. Đó là đức từ bi mà mình phải biểu lộ. Đầu tiên phải biểu lộ. Đồng thời khi mình giết sinh mạng cũng nghĩa là mình đang giết chính mình, bởi vì mình với sinh mạng đó cũng là con cái của chư Phật. Đó là điều thứ nhất. Sát, dâm. Chúng ta liên hệ với nhau là 7 đời. Liên lạc cha, con, chồng, vợ, anh, em, cháu, chắc. Trong cuộc sống đầu thai đi lại, chuyển tử, sinh tử, luân hồi đi lại, quen nhau, qua lại với nhau là 7 đời. Đúng không? Bây giờ các ngài nói, nếu mà con dâm dục, con vướng vào tội tà dâm. Tà dâm là đụng đâu làm đó, không thương yêu gì người ta. Có thể là mình đang làm tình ngủ với con cái của mình đó. Các ngài nói rõ như vậy luôn. Bởi vì chúng ta đều là anh em con của chư Phật. Đạo là trộm cắp. Nếu mình trộm cắp, cướp giật tài sản anh em huynh đệ mình, là mình đang cướp giật tài sản của chính bản thân mình, bởi vì tất cả những tài sản đều là con cái của chư Phật. Là nói những lời ác, thô ác, có nói không, không nói có, ít nói nhiều, nhiều nói ít, nói những lời thô tục làm hại đời người khác. Cái miệng mình gọi là vọng ngôn vọng ngữ đó, mình sẽ tạo ra cái khẩu nghiệp. Chết 3 ngày sau cái lưỡi có dòi là dòi vậy đó. 3 ngày sau cái miệng mình có dòi. Trên cái tội vọng ngôn vọng ngữ là một trong cái tội lớn của trong ngũ giới. Mà chúng ta, nếu chúng ta làm vu khống để hại chết một đời người, là mình đang giết chết cuộc đời của mình. Bởi vì mình đã tạo tác song song với việc hại người. Cái miệng nói ra chết người thì mình vẫn hưởng cái quả báo mình đã tạo tác bằng cái miệng mình giết người, đúng không? Thì mình vẫn hưởng cái quả báo trong tiền, trong cái kiếp kế tận, hoặc là trong cái hiện kiếp này. Bởi vì mình đã hại chết huynh đệ con cái của chư Phật. Còn rượu, chúng ta không có giữ những giới kia rất là cẩn mật, vô cùng tận. Tử cũng vậy. Hãy uống mà nhiều quá rồi là mình sẽ phạm những điều khác. Nó sẽ khiến mình nói bậy, nói bạ, nói tùm lum tà la, rồi nổi điên lên cầm dao chém người, rồi vớ vẩn tùm lum la chuyện. Thì nó thực sự nó chính là thủ phạm của tội ác. Khi mà tủ nhập tâm thì như rồng nằm đá giếng vậy đó. Hãy uống vô vớ vẩn say sưa là tất cả mọi tội lỗi đều tạo tác. Cho nên trong cái ngũ giới của đệ là thầy hỏi thẳng luôn, không ai giữ được hết. Đúng không? Đó, ngũ giới thôi mà còn giữ chưa được là giữ cái giới gì? 250 giới, 350 giới, làm sao giữ nổi? Nhưng mà kệ nó, được nhiều hay nhiều. Ai gì đó Phật. Phật. Thưa thầy, thì theo như vậy thì theo con, bạn con cũng có một số người đã thọ giới Bồ Tát.
Vậy thì cái chuyện đó của huynh đệ con đâu dính tới thầy. Dạ con muốn hỏi cho mọi người biết, như vậy thì lỡ thọ giới rồi có thể mình xả giới được không thầy? Lỡ thì nó cùi thôi, có sao. À, gì đâu mà. Bây giờ lỡ rồi sao? Lỡ chặt đứt cánh tay rồi sao? Nó cùi rồi. Thôi kệ nó, ráng giữ giới đi, lỡ rồi. Phải không? Thôi kệ cha nó, giữ giới cho rồi. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Dạ A Di Đà Phật. Dạ, câu thứ nhất con muốn hỏi là con có người bạn đồng tu. Cũng bạn nữa. Dạ không. Dạ con thấy có kể cái tụi chúng con nghe là khi mà không được kể xấu người ta đó. Dạ mô Phật, con tính hỏi. Dạ. À, bạn con khi mà đồng tụng chú đề bi á, thì hay thấy hoa sen hiện ra, rồi thấy ánh sáng, rồi thấy mát mẻ trong người vậy đó. Dạ. Thì con muốn hỏi thầy, bạn con tu tới mức độ đó tụi con có theo được không? Wow, dạ. Vậy là giỏi đó. Ừ. Dạ. Nhưng mà không nên kể ra. Dạ, là tất sao? Cả những cái thấy mà kể ra là thôi đừng có kể. À, kể nếu mà người hiểu á, người ta không nói gì, còn không hiểu, người ta nói mình nói bậy nói bạ, người ta nói tầm bậy tầm bạ, người ta tạo nghiệp. À, thở thành vọng ngôn vọng ngữ nên không được kể. Mà thấy người đó đẹp không? Sáng không? Mắt sáng long lanh không? Môi hồng không? Dạ chắc đẹp. Chắc đẹp hả? Ừ, nếu chắc đẹp chắc lẽ chắc có lẽ theo được. Dạ nhưng mà suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ thì con nghe nói vậy mà chúng con cũng chưa bao giờ mà được cái phước. Dạ thưa báo nghe đó, nè, tụng đại bi tự đến tự đi, không được cầu không được mong. Khi mà mình cầu mong quá thì cái tưởng ngũ uẩn của mình là tưởng, cái tưởng thức này nó sẽ sinh ra hình ảnh, rồi cô sẽ chạy vô hình ảnh đó, sẽ có lọt vô ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn còn trong cuộc đời mình thì không thể nào độ nhất thiết khổ ách được, cho nên tụng đại bi tuyệt đối không được cầu tưởng. Tuyệt đối không được tưởng luôn, nhớ chưa? Cứ tụng đi, tụng hết mình đi, chuyện gì đến nó đến, chuyện gì đi nó đi, nó tự đến nó tự đi, không được bám vào những gì mình thấy, nhớ chưa? Nếu mình bám những điều thấy đó, mình sẽ bị tưởng thức nó lôi mình sẽ thấy hoài thôi. Hả, thấy hoài là coi chừng là ma ảnh chứ không phải là Phật ảnh. Cảm ông Phật không chứng. Ở không, ở gì là Phật. Dạ mô Phật, con hiểu cái đó, nhiều khi rồi. Mình theo cũng là ma chướng trong. Dạ đúng vậy, mình. Dạ. Nếu mình hãnh diện nó quá, nó trở thành ma chướng. Dạ mô Phật. Nếu mình coi đó là những cái của mình hơn mọi người là ma chướng. Dạ. Còn bây giờ thí dụ bây giờ về đi, cô rất là tham tu, mình tu mình cũng tham nữa, nhưng mà cái tham của mình nó có mục đích lớn là làm lợi lạc cho bá tính chúng sanh, là cái tham tốt, là lợi lạc cho mọi người. Còn mình tu cho giỏi hơn mọi người là cái tham xấu, cẩn thận nha, nó là tạo tác nghiệp ác, còn như là tạo tác thiện nghiệp, hai cái khác nhau. Vì chúng ta tu cho giỏi vô để làm lợi lạc bá tính chúng sanh là thiện nghiệp, tu cho giỏi hơn mọi người để hơn mọi người, để cũng như là tự cao tự đại là ác nghiệp. Dạ mô Phật. Rồi dạ, câu hỏi thứ hai. Có một câu hai là con có một số người thầy khi mà tụng chú đại bi hay là lễ dí quan âm thì hay chụp được những cái hình ảnh mà tròn tròn, ta gọi là chữ thiên mà đà la vậy thầy. Dạ. Dạ con muốn thầy giải thích cho con cái. Dạ cái thực đó. Sự dạ. Không biết thầy nói sao cho huynh đệ hiểu nữa. Trong cái cảnh giới mình trong này là nó bụi bặm rất là nhiều, bụi nhỏ chi chút là vi trần đó, những cái bụi vi trần nó nhỏ li ti khắp nơi. Khi mình chụp hình ánh sáng á cô, nó phản chiếu ánh sáng nhiều chiều với nhau á, thì mình thấy những cái đốm đó rất là nhiều. Đôi khi thấy những dấu trắng thiệt là nhiều dấu trắng đó. Mình cho là cái gì trong sách vở nói gì mà tại sao gọi là mạng đà la. Ở đây ai thấy mạng đà la bao giờ chưa? Vậy sao ai xác định là mạng đà la hay mạng mình la? Chưa biết mạng đà la, mạng đà la. Mạng mình la thì có. Huynh đệ mà thấy mạng đà la rồi á, những gì huynh đệ thấy là xạo hết trơn á. Những cái cục nó bự vậy nè, như bông gòn vậy đó. Một nhà luôn, đó là mạng đà la. Còn mạng chấm 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 nhỏ, mình không có nói, mình xác định nó là cái gì mà không phải, nhớ không? Đừng có tin như vậy. Mình tu mà mình tin những cái mà không thực, mà không chắc chắn á, nó gọi là mê tín. Những cái gì thấy biết làm được, thực hiện được là chánh tín. Cho nên mình tu tụng đại bi là khoa học, nhớ không? Không tin vớ vẩn. Như là những cái hình ảnh đó là không có tin được hả thầy? Không nên tin hả? Thầy không phải là khuyên không nên tin mà phải suy nghĩ cho kỹ trước khi tin. Dạ. Tại vì khi mà phóng ra những cái đốm đó thì thấy trong đó là màu sắc rất là lạ lùng á. Dạ, thầy đây nè, thầy với huynh đệ đi Kon Tum đi là phóng sanh nè. Có một người mà người này chưa bao giờ tu, cầm cái máy điện thoại á, chụp hình chỗ phóng sanh á. Thầy còn để rửa tới mình bự ở nhà mà thầy nhìn thầy còn thầy treo đó thôi à, thầy chơi á. Cái hình bự vậy đó, từ trên trời á, một cái ống sáng dài xuống tới mặt nước luôn á,
mà ngủ sát luôn. Thầy còn chưa tin mà của thầy đó, hiểu không? Thầy không xác định thì để chơi vậy thôi. Đó, bây giờ thầy muốn, mai mốt thầy sẽ cho thầy chủ trì cái hình đó đem về cho huynh đệ treo. Một cái ống sáng từ trên trời xuống tới mặt nước luôn á, từ trên trời luôn đó nha, mình thấy rõ một cái ống dài thật dài xuống mà ngũ sắc luôn, mà thầy còn chưa tin nè. Mà của thầy đó, mà thầy là người cúng ở đó đó, hiểu không? Mà thầy không có quảng bá chuyện đó ra, bởi vì thầy nếu mình quảng bá là nó dồn cha này mê tín gì đoan tự cho mình là giỏi, thầy không dám làm luôn. Cô hiểu ý thầy nói không? Những cái gì mà mình chụp hình thấy này kia đó, từ từ tính, không cần thiết. Quan trọng nhất là thấy ông Phật của mình đứng trước mặt của mình mới là tin. Cái ông đó cái mặt giống mình, cái mũi, con mắt, cái miệng, lỗ tai giống mình, y chang như mình, cái tướng giống mình luôn, mà đứng trước mặt mình đẹp hơn mình gấp trăm lần á, thì nên tin. Đó chính là pháp thân của mình đó. Còn những ông Phật khác từ từ tin, không cần gấp. Hả, nhào vô coi chừng đó nha, đồ giả thiếu gì. Bây giờ hàng giả thiếu gì, nó nhái tùm lum ngoài kia cả, hiểu không? Thời này là thời mạt pháp mà, mạt tận, cho nên hàng giả đầy nhóc, hiểu không? Từ từ tin, không có gấp. Tin vào đại bi đi, hiểu không? Tin vào ông Phật của mình đi. Chúng ta muốn tu khoa học phải tin vào ông Phật của chính mình, nhớ không? Nhớ chưa? Còn chuyện gì từ từ tính. A Di Đà Phật. Dạ, có đồng ý với thầy chưa? Dạ, giờ con sẽ hay con mít lòng. Dạ không, con thì con suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại, đừng có nên vội vã nha. Nếu có thầy cho cô coi những tấm hình còn linh hơn vậy nữa mà còn chưa tin đó đây nè. Thấy không? Thầy cho coi. Không biết chừng nào, chưa biết. Ok, trả đi, từ từ tính. Hỏi đi, tiếp tục hỏi, bên ngoài hỏi đi. Tự nhiên hỏi đi, đừng có ngại. Mấy huynh, mấy ông, mấy chú. Bạch thầy, cho con xin hỏi một câu. Thầy, trong thời gian con... Dứt khoát một câu thôi nha. Dạ. Trong thời gian con tụng kinh, thầy, con có bị hay bị hôn trầm buồn ngủ. Xin thầy cho con có phương pháp để mà con... Ây Đà Phật, buồn ngủ đi ngủ, hết chuyện. Đừng có ráng gượng làm gì. Sám hối nhiều vô, củ quyền thất tổ còn cho nên nặng nề. Mệt, đi làm mệt mỏi gì ngồi xuống tụng, tắm rửa thiệt sạch sẽ. Rồi ngồi xuống tụng thì kinh, tụng thí dụ mình cảm thấy tụng tới ba biến buồn ngủ rồi là lạy xong xuôi đi ngủ ngon lành vậy thôi. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm Trung Quốc, ngài có nói câu niệm Phật đến khi ngủ thì thôi. Tụng kinh, mệt đi ngủ, đừng có ráng đọc tầm bậy tầm bạ, nhớ không? Bây giờ sám hối với lại sám hối cầu nguyện cho quý vị thất tổ siêu sanh tịnh độ và nó đủ thì sẽ bớt buồn ngủ, nhớ chưa? Sám hối cho nhiều vô. Di Đà Phật, hỏi đi con. Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay con bạch với sư phụ cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Trong câu hỏi của con nó gồm có hai ý. Ý thứ nhất là như thầy vừa nói thì con hiểu được là Pháp Hoa hay là mọi kinh sách gì cũng là phương tiện. Dạ đúng. Và chú Đại Bi cũng là phương tiện. Dạ đúng. Con thì con cũng mới tập tu đi thôi, con không dám nói là con tu tập, tại con chưa có quá trình. Và cũng nhờ thầy thiện chí ở cái cốc này mà con được tinh tấn chút xíu. Thì ngày hôm nay có thầy khai mở ra con mới hiểu là Đại Bi cũng là một cái phương tiện. Và con đã thuộc được Đại Bi và con trì hàng đêm, nhưng mà có cái là cái nghiệp của con còn phải đeo bám lắm, con chưa xả được, cho nên con hơi bận bịu. Cái ý thứ nhất con hỏi thầy, ví dụ như ngày hôm đó con bận bịu quá mà con công phu khuya 4 giờ hoặc là con đọc kinh từ 6 đến 7 giờ có được không? Coi như là một ngày một đêm con chỉ được có thu vén được có một thời thôi. Đó là con đọc ngũ bộ chú của thầy với lại cái cuốn của thầy đó, với chú Đại Bi với lại kinh A Di Đà. Thì đối với con thấy một thời như vậy là đủ sức của con. Tại vì cái nghiệp của con... Bây giờ là Phật con già rồi, thầy dạ. Hiểu ý rồi dạ. Huynh dạ. Đệ nhớ nè, không phải chúng ta, mình không phải lên tu, mà ngồi xuống tụng để trả bài hay trả nợ quỷ thần. Rảnh giờ nào ngồi xuống công phu giờ đó. Mà mình phải biết rằng là khi công phu là phải, mình phải tận dụng cái thời gian ngồi xuống công phu, khoảnh khắc thiêng liêng mà mình cho bản thân mình được an lành hạnh phúc, rất là quan trọng. Ngồi xuống tu bằng cả con tim trí tuệ của mình, lúc đó mới thực sự có kết quả tu học. Không cần phải nhiều. Bởi vì hoàn cảnh sống mình nó buộc mình phải như vậy, cho nên những khoảnh khắc đó phải dành hết cho sự công phu nó mới là có kết quả.
Đồng thời không phải tu thiệt nhiều, mà tu thiệt nhiều mà không có hết tâm hết lòng thì cũng vậy thôi. Nhưng mà đồng thời phải nhớ là khi ngồi xuống tu là đừng có trả bài. Nhớ không, đi đứng nằm ngồi, bây giờ cô bận quá thì cô đi đâu đó thì cô đầu cũng niệm Đại Bi niệm Phật cũng được. Đi đứng nằm ngồi là tứ thời đều tu được cả, nhớ không? Chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta đi đứng nằm ngồi đều tu được, ngay cả nấu cơm cũng tu được như thường. Rõ không? Chứ không phải chờ ngồi xuống mới gọi là tu, chưa chắc à. Ngồi xuống nghĩ tầm bậy nhiều hơn là đi đứng nằm ngồi đó. Dạ, cái ý thứ hai của con là con muốn nói với thầy là cái nghiệp của con còn đeo bám, tức là cái nghiệp giáo của con á, còn 2 năm nữa con mới là nghỉ hưu. Thì bây giờ dạ, thưa cô, làm việc là phương tiện, có phương tiện sống để có phương tiện tu, nó không phải là nghiệp. Hán nghề đúng là nghiệp là vậy, nhưng mà nếu chúng ta hiểu đạo rồi á, nó chính là phương tiện tạo ra cho mình có vật chất sống để được tu. Thì chính cái nghiệp đó nó cho mình có cái điều tu, cũng là một điều thuận duyên cho mình. Nếu mà bây giờ cô không có gì, con nhờ xuống tu lấy gì ăn, mà tu không đúng mà nàng na tính thí cho mình ăn nhiều quá, mình tu không tốt là mình mắc nợ. Cho nên bây giờ cô đang có việc làm, phải biết rằng là mình có phương tiện tu là tốt. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Con muốn mở cái ý này để thầy hiểu, thầy giúp giùm con một cái lời khuyên. Tại vì cái nghiệp của con á, là nghiệp dạy, nhưng mà phải nuôi các em nhỏ, cho nên nó dính tới cái sát sanh đó thầy. Thì con đi chợ thì con mua thịt chết á, thịt heo, thì các em đâu có ăn chay như con được. Con thì ủa, giờ con nít mà bao nhiêu tuổi? Dạ, học sinh của con mới 7-8 tuổi. Cho dạ, nên... Di Đà Phật. Đứa dạ, con nít nó đâu biết gì là thịt với cá. Nhưng mà hàng ngày biết rồi, cha mẹ nó cho ăn từ nhỏ thịt cá, tới bây giờ cô nấu những gì coi như là ăn, ngồi xuống ăn đừng nói thịt cá nó cũng ăn hà. Nó đâu có chê đâu, tự mình chê trong đầu mình thôi. Nhưng mà bây giờ đứa con nít mới biết ăn nè, nó biết cái gì là thịt cá, nói nghe coi. Phải cha mẹ thương con mình quá, cái ăn ngon, cái miệng mình ngon mà, đút đi ăn ngon lắm con, ăn ngon lắm quá, ăn đi. Thực sự mình đang nhồi nhét chúng sanh vô trong người nó, làm cho trí tuệ thiêng liêng nó mất đi, Phật tánh nó chết đi, là cha mẹ là lỗi lầm lớn nhất, là thủ phạm giết chết Phật tánh của con mình đó. Nhưng mà con có phụ huynh, thành ra con của họ thì ăn mặn, mà con ăn chay thì con phải nấu, phải nêm, là nêm bằng cái nước dùng của con á, thì các em nó vẫn ăn được. Nhưng mà còn 2 năm nữa thầy nên khuyên con là bỏ nuôi chỉ dạy thôi, hay là vẫn nuôi các em mà ăn thịt cá chết được? Thầy không dám xíu cho chuyện nghiệp của cô, A Di Đà Phật. Biết tự quyết định đi, thầy không dám làm việc đó. Vậy rồi nghiệp của cô mà hỏi thầy sao được, thầy đâu có quyền xía vô, chư Phật đâu xí nghiệp của ai đâu, thầy bắt trước các ngài đâu dám xía, cô muốn làm sao cô làm đi. Dạ, A Di Đà Phật. Ờ, tự lo. Dạ, đi. Cảm ơn thầy. Dạ. Ờ, cứ nấu đại vậy đi, nghe nè, mỗi ngày giảm chút giảm chút, tự quyết định với bắt chứng gì phải lo âu sầu não cái chuyện nấu mặn. Cái ngày chút dần dần cái nó có chút xíu thịt thôi, chút xíu thịt thôi, lâu lâu cái cho nó cái màng vậy thôi, cái mùi chút xíu vậy thôi, nhúng lấy ra rồi lo dữ vậy. Kệ cha nó đi. Các em là các em phải ăn mặn, phụ huynh không có chịu. Ờ, kệ đó, nói chuyện với phụ huynh họ đi rồi. A Di Đà Phật, nói chuyện với thầy cũng vậy à, thầy đâu giải quyết được đâu. A Di Đà Phật đó cô, đừng có lo âu cái chuyện đó quá, kệ nó, làm thầy tự nhiên đi rồi con, về sám hối cho nhiều vô. Hiểu ngay cái chỗ mà hồi hướng á, xin thầy giải dùm ngay cái chỗ hồi hướng. Nói lại đây con, mở lên. Con chưa hiểu rõ ngay cái chỗ mà sao mình khi mà mình tụng kinh xong á là hồi hướng á thầy. Dạ thưa, mình đem tất cả những cái công đức phước đức mình làm được á, mình chia sẻ lại cho bá tánh chúng sanh cúng dường chư Phật. Đó là đem tất cả 10 thứ cho hết tất cả rồi. Hiểu không? Hiểu chưa? Không hiểu à? Cô tụng kinh là phước đức đúng không? Dạ. Có tụng kinh là ví dụ như trong gia đình của mình á, thì giờ hai vợ chồng, nhưng mà ông xã thì chưa có, cũng quay đầu nhưng mà chưa có. Cô ăn chay chưa? Dạ ăn chay, thì rằm tháng giêng thì cả gia đình ăn chay một cái rằm. Cô ăn chay chưa? Dạ ăn chay thì một tháng. Chay trường chưa? Dạ chưa. Mà dám tụng Pháp Hoa đó là phạm luật rồi. Dạ thì đó, dạ, chính là chính bữa nay phạm cho luật nên con đó. Mới dạ, mạnh dạng con hỏi thầy. Dạ, có đó đúng hay sai, đặng con ngay cả địa tạng cũng phải ăn chay, ngay cả chú Lăng Nghiêm cũng phải ăn chay, không chỉ là Pháp Hoa là đại thừa. Dạ, vua của các kinh không ăn chay, ông vua bẻ họng đó. Dạ. Ừ, nhớ không? Dạ, cho nên là con hỏi là thầy giảng dùm cái ngay chỗ hồi hướng, tại vì nói dạ là... Thưa, mình đem tất cả công đức hồi hướng cho huynh đệ bá tánh chúng sanh khắp nơi được ăn lành hạnh phúc ấm no, hưởng cho chư Phật mười phương pháp giới mười phương. Tại vì có Phật tử nói con là con tụng kinh xong là con hồi hướng công đức đó cho ông xã của mình, con không hiểu cái hồi hướng cái đó là sao. Đem tất cả những công đức lợi lạc mình tu tập. Có
nghĩa gửi cho bá tánh chúng sanh. Thay ông xã mình tụng kinh rồi mình cho. Dạ không, ông xã lấy tư cách gì nhận mình thay ông xã? Mình còn dạ, ăn mặn đó. Đi mà thay ai? Dạ đúng rồi đó. Mình chưa xong nữa mình thay ai? Cái chỗ đó đó cho nên là có Phật tử. Cho nên từ giờ đi không có tụng nữa, tụng đại bi ăn mặn cũng muốn chết lên chết xuống rồi chứ tụng pháp hoa. Dạ. Mà nghe lời thiệt là lạ lùng. Cái này thì tại nghe. Ngồi xuống đi. Tại đâu cũng được hết đó. Mà ăn chay rồi tụng kinh đi phước báo nhiều hơn, cho bớt tạo tác nghiệp ác. A Di Đà Phật. Đem hết tất cả những công đức lợi lạc này hưởng cho bá tánh chúng sanh, hưởng cho mười phương pháp giới, nhớ không? Cứ làm vậy đi, cứ nói đại vậy đi, ai nhận được nhận. Mấy thầy kia đi cúng chẩn tế vậy nữa, cúng xong Phật tử hỏi, thưa thầy, thì cúng giờ có siêu không? Nói, tao cúng thì cúng, còn siêu không chuyện của nó. Bởi vì mấy ông đâu biết siêu hay không siêu. A Di Đà Phật, chúng ta còn được 15 phút để đàm đạo với nhau huynh đệ. Những gì mà trung đạo nói mục đích chính là đánh vỡ sự cố chấp, bướng bỉnh mê lầm mê chấp của mình, để cho huynh đệ thấy tất cả chúng ta đang có đây đều là phương tiện để tiến hóa. Trung đạo với thầy thiện chí cũng là phương tiện cho huynh đệ thôi, chứ không phải là cứu cánh huynh đệ đâu, nhớ không? Mục đích chúng ta là giải thoát, cho nên các thầy các sách vở đều là phương tiện ban đầu cho mình, nhớ không? Chứ nó không là gì cả, đừng có quan trọng hóa vấn đề, nhớ không? Đừng quan trọng hóa vấn đề. Cái gì tất cả mà cái quan trọng nhất trung đạo là quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Ông gì người tu mà quan trọng thấy ghê quá. Thấy không? Tụng cũng kinh được nhiêu mà ra đường làm thấy gớm. Trời đất ơi. Nội tụng kinh không muốn làm ông trời rồi. Giờ thầy hỏi huynh đệ vậy nè. Hoa Nghiêm là vua các kinh. Pháp Hoa là vua các kinh. Vậy ai là quân? Mình là quân á. Cho nên mấy cuốn kinh nó mới khiển mình tụng hoài. Hoa Nghiêm cũng là vua mà. Pháp Hoa là vua, rồi kinh khác là vua, vậy ai là quân sĩ? Thằng nào cũng là vua hết trơn á. Hiểu không? Hiểu ý thầy chưa? Người thế gian viết mà. Nếu mà mình tụng kinh này mình là vua của tất cả. Nhào vô đi sẽ thấy cái địa ngục ở đâu. Chúng ta muốn đập vỡ cái sự chấp kiến, chấp ngã mê lầm của huynh đệ, để nhìn thấy tu mà mê muội sẽ đi vào địa ngục. Tu phải khoa học, phải biết cái gì là không trúng, cái gì là trúng, cái gì là niết bàn, cái gì là địa ngục, cái gì là từ bi, cái gì là ác độc. Như vậy huynh đệ mới tiến hóa được, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hỏi đi con. Cầm chi không hỏi. A Di Đà Phật thưa bác. Mạnh dạn lên hỏi. Dạ thầy, con bạch thầy. À, thầy cho con hỏi, câu hỏi là con của con hiện nay nó học lớp 12 rồi, nó học bài nhiều lắm. Cái từ 11, 12 giờ thầy tới 1 giờ sáng nó có nghe âm thanh lạ trong không trung thầy. Thầy thì nó nghe tiếng rên, tiếng la, tiếng khét đồ này kia. À, con xin hỏi thầy là vậy có... Lúc em học bà có thấy em học bài không hay nó chơi game? Con học giỏi lắm thầy. Ừ. Nó lo học lắm. Nó học rồi, cái này là nó nói thiệt, con tin tưởng con lắm mà. Dạ. Dạ. Nó đang học mà sao mất chứng gì nghe tiếng la tiếng nghe. Dạ, vũ trên phi đó thầy, 11, 12 giờ, nhất là 12 giờ với lại 1 giờ á. Là lúc nào. Mà ngày nào cũng nghe hả? Cứ thỉnh thoảng là 3-4 ngày nghe một lần, 3-4 sợ ngày. Nó mệt mỏi quá đó bà. Nó mệt mỏi quá cái đầu á. Bây giờ huynh đệ lắng nghe cái điều này là nó có thật. Luồng năng lượng của mình á, mình tu Phật á, năng lượng rất là lớn. Năng lượng nâng cao chừng nào thì tâm thức mình cao chừng đó. Tâm thức mình cao á, mình sẽ nhìn được cái cảnh giới của chư Phật. Bây giờ mình mệt mỏi quá độ, buồn phiền, đau khổ, năng lượng nó quá thấp, nó hạ thấp xuống một chút xíu nữa thì mình gần gũi với cõi giới âm linh. Thành ra mình nghe những tiếng la hét khóc than, mình thấy những con ma đi chung quanh với mình á, là bởi vì cái năng lượng mình quá cạn. Mình gần gũi với cái tần số của nó, mình sẽ thấy được nó. Con của bà quá ư là mệt mỏi cho nên nó nghe như vậy đó bà. Khi mệt kêu nó nghỉ ngơi đi nha. Đừng có cố gắng quá nhớ không bà. A Di Đà Phật. Rồi chúc bà may mắn nha. Thầy biết tại sao một cụ già 78 tuổi bên Mỹ đó, ông khỏe thì không sao hết á. Ông mệt chút xíu là ông thấy ba thằng bốn thằng mễ nửa đêm đi vô nhà ông đi tới lui. Ông nói chuyện nó không trả lời. Mà cứ dài ba tuần cũng thấy vậy á. Thầy tới thì cúng xong rồi thì mới giải thích. Thì ra là khi mà ông mệt mỏi quá đó, cái năng lượng tần số xuống thiệt là thấp, mình gần gũi với năng lượng của họ, tần số mình thấy họ. Nhớ không? Mình sẽ gọi là cảm ứng được cái tần số mình thấy họ, mình nghe được họ. Nhớ không cô? A Di Đà Phật. Huynh đệ tu á là nâng cao tâm thức mình lên.
cái năng lượng cao hơn nữa, lúc đó mình mới có cơ hội nhìn được chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Còn nếu mình tu mình thấy ma không là coi chừng đó, nó tới nó dạy mình hoài là mình coi chừng nó, nhớ không? Nhớ chưa? Nam Mô Di Đà Phật. Coi như là hôm nay là cái buổi sáng đó, chúng ta chia sẻ về cách tụng thôi. Chiều nay thầy sẽ hướng dẫn mình để niệm, để như thế nào được lợi lạc trong đời sống tu học, lợi lạc gì cho bá tánh chúng sanh, lợi lạc gì cho gia đình, cho con cái, cho vợ chồng của mình. Thì chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục buổi giảng. Chiều nay mình giảng mấy giờ thầy? Dạ thưa 1:30 chúng ta quay trở lại. Bây giờ huynh đệ nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn uống rồi nghỉ ngơi xong rồi 1:30 chúng ta quay trở lại tiếp tục bài giảng là niệm, để cái bài giảng chúng ta tụng niệm nó tròn đủ. Trung đạo cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ, đồng thời những gì trung đạo nói với huynh đệ là mục đích là đánh thức cái tâm linh huynh đệ dậy, chứ không có phê phán chỉ trích huynh đệ, nhớ không? Không có ý đồ gì hết nha. Mong rằng huynh đệ phải tiếp nhận sự chia sẻ này, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bây giờ chúng ta bắt đầu ngồi xuống tụng kinh cầu nguyện trước. Hôm nay mình tụng để làm gì? Mục đích mình tụng kinh để làm gì phải nói ra nha. Tụng kinh để diệt trừ tánh tham, tánh sân, tánh si. Tụng kinh để giải trừ bệnh tật. Tụng kinh để giải trừ oan gia trái chủ. Tụng kinh để giải trừ nghiệp chướng. Tụng kinh để phát triển trí tuệ. Những điều này cần thiết nhất. Cần thiết nhất trong việc tụng học. Mục đích mình tu để làm gì? Mình ngồi xuống tụng kinh để làm gì? Có mục đích không? Có không? Dạ, đó là cái mục đích mà chúng ta phải đạt tới. Ta phải nói ra những gì cần thiết. Hôm nay con tụng, thế dạy tụng. Thứ nhất, con tụng kinh cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo. Tụng kinh cầu cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ, sáng suốt, học đạo, tinh tấn, để có cơ hội làm việc cho ba tánh chúng sanh với lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Đó là mục đích. Chúng ta ngồi xuống tụng kinh. Những gì mình vừa cầu nguyện xong, mình đặt hết tư tưởng mình vào tụng. Khi tụng, phải lắng nghe tiếng tụng. Đây là chìa khóa để giúp cho tạp niệm vọng niệm không khởi. Là phải lắng nghe tiếng tụng của mình. Mình lắng nghe tiếng mõ. Nhờ lắng nghe như vậy cho nên nó bận rộn. Nó không có nghe bên ngoài. Nhờ không nghe bên ngoài cho nên cái này nó không có bị ảnh hưởng. Nhớ không? Cái này mà nó nghe tiếng tụng hoài thì bên ngoài đâu còn nghe nữa. Nhưng mà hay cái chỗ là khi chúng ta lắng lòng để nghe tiếng tụng, tiếng mõ của mình á, thì đặc biệt khi mình chỉ nghe tiếng tụng của mình và tiếng mõ thôi, thì tự nhiên tiếng động bên ngoài nó không còn tác động được đến mình, bởi vì mình tập trung cao độ. Cho nên chúng ta phải tập ý thức, tập trung lúc chúng ta đang tụng niệm, để chúng ta lắng nghe chính tiếng tụng của mình, để mình giải trừ sự giải đãi, giải trừ cái tạp niệm vọng niệm nó sẽ tấn công mình. Nhờ tập trung cao độ như vậy cho nên mình mới ý thức được là mình đang làm một việc thiêng liêng, là ngồi xuống tụng kinh học đạo. Bây giờ huynh đệ có tụng, có lắng nghe tiếng tụng của mình bao giờ không? Có không? Dạ. Khi mà mình lắng nghe ngộ lắm, là chỉ mình chỉ biết mình đang ngồi với cái mỏ, với cái chuông đây thôi. Tất cả tâm hồn mình đều vào trong này, lúc đó mới thực sự là người tu chân chính đó. Lúc thì cái thời điểm này là thời điểm thực sự là thiêng liêng với chính người tu. Bởi vì mình chỉ biết một việc duy nhất thôi. Khi có người ta đặt trọng tâm vào một việc duy nhất, còn có nghĩa là có người ta đang ý thức rằng mình làm một cái việc gì đây. Tu là phải tỉnh thức, có nghĩa là mình đang biết mình đang làm gì. Đúng không? Đó, lúc đó chúng ta mới gọi thực sự là chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền là mình biết mình đang làm gì trong cái khoảnh khắc này, trong cái thời điểm này. Đó thực sự mới gọi là tụng. Tập trung tư tưởng lắng nghe tiếng tụng, tiếng niệm của mình thì giúp cho tam nghiệp mình được thanh tịnh. Rất hay cái chỗ là khi chúng ta tập trung tư tưởng cao độ thì ý của mình nó không có nhảy lung tung. Mà cái tâm mình á làm chủ của cái ý thức là mình đang tụng niệm, để giúp cho ý tưởng không nhảy lung tung. Cho nên thầy nói câu là dùng tâm làm dây cương để cưỡi con ngựa ý. Cái tâm mình ý thức,
bắt thằng Ý phải lắng nghe tiếng tụng, tiếng niệm, thằng Ý phải chạy theo cái bài kinh đó. Thì trong nếu mà mình làm được như vậy một ngày chút, mà nhiều ngày rồi, tự nhiên khi mình ngồi xuống tụng kinh, tạp niệm vọng niệm không có cơ hội khởi giấy. Đó là chìa khóa đó. Còn nếu mà mình tu mà ngày nào cũng tu mà tạp niệm vọng niệm hoài, là chắc chắn mình sẽ không đi vào, không thể nào mà có cơ hội nhập pháp được. Bởi mình không lắng nghe tiếng tụng của mình. Mà không phải riêng mình lắng nghe của mình đâu, những huynh đệ chung quanh cũng lắng nghe tiếng tụng của mình đó. Mà những người có tâm tu học bên cạnh cũng lắng nghe tiếng tụng của mình đó. Cho nên nếu mà mình tụng đúng mức, mình tụng bằng cả con tim trí tuệ, bằng cả tấm lòng. Cái giọng của mình á, ngày xưa tụng rất là dở, mình tụng riết, cái giọng mình dần dần nó chiêu cảm được rất nhiều sự vật chung quanh, ngay cả chim chóc, rắn, rít, bò cạp, tất cả mọi thứ đều chiêu cảm được hết. Đại bi nó có công năng lớn như vậy luôn. Mà mình đã tập trung tư tưởng cao độ rồi, tất cả những cái chung quanh đều bị chiêu cảm bởi cái giọng tụng của mình, bởi cái trí tụng của mình, bởi cái ý tụng của mình, bởi cái tâm tụng của mình. Cái luồng dao động, cái luồng năng lượng cơ thể mình nó phát ra rất là lớn, nó chiêu cảm rất nhiều sinh vật chung quanh để tới cùng mình tu học. Mình tạo rất là nhiều phước đức trong việc tụng, rất là nhiều luôn. Nếu mà huynh đệ tụng kinh đúng mức á, huynh đệ tạo phước là gọi là phước của vô lậu. Tụng kinh là tạo phước vô lậu. Thấy chưa? Nếu mà thực sự mình ý thức được mình đang tụng một bài kinh này lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, là phước vô lậu đến với cuộc đời của mình, mà phước vô lậu là trường tồn vĩnh cửu. Còn nếu mà đi làm phước, đi làm việc này việc nọ cho bá tánh chúng sanh là phước hữu lậu. Mình cho tiền, cho bạc, cho vật chất thì tiền bạc vật chất sẽ quay trở lại với mình theo cái luật nhân quả. Nhưng cái phước hữu lậu nó không có trường tồn vĩnh cửu giống như là phước vô lậu. Phước vật chất luôn luôn là nó ngắn hạn. Còn phước tâm linh là phước vô lậu, luôn luôn nó trường tồn, bền bỉ, lâu dài. Huynh đệ có thấy rõ điều đó không? Chúng ta tụng kinh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh. Khi chúng ta tụng làm lợi lạc rất nhiều sinh vật chung quanh, lợi lạc cho những người chưa siêu đang ngồi chung quanh để lắng nghe chúng ta tụng. Khi chúng ta tụng hết lòng thì mình có thể giúp được âm sẽ siêu, những người chung quanh còn sống sẽ thảnh thơi, vui vẻ, hạnh phúc. Nó gọi là âm siêu, dương thới. Đó là công năng của đại của tụng kinh đó. Đó là cái công lực của tụng kinh đó. Chỉ có tụng thôi đó, mà đến độ như vậy rồi, không chỉ chúng ta còn làm những điều lớn hơn nữa. Và khi chúng ta tụng ngày nào như ngày đó, càng lúc càng tăng tiến, càng lúc càng tăng tiến, thì cái phước đức nó càng lúc nó càng dày, càng lúc càng dày. Nó tăng theo cái công phu của mình tu tập lâu dài, thì công năng, công đức, công phu mình nó càng dày, càng cao, càng mạnh. Mà tụng nhiều, tụng đúng, sống đúng thì tự nhiên bệnh tật sẽ tiêu trừ. Tại sao? Khi chúng ta tụng đại bi đó, cái luồng năng lượng cơ thể mình phát triển rất là nhiều. Mình tự phát triển cho mình trong lúc tu học, đồng thời chư Phật phóng quang tiếp điển cho chúng ta, thì luồng năng lượng của chư Phật cùng năng lượng của mình nó phát triển mạnh mẽ trong cơ thể này. Thì trong cơ thể mình nó có một cái hệ thống miễn nhiễm rất là hay. Hệ thống này luôn luôn nó hoàn toàn nương tựa vào cái luồng năng lượng của cơ thể mình. Nếu luồng năng lượng cơ thể mạnh mẽ thì hệ thống miễn nhiễm mình rất là mạnh, cho nên bệnh tật không thể nào tới gần được. Rất là khoa học ghê lắm luôn đó, chứ nó không có cái vẻ vì trừu tượng hay là huyền bí gì hết. Mình càng tụng nhiều, cơ thể mình năng lượng càng lớn, thì hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ, thì dứt khoát bệnh tật không thể nào có được. Tụng kinh phải hiểu như vậy thì mình tu mới là khoa học, chứ không có tu mù mờ. Hiểu rõ ràng như vậy mình tu mới tiến hóa được. Mà luồng năng lượng càng lớn thì trí tuệ càng sáng. Bởi vì được nuôi dưỡng bằng những tư tưởng an lành, bằng những luồng năng lượng trong sạch tinh khiết, thì những tế bào não được nuôi dưỡng bằng những luồng năng lượng trong sạch tinh khiết, tế bào não sẽ mạnh mẽ và phát ánh sáng. Lúc đó cái đầu chúng ta sẽ có cái hào quang. Nhưng mà mình không có đủ mắt để nhìn thấy, nhưng những vị khác nhìn sẽ thấy cái ánh sáng lớn hay nhỏ, tùy vào công năng tu tập nhiều hay ít. Quý vị có thấy chưa? Thấy rõ ràng cái sự tụng niệm nó có cái kết quả như thế nào chưa? Mình không có biết đâu, không có ai chỉ đâu đúng không? Đâu có ai chỉ huynh đệ như vậy đâu đúng không? Chứ cứ tụng đi. Tụng đi, không tụng đi đâu. Phải không? Tụng mà tụng đi đâu?
Mục đích tụng kinh là gì? Mục đích của mình muốn tụng kinh là gì? Mình phải nói rõ ràng mình mục đích của mình tụng kinh để làm gì, ngồi xuống tu để làm gì, mới thực sự có mục đích thì chúng ta sẽ không bị đi lạc. Nếu huynh đệ mà tu không mục đích mà tu a dua hay là theo cái kiểu mà gì phong trào á, thì dứt khoát huynh đệ lãng phí cuộc đời của mình, lãng phí sự tu học, lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, bởi mình tu không có mục đích. Bây giờ mình biết tu có mục đích chưa? Mục đích của mình là gì hả? Việc đầu tiên là để giải trừ bệnh tật, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố vững mạnh, đó là mục đích. Và trong lúc chúng ta tu để không bệnh tật, bồ đề tâm kiên cố tự giác, mà đã tự giác rồi mình phải có cái hạnh giác tha. Nếu mà mình giác tha tức là mình làm việc cho bá tánh, nếu không có cái hạnh giác tha thì dứt khoát mình không giác hạnh viên mãn được. Rõ không? Rõ không? Có dễ hiểu không vậy? Dạ, với Đạo Phật. Rồi cái tụng không thôi đó. Tụng ngồi xuống an lành để tụng kinh. Tụng xong bắt đầu thân tâm mình á được an lành, được an tịnh. Lúc đó mới ngồi xuống yên tĩnh trở lại, ngồi hít sâu thở dài niệm Phật. Thầy sẽ nói cái chuyện niệm Phật sau. Bây giờ chúng ta nói về cái tụng không thôi. Trong cái tụng chúng ta tạo không biết bao nhiêu phước, mà hầu như tất cả chúng ta đều không ý thức rằng chúng ta đang tạo phước. Nếu mà chúng ta tụng với cái tâm an lành hạnh phúc, cầu mong sự lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng lợi lạc cho phần âm, lợi lạc cho phần dương, là chúng ta đang tạo tác phước không những cho âm, cho dương. Đó là ý thức của mình đó. Tại đây không phải mình tụng kinh một mình đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ngồi xuống trước chánh điện tụng chỉ có một mình. Không có đâu. Chung quanh mình còn có cửu hiền thất tổ. Trong nhà mình còn có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, những người sống mà. Còn chưa kể những người quá vãng mà thấy con mình ngồi xuống tu học á, họ cũng được phước. Cho nên các ngài mới nói câu là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Huynh đệ thấy mình tụng kinh chưa? Nếu mà mình tụng kinh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh của mình trong hiện tiền ngay bây giờ đây thì cửu huyền cũng được giúp đỡ siêu sanh tịnh độ nữa đó. Huynh đệ thấy cái lợi lạc vô cùng chưa? Có ai chia sẻ hướng dẫn huynh đệ giống như vậy chưa? Thế nên huynh đệ tụng kinh chỉ tụng thôi, chứ không biết là mình có ý thức mình đang tụng cho ai, đang giúp đỡ cho ai, mình chưa biết. Bây giờ chúng đạo chia sẻ vấn đề điều này á, về bắt đầu tụng kinh, ngồi xuống là phải tụng như thế nào để được lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho phần âm, lợi lạc cho gia đình, lợi lạc cho cửu huyền thất tổ, chưa siêu, được siêu, không no, được no. Đó là người biết tụng kinh. Mà há tụng cái bài kinh mà mình đang tụng đó, mình phải sống trong cái bài kinh đó luôn, mà sống bằng cả con tim trí tuệ trong cái bài kinh mình tụng, lúc đó mới thực sự gọi là nhập pháp. Mình rất là hạnh phúc, an lạc để được tụng kinh. Vậy khi chúng ta có cảm giác an lạc, hạnh phúc trong lúc tụng kinh, lúc đó chúng ta mới thực sự có cơ hội nhập vào cái pháp chúng ta đang tu tụng. Nó có khó quá không? Thầy nói có khó hiểu không? Dạ. Thầy cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để hướng dẫn huynh đệ cùng với trung đạo tu tập để tiến hóa. Trong cái phước báo của sự tụng niệm của mình á, tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để giúp cho con người ta ngồi xuống đây để giải trừ. Giải trừ cái gì? Giải trừ sự mê lầm, giải sự mê chấp, giải trừ sự mê tín, giải trừ những ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp cuộc đời của mình. Bởi chúng ta quá ư là ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp cho nên chúng ta tạo tác nghiệp, không biết bao nhiêu nghiệp báo. Thì chúng ta ngồi xuống tụng, chúng ta giải trừ những cái ngoan cố, cố chấp bướng bỉnh đó, giải trừ những cái mê tín tà kiến. Nhờ vậy chúng ta mới đi vào chánh pháp được. Chúng ta sẽ giải thích chánh pháp với tà pháp là gì sau khi mà giải thích cái niệm Phật xong. Chúng ta đang vẫn còn trong cái phần tụng. Thì chiều nay trung đạo, hôm nay nói về buổi sáng này nói tụng thôi, còn buổi chiều là thầy nói về niệm. Thì chúng ta tụng. Nội cái tụng không trung đạo đó làm lợi lạc không biết bao nhiêu năm trời. Ở Sài Gòn mình có một vị mới xây cái thất thôi, mà cái thất của người ta mười mấy năm chưa có được chứng chùa. Mà cái vị này còn khoảng chừng 41, 42 tuổi, dựng cái thất lên, tụng không ngừng nghỉ,
chưa được 3 năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chấp nhận cho làm chùa. Mà trong khi người ta mười mấy năm chưa có được làm chùa. Mà vị này mới tụng có mấy năm liên tục. Ngày mùng 1 Tết ông ngồi tụng Pháp Hoa. Mùng 2, mùng 3 tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa không ngừng nghỉ. 3 năm sau, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng nhận là thành chùa. Bây giờ sinh hoạt theo chùa, chứ không còn là thất nữa. Thế thấy cái phước đức ghê chưa? Bây giờ chúng ta cũng vậy, thầy Thiện Chí đây cũng vậy đó. Bản thân của thầy phải ngồi xuống tu tụng miên mật hơn, để cho cái đầu của thầy nó sáng hơn, cái trí tuệ thầy nó mở mang nhiều hơn, để tiếp nhận sự dạy dỗ của chư Phật nhiều hơn, để cho cái thất này nó mở mang hơn, chiêu cảm nhiều huynh đệ về tu học hơn, để chúng ta cùng phát triển đời sống tâm linh của mình. Cho nên bản thân của vị trụ trì cũng phải tu tụng cho giỏi vô để dẫn chúng. Thầy phải ngồi xuống tụng kinh chung với huynh đệ luôn, để thầy và huynh đệ cùng phát triển, giống như trung đạo. Đi qua tới Nhật là ngồi tu tụng với người ta là một ngày ba thời y như vậy. Mình ngồi tu thì huynh đệ tu theo, thì cái luồng năng lượng nó mạnh mẽ vô cùng. Nó tạo ra rất nhiều điều phước, phước báo an lành cho cái vùng này luôn, cho cả cái vùng này luôn, cho cả những người dân sống trong vùng này, cho cả tất cả sinh vật sống trong vùng này. Tụng kinh, cái lời lạc nó lớn như vậy luôn đó. Bây giờ huynh đệ có thấy cái tụng kinh nó quan trọng cỡ nào chưa? Hồi đó trung đạo biết tụng đại bi, trung đạo có kể đi kể lại nhiều lần. Chỉ cầu có một cái am thôi, am nhỏ hơn vậy một chút. Tụng 3 tháng trời, đúng 3 tháng trời chỉ có một câu thôi, con muốn có cái am để được đi tu. 3 tháng sau, bà chị mua cho một cái nhà rách nát, rồi sửa sang lại xong xuôi thành cái am. Chỉ có 3 tháng mà thôi đó. Bởi cái nguyện của Ngài là, nếu con trì tụng đại bi mà sở nguyện con không được như ý, ta không thành tính đẳng chánh giác. Trung đạo dựa vào lời đó là, đầu tắt mặt tối một ngày 6 thời để 3 tháng sau được một cái am, để được tu đó. Tu mấy năm sau mới xuất gia. Huynh đệ thấy chưa? Trung đạo làm được thì huynh đệ làm được. Chúng ta tại sao những gì chúng ta cầu nguyện không được như ý, hay là lâu lâu mới được? Bởi vì cái nguyện của mình không đủ mạnh mẽ, cái nguyện lực mình không đủ sức. Khi mình tập trung tư tưởng cầu nguyện một điều gì đó, mình phải hết tâm tư trong lời cầu nguyện và một điều mà thôi, thì chắc chắn huynh đệ sẽ được như ý trong cái lời nguyện đó. Thì cái lời nguyện của Ngài Quán Thâm Bồ Tát không phải là nói ngoa để cho qua chuyện, không có. Bởi chúng ta thực hiện không đúng cái lời nói của Ngài, nên những lời nguyện chúng ta không đắc thành, chúng ta mất cái lòng tin. Bởi vì mình, cái nguyện mình không đủ lực, gọi là nguyện lực. Muốn cái lời nguyện mình phải được như ý, chúng ta phải tụng niệm miên mật, năng nổ trong đó, thì chắc chắn trong 100 ngày thôi, lời nguyện của huynh đệ sẽ được đắc thủ. Huynh đệ ở đây, có huynh đệ nào làm được điều đó chưa? Giơ tay lên coi. A Di Đà Phật, chúc mừng con nha. Chút nữa con chia sẻ với huynh đệ không? Ha. Cũng muốn chia sẻ, chút nữa con chia sẻ ha. Con tên gì? Minh Ngọc. Cô Minh Ngọc, cô tụng kinh dạy bây giờ thầy mới nói á, thì cô cũng đắc được những lời cầu nguyện của cổ như vậy. Không phải một người, một vị này đâu, rất là nhiều vị ngồi đây cũng có. Bởi chúng ta không chịu tụng nguyện theo cái nguyện lực mạnh mẽ đó, thành ra cái lời nguyện chúng ta không được như ý, là lỗi của mình chứ không phải lỗi của Quán Thâm Bồ Tát. Phải biết tất cả những gì chúng ta cầu mong mà không được như ý là lỗi của chúng ta, chứ không phải của chư Phật. Nhớ không? Nhớ không? Bởi chúng ta không biết cách cầu nguyện. Trong lúc mà giảng về tụng, trung đạo sẽ hướng dẫn để cách cầu nguyện trong khi tụng. Muốn cái lời nguyện mình được như ý, ước nguyện mình được tụ thành như mong muốn, chúng ta phải tập trung tư tưởng vào một điều mà thôi. Đừng có cầu tùm lum hết. Khi chúng ta nghĩ một lúc nhiều chuyện như vậy, thì cái tập trung của mình không đủ lực. Cầu một điều thôi, đây là lời dạy của các ngài. Khi con mong muốn một điều gì, con phải để hết tâm tư trí tuệ sức mạnh vào lời cầu nguyện. Chỉ một điều mà thôi. Khi điều này xong rồi, khi cầu nguyện xong, việc còn lại của chư Phật. Ở đâu, khi nào, lúc nào, chuyện đó của chư Phật. Khi cầu xong, mình biết rằng mình đã được. Đó là cái nguyên tắc cầu. Hãy nói ra xong rồi, biết rằng mình đã được. Chuyện còn lại, khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Nhớ không? Không được nghi ngại, phải tuyệt đối tin tưởng vào lời cầu nguyện của mình.
tuyệt đối không được nghi ngờ và sợ hãi. Tuyệt đối luôn. Hả, đã mở miệng cầu nguyện rồi, phải tin chắc rằng lời cầu nguyện mình đã được đáp ứng. Cái chuyện xảy ra khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Mình đã làm tròn lời của mình là cầu nguyện, việc còn lại của chư Phật. Cho nên không được xía vào cái chuyện của các ngài, không được nghi ngờ, không được sợ hãi. Đó là nguyên tắc cầu nguyện. Thế chúng ta ngồi xuống tụng đại bi, để tâm tư vô tụng với cái lời nguyện của mình. Chữ mà nói ra mình muốn cái gì, biết chắc rằng khi mình nói ra mình đã được chấp nhận. Rồi có chuyện còn lại chư Phật lo. Ở đây có ai dám ngồi xuống tu, tu hết mình đi, chuyện còn lại để chư Phật lo chưa? Có chưa? Cứ tu đi, chuyện còn lại chư Phật lo. Có dám làm không? Nếu mà dám làm, chư Phật dám lo. Còn nếu mà không có làm mà cái tụng rề rề á, để chư Phật no, còn mình không no. Hiểu ý thầy chia sẻ không? A Di Đà Phật, dạ. Trong cái tụng thôi, một chút, một tụng một bài kinh thôi, huynh đệ tưởng tượng một ngày sáu thời mà không biết bao nhiêu biến, mà không có biết là mình tụng bao nhiêu biến. Không có hồi đó, họ không biết cái này. Hồi đó mới biết tụng đại bi, không biết cái này, không biết cái chuông, không biết cái mỏ. Bởi vì bản thân Trung Đạo là người Công giáo, nên không biết sâu chuỗi. Không biết, không biết xài. Không biết chuông, không biết mỏ, không biết vô chuông, vô mỏ. Chỉ có một chiếc đũa với cái nền nhà thôi, để làm nhịp. Mà tụng ngày tụng đêm, tụng làm phiền lối xóm. Mình nghĩ mình tụng lớn thì linh, la cổ họng rống cho to lên. Người ta, mình đâu có biết là mình làm phiền chung quanh. Mình không hề biết, bởi mình chỉ biết tụng thôi à. Mình chỉ biết ngồi xuống tụng. Thì mình giống như một người mà bị chết đói nhiều năm, khi được thức ăn á, ngồi xuống nhai ngấu nhai nghiến mà không biết chung quanh mình đang phản ứng. Và chúng ta khi chúng ta tụng kinh rất là ngộ, ở bên ngoài mà vui vẻ an lạc với mình á, thì mình tạo phước. Còn bên ngoài bực mình với mình quá đó, kiếm chuyện nói bậy nói bạ là mình tạo nghiệp. Bởi vì mình làm cho người ta có cơ hội tạo nói bậy nói bạ, tạo nghiệp. Trung Đạo không có biết mình đã tạo nghiệp rất là nhiều năm. 3 giờ sáng là kêu cả xóm dậy nghe mình tụng. Mà cái gõ, cái mỏ mình gõ, lúc mình có cái am rồi đó, mình có cái mỏ rồi mình gõ đã tay vô cùng. Mình đâu có biết là nó bự cỡ nào. Giọng hết ga luôn, có nhiều giọng, có nhiều giọng hoài, không ai chịu nổi, thậm chí nó chọi đá lên nóc nhà luôn. Mình nghe rầm rầm, mình cứ tưởng là chắc mình tụng linh lắm mới có tiếng động bự như vậy. Đâu ngờ nó chọi đá vô nhà mình. Mà mình có khổ cái là khi thầy tu á, thì người ta nghĩ thầy là một người Công giáo bị ma ám, bị mê tín cái gì đó. Người ta nghĩ như vậy. Mà đặt thầy không có bạn bè, không có thầy nào chỉ mình, chỉ có người cư sĩ chỉ cho thầy tụng, và thầy ngồi xuống thầy tụng. Thấy nó đã quá thì tụng riết. Một ngày sáu thời. Bắt đầu biết tụng rồi, bắt có chuông có mỏ ra, bắt đầu lục lăng nghiêm ra. 3 giờ sáng nện, nện mà không ngừng luôn. Nện râm. Mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu luôn. Đối xóm nó rủa mình đâu, nó gặp mình là nó không dám rủa ra mặt. Mà nó rủa ở đâu á. Nhưng cái đó mình cũng tạo nghiệp rồi. Mà đặc biệt cái hồi xưa thầy không phải bình thường vậy đâu. Cứ một cái hình Phật là một bát nhang. Mà khi thầy lập cái am được á, thì trong xóm thấy mình lập am á, thì những người mà Phật giáo á, họ cho mình cái tượng, cái hình thôi. Hình A Di Đà, hình Quan Thế Âm, rồi hình Quan Công, rồi hình Cửu Thiên Huyền Nữ. Nói chung là thấy hình mà giống Phật là để lên hết. Chính cái bát nhang, mỗi lần tụng là chính cái nhang như vậy á, là khối nghi ngút mịt mù trong cái am, linh lắm luôn. Linh mịt mù, linh vô cùng. Mà há tụng vậy chưa đã, phải la bự lên nó mới linh hơn. Đâu ngờ là bị chúng rủa. Tại vì thầy thực cái dạng mà tu mù, tu mò, mà tu mê đó, thấy là nhào vô tu thôi. Chứ mình không được hướng dẫn đúng kỹ như bây giờ. Huynh đệ còn được Trung Đạo chia sẻ, mấy thầy chia sẻ, chứ thực sự Trung Đạo là một người tu mù, tu mò. Sau này á, khi gặp các thầy đó mới thọ giới xuất gia mới hiểu được là mình đã tạo tác 5 năm trời, là mình không gây bao nhiêu tiếng oán trong xóm. Thầy Công giáo cũng có, đạo này đạo kia cũng có, phải là có Phật giáo. Mà không có ai tụng, trong xóm thầy không ai tụng kinh đó. Có mình thầy thôi, nhưng thầy làm loạn cả cái xóm đó lên. Rồi người ta thưa không an hoài, nó bắt hoài. Cái tội tụng kinh mà bị bắt mới là lạ đấy. Mà mới giải phóng cái tội tụng kinh vì làm phiền lối xóm,
gây tiếng động ồn ào, làm cho lối xóm bất ổn á, bắt lên bắt xuống, bắt lên bắt xuống. Nhưng mà về tiếp tục tụng mà cũng không có sợ, tụng kinh đâu có làm phiền ai đâu, phải không? Mình nghĩ vậy, thực sự mình làm phiền vô cùng. Lúc đó mình đang tạo tác nghiệp mà mình không hay biết. Sau khi hiểu rồi là khi nào người ta thích mình tụng lớn một chút, không thích tụng nhỏ nhỏ lại, nhớ không? Để mình đừng có cho người ta phương tiện tạo nghiệp ác. Nhưng mà mình đã tụng đúng mức rồi, cái người có khó cỡ nào mà nghe trung đạo tụng rồi là cũng ghiền như thường. Ghiền luôn chứ đừng nói là thích, ghiền tụng đó. Mình tụng đi sẽ thấy được, mình càng tụng cái miệng mình ngộ lắm. Một cái phàm phu tục tử, cái miệng thế gian, tụng nhiều năm vô thành thần khẩu, tụng nhiều năm vô yêu thương bá tánh chúng sanh bằng cả con tim, sức mạnh trí tuệ, miệng thành Phật khẩu. Cái miệng này đi tới đâu tụng là âm siêu dương thới. Không phải trung đạo giỏi, nhưng mà vì cái lòng của mình trong tiếng tụng, tiếng tụng trong tấm lòng và con tim, thì tự động tiếng tụng của mình sẽ làm lợi lạc cho phần âm lẫn phần dương. Nó gọi là âm siêu dương thới. Lúc đó mình không có tạo nghiệp ác nữa, mình tạo phước báo. Đó, đó là công phu đó, thấy chưa? Cái người chưa bao giờ nghe, lấy cái dĩa tụng của thầy về nghe, nói cha thầy chùa này tụng nghe đã ghê luôn, nói cha thầy chùa luôn đó, đấy, phải không? Tự nhiên họ đâu có biết đâu. Còn bố của thầy là công giáo mà có gốc, nói lâu lâu gặp, hey thầy chùa, lâu lắm không đi nhà thờ với bố á nha, kêu thầy chùa. Thì mà thầy là bình thường, cái chuyện đúng rồi, thầy phải có chùa chứ, nhưng mà thầy chưa có chùa, thầy phải có chùa, phải không? Thầy chùa, thầy với chùa đi chung, còn thầy không có chùa đi lang thang, thầy thiếu phước, cho nên thầy có chùa thầy mới có phước. Cho nên muốn có phước á, chúng ta tụng nhiều bát nhang mà nhang bự bằng bắp tay vậy nè, mà khói mịt mù á, không thấy đường vô á, linh lắm. Rồi Phật xuất hiện trong đơn sương mù mà. Còn thôi mình phải gõ cho lo, cái trống chuông đánh rầm 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 vậy nè, điên đầu điên cổ lên mới linh, nhớ không? May là nó chưa chận đường, nó đánh sưng cái mặt lên á. Thầy cũng còn phước bởi thầy dữ quá, cho nên lối xóm nó ngại, nó không đánh thôi. Hồi xưa trước khi tu là thầy là võ sĩ, trong xóm ai cũng biết thầy là võ sĩ cả, cho nên không dám đánh thầy. Chứ người thường nó đập chết rồi. Cái tội làm phiền lối xóm mấy năm trời. Chúng ta cũng chia sẻ cái kinh nghiệm này nè, mong huynh đệ nhớ. Nếu huynh đệ cảm thấy chung quanh thích nghe tiếng tụng của mình, mình tụng, tụng cho giỏi vô, để mình làm cái phương tiện chiêu cảm huynh đệ mình tới tu với mình, không? Rồi âm đệ chung huynh đệ âm linh á, cũng chiêu cảm tới để độ họ được siêu. Bởi vì huynh đệ mà độ được nhiều âm linh siêu á, thì cái đạo hạnh của huynh đệ rất là lớn. Cái phước báo của tụng kinh là vậy á. Mình há nhiều người âm siêu với mình á, đi chung với mình mà được học đạo chung với mình, của Hiền Thất Tổ siêu á, đạo hạnh mình lớn vô cùng. Mà đạo hạnh huynh đệ mà phát triển lớn rồi đó, trí tuệ huynh đệ rất là sáng. Đạo hạnh lớn vô cùng rồi, phước báo rất là dày. Mà đạo hạnh lớn vô cùng rồi, nghiệp lực rất là mỏng. Thấy chưa? Thấy cái lời lạc của cái tụng chưa? Giờ thấy chưa? A Di Đà Phật. Bắt đầu nó đi vô đề rồi đó, là khiến ta tụng kinh đúng mức rồi, độ rất là nhiều âm linh, độ luôn Cửu Hiền Thất Tổ. Lúc đó người ta nói là nhất nhân chứng đắc Cửu Hiền Thăng là vậy. Quý vị tụng giỏi Cửu Hiền trong nhà được siêu sanh tịnh độ, thì con cháu, anh em, cha mẹ trong nhà, công ăn việc làm đều được hưng thạnh, bởi vì Cửu Hiền đã siêu. Đồng thời bên cạnh đó, nhiều âm linh bên cạnh nghe tá túc trong nhà mà được nghe mình tu tụng, họ cũng siêu theo được sự tu tụng của mình, thì phước báo mình sẽ cao dày, đạo hạnh mình sẽ cao dày. Mình để thấy cái lời lạc của tụng kinh chưa? Nó đưa chúng ta đến một cái mức mà chúng ta không ngờ được. Từ một cái phàm khẩu vô tri vô giác, ăn nói tầm bậy tầm bạ, muốn ăn là ăn, muốn chửi là chửi. Và chúng ta dần dần chúng ta không dám nói bậy nữa, sợ tạo nghiệp. Cái miệng mình dần dần hiền lành, trở thành thần khẩu. Rồi dần dần tụng riết trên chục năm sau mà tụng đúng mức á, thì cái miệng mình trở thành Phật khẩu. Nước miếng sẽ thơm và ngọt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Nước miếng rất và ngọt và thơm. Nếu huynh đệ làm không đúng mức thì nước miếng vẫn còn hôi. Nước miếng còn hôi là tụng kinh chưa tới mức. Nước miếng còn mùi là chưa tới mức nha. Tụng kinh mà nước miếng này mà thơm mà trị bệnh được đó là đã tới rồi đó. Tới kia thì chưa biết, nhưng mà tới lúc chúng ta có cơ hội rồi. Thử đi.
Giờ không lẽ trong đạo chỉ huynh đệ cho tường tận thì nó kỳ quá. Bây giờ mình phải tự chứng minh á, tự tụng đi rồi chứng minh nước miếng mình sẽ như thế nào. Đệ tử thầy bên Mỹ nó chứng minh á, cái ly trà nè, 3 tuần rồi nó bỏ trà vô, thì uống xong 1 tuần, còn phân nửa thì để đó, thì đi tỉnh khác 3 tuần về, trà vẫn bình thường, không có mùi hôi, mà trà vẫn không lên men lên mốc, uống vẫn thơm như cũ. Bởi vì cái miếng lúc đó nó không còn những cái chất xấu. Rồi nó bản thân người đó cũng cầm lên uống, vẫn là trà như trước chứ không thay đổi, vẫn mùi trà chứ không có mùi hư. Cái miệng của mình đó, tụng kinh đến mức như vậy đó, thử làm đi, lợi lạc cho mình ở nhà, không phải cho trung đạo đâu đó, chứ đừng có suy nghĩ rồi có nên làm cho ổng không. Tu cho mình mà cứ coi mình tu vậy ông kia có lợi không đó chứ, tính thấy ghê luôn. Tu cho ai? A Di Đà Phật. Phải làm sao? Có kẹo không? Có. Tu phải tính số nữa chứ, dư 1 hộp là không có chịu đó, ghê lắm nè. Niệm đủ rồi nha, dư là không có linh. Bởi ác cha nội nào làm 108 hay ác vậy đó chứ, làm 400-500 hộp luôn cho nó niệm 1 ngày luôn cho nó đã đời, làm có 108 mà tụng một hồi đúng 108 đứng dậy nha, còn niệm 1 cái này là không được đó, không đúng cái nghi là không có linh. Có phải vậy không? Chính xác luôn. Thầy hồi xưa thầy biết làm cái hộp này, thầy làm cái hộp 500 hộp cho ngồi đếm cho nó đã đời. Cúng một cái nải chuối, một dĩa xoài thôi, cầu nguyện 3-4 tuần chừng nào chuối với xoài chín rục mới đem xuống. Còn xin thì không biết bao nhiêu chuyện, niệm thử 1 giọt sâu thôi. Niệm 1 sâu thôi chứ không được 2 sâu nữa, còn cúng cầu 3-4 tuần. Cầu hoài, xin hoài, còn cho thì ít. Tu mà kẹo còn hơn là cái gì nữa, làm sao mà tiến hóa được. Có phải vậy không? Tu mà tính hôm nay mình tụng đủ 108 biến, biết đủ giờ không nữa chứ. Hôm nay trời thời gian ngắn quá, thôi tụng cho thiệt lẹ, cho mau hết thời đi cho rồi. Vậy phải tu không? Không, trả bài, trả nợ quỷ thần. Mấy vị đâu có đòi trả nợ đâu. Mình tự mình nghĩ mình mắc nợ mình trả thôi chứ mấy ổng đâu có đòi ai. Mình tự nghĩ vậy thì mình tự làm, là tự cho mình là nợ. Đâu cần phải ngồi xuống trả nợ đâu. Tu mà vui vẻ hạnh phúc được tu, có phải vậy không? Tu đi giải trừ oan gia trái chủ nghiệp chướng bệnh tật, vui vẻ đi được tu chứ mắc chứng như ngồi xuống trả nợ là sao? Mình đâu có nợ ai đâu. Tu không được hứa với ai hết, tuyệt đối không được nguyện hứa cái điều gì cả. Có sức bao nhiêu tu bấy nhiêu, nhớ không? Không được hứa cái gì hết á. Mà ngộ lắm, cái đám đó mà hứa nó là nó đeo cứng vô luôn à. Mà không làm á, nó nửa đêm nó dựng đầu dậy, nó kêu, nó đòi đó. Thử làm thì mình sẽ thấy nó đòi chịu không nổi, phải tụng mấy biến trả cho người ta. Người ta cần sự giúp đỡ của mình cho nên không được hứa. Nói tôi tu được bao nhiêu tôi tu, mấy ông nghe được bao nhiêu nghe, chứ tôi không hứa với ai hết á. Đúng không? Hả, hứa là coi chừng trả nợ không được đó. Cái lời hứa của mình đó, nó kéo dài cả cuộc đời, làm ăn không ngóc đầu được đó. Mình thất hứa mà. Mình hứa với huynh đệ để bỏ qua được, nhưng mà bây giờ không trả, hứa với nó rồi nó đeo mình đó, nó chết, nó đeo vô lời hứa của mình đó. Mình trả không kịp với nó đó. Nhớ chưa? Một đứa em hứa với cô chị thôi đó, một ly cà phê sữa đá, nó đeo 23 năm có ly cà phê sữa đá thôi. Mà người chết đeo ly cà phê sữa đá 23 năm là đệ tử của thầy đó. Chị nói ngáp ngáp sắp chết, ba nó hỏi bây giờ con cần gì nữa không? Cái nói là con thèm ly cà phê sữa đá quá. Tức là trước khi chết á, thì người em con gái bên cạnh nói em sẽ cúng cho chị mỗi ngày. Vậy thôi đó. Mà nó chờ mỗi buổi sáng phải có ly cà phê sữa đá, không thôi nó kiếm chuyện. Hả, bằng thằng chồng nó kiếm chuyện với con nhỏ này, là nó nhào vô con nhỏ nó đánh thằng chồng liền. Đánh thằng chồng của em mình á. Mà phải cúng một ly cà phê sữa đá mỗi một buổi sáng. 23 năm sau mới gặp được thầy. Thầy lấy cà phê sữa đá thì uống luôn, khỏi cho nó luôn. Thầy dành uống của nó. Mà thầy dữ quá thì nó không dám làm gì thầy thôi. Từ đó đi là hết cà phê sữa đá uống đi mất luôn. Một lời hứa thôi mình đã làm người ta kẹt 23 năm không đầu thai. Quân đệ thấy độc chưa? Thấy mình ác chưa? Mà người chết á, ngộ lắm. Cái thức cuối cùng mà thèm cái gì nó ôm vô cái đó à. Quân đệ thương cái xe Honda đẹp của mình đi, chết ôm xe Honda luôn.
Ở đây có một huynh đệ nào thương cái dàn âm thanh mà thâu quay phim nè, thâu âm chỉnh âm thanh đó, thương vô cùng. Chết rồi giữ dàn âm thanh đó, thành ra ai mà mướn dàn âm thanh nó không có xài được, là nó tùm lum chuyện hết trơn á, chỉ có thương cái dàn âm thanh thôi đó. Thành ra chúng ta tu tụng niệm thì mình tập cái tránh dứt trừ sự mê chấp mê lầm, cố chấp bướng bỉnh ngoan cố, tụng để dứt trừ cái tánh ôm chấp đó, buông bỏ mà, đúng không? Có phải vậy không? Tu buông bỏ đúng không? Thầy mới nghe câu chuyện đệ tử thầy kể, người này là công giáo đi tập thể dục với cô đệ tử của thầy có mặt ở đây đó, đi ra ngoài công viên tập, nói giờ tôi tu tôi buông hết rồi, tôi lấy xe ra tôi buông tay lái luôn. Cổ mới nói thầy mới nghe hôm qua bữa kia vậy đó, thì đó lái xe buông tay lái luôn, giờ tu buông bỏ hết, có dám làm không? Canh tài xế chở thầy nói tôi nghe tôi muốn buông tay lái xe hơi luôn, nói đừng buông thầy ngồi trong xe đó con. Ý người ta nói là khi chúng ta tu chúng ta phải tập cái tánh hỷ xả, bỏ qua. Huynh đệ tự hỏi lại mình coi bỏ qua chưa, bỏ chưa, suy nghĩ nữa, bỏ cái gì đó, là bỏ cái gì đó, bỏ những cái huân tập xấu, lấy những cái huân tập tốt, những cái tánh tốt, bỏ tất cả những cái không cần thiết trong cuộc tu tụng của mình để lấy những cái tốt lành của chư Phật ban cho mình. Mình thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách hành xử, đối xử, tiếp xử, cư xử. Mình thay đổi như vậy thì mình mới tiến hóa được. Bây giờ mình tu để cho mình thay đổi cuộc đời, đúng không? Hoàn cảnh của mình nó như thế này, nếu mình không thay đổi cách cư xử, tiếp xử, hành xử, tiếp xử đó, thì hoàn cảnh sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, suy đổi cách tiếp xử của mình thì hoàn cảnh mới thay đổi được. Còn nếu mình cứ vậy hoài thì hoàn cảnh cũng vậy à. Cho nên tụng kinh, cái phước lớn nhất của mình là cuộc sống mình được thay đổi, đời sống mình được thay đổi, hoàn cảnh sống mình được thay đổi, tính tình mình thay đổi, đó là phước. Cho nên phải tu tụng cho nó đâu ra đó đàng hoàng, năng nổ miên mật, không phải tu cho thầy, tu cho Phật hay tu cho ai đâu đó, ngoài bản thân mình ra. Mình tu cho chính mình. Tu học rồi tu tập, xong rồi tu sửa, sửa để bỏ những cái lỗi lầm đã qua, không có nhắc đi nhắc lại. Tập những cái mới, rồi hành những cái mình đã học. Đó là tu học đó, tu tụng đó. Bây giờ hiểu được cái lời lạc của tụng kinh chưa? Rõ chưa? Có biết làm không? Chỉ có cái tụng thôi mà thầy đã giải thích là không biết bao nhiêu cái điều lợi lạc, phước báo, đạo hạnh rồi. Chỉ có một cái tụng thôi đó. Mà mình tụng bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh của mình rồi thì rất là ngộ. Lắng lòng tụng, mình nghe được tiếng tụng của mình. Rồi dần dần mình nhập tâm mình tụng, mình nghe được những người chung quanh tụng với mình mới là lạ. Mà trong khi đó chỉ có một mình ngồi thôi. Mà mình nghe được nhiều người tụng, thiệt sự là phước vô cùng. Đệ tử của thầy tụng kinh chung với mấy cô ở trên cái thất nhỏ của cô ở nhà thầy đó. Tụng mà con gái không, mà có tiếng đàn ông tụng chung đó. Lần nào mấy người đó ngồi xuống tụng là cũng có tiếng một người đàn ông tụng chung với họ. Đầu tiên là họ sợ lắm, nhưng dần cái họ quen, họ nghe. Họ ngưng lại, họ lắng nghe tiếng tụng của người đàn ông, mà trong đó không có người đàn ông. Mình để thấy chưa? Người ta tu chung với mình, người ta tụng chung với mình, người ta tiến hóa chung với mình. Bởi vì mình đã phát khởi sự tụng niệm này, thì những người chung quanh được chiêu cảm tới cùng tu tụng niệm với mình. Cho nên khi chúng ta lắng nghe tiếng tụng của mình một thời gian dài bằng cả con tim của mình á, thì tự nhiên mình sẽ nghe được những tiếng tụng của chung quanh cùng tụng chung với mình, rồi được chư thiên tụng chung với mình. Lúc đó lỗ tai mình sẽ nghe được cái Phật âm đó. Đó, mình sẽ được dạy dỗ trong âm thầm, gọi là Phật âm. Lâu lâu mình làm điều gì sai trái, có cái giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở mình. Nhớ không? Thấy lợi lạc của tụng niệm chưa? Mà trong khi chúng ta tụng cũng vậy. Mình ngày xưa đã từng làm bậy, bây giờ ngồi xuống tụng kinh để bớt làm bậy, để giảm đi cái thân nghiệp, đúng không? Ngày xưa nghĩ tầm bậy tầm bạ, bây giờ lắng nghe tiếng, nghĩ tới Phật Pháp con thôi, để đừng có nghĩ bậy, thì ý nghiệp bớt tạo tác. Ngày xưa cái miệng nói tầm bậy, bây giờ đọc kinh cho giỏi vô, để cái miệng bớt nói bậy,
thành ra ý khẩu thân của mình nó giảm đi rất nhiều tội chướng. Thành ra tụng kinh cũng làm cho tam nghiệp được thanh tịnh là thế. Bây giờ trung đạo đi vào tam nghiệp nè. Hồi nãy tụng là nói cái lợi lạc phước báo của tụng phải không? Bây giờ đi vào cái tam nghiệp. Tụng ý luôn luôn nghe, nghĩ tưởng tới điều đang tụng, để ý tưởng không tầm bậy tầm bạ, để ý nghiệp không phát khởi. Miệng tụng kinh cho siêng năng giỏi dắn vô, lắng nghe tiếng niệm tiếng tụng của mình, để cái miệng không nói tầm bậy tầm bạ, để khẩu nghiệp không tạo tác. Ngồi yên lặng để tụng, thân nghiệp không tạo tác, cho nên ý khẩu thân bị tiếng tụng niệm của mình trói buộc lại, cho nên ý khẩu thân không có cơ hội tạo tác nhiều như lúc mình không tụng niệm. Có thấy vậy không? Hả? Thấy không? Thấy lời lạc chưa? Bây giờ có thấy lời lạc của tụng kinh chưa? Ngồi xuống tụng để bớt làm bậy, lắng nghe tiếng tụng để đừng nghe bậy, miệng tụng kinh để đừng nói bậy, mắt nhìn kinh để đừng nhìn bậy, đầu nghĩ tới kinh để đừng nghĩ bậy. Nó giúp cho lục căn mình cũng thanh tịnh luôn đó. Chúng ta tụng kinh đúng mức, mà chúng ta lấy kinh phương tiện lớn để tự độ mình, lấy tụng kinh để làm phương tiện lớn độ chính bản thân mình, độ luôn tam nghiệp của mình, giúp cho lục căn thanh tịnh. Bây giờ trung đạo đi vào cái điểm chính của bài giảng về tụng. Tụng kinh là một phương tiện lớn nhất cho tất cả chúng ta đang có mặt ở đây và tất cả những Phật tử không có mặt ở đây. Nếu huynh đệ nào mà coi được cái dĩa này, chúng ta lấy tụng kinh làm phương tiện lớn độ cho chính bản thân mình. Huynh đệ nghe rõ chưa? Bây giờ nghe rõ hơn nãy không? Dạ. Tụng kinh đầu tiên là giúp cho tam nghiệp của mình được thanh tịnh. Đó là việc đầu tiên. Gõ mõ, thân mình ngồi yên, gõ mõ để đừng tạo tác thân nghiệp. Miệng tụng kinh để đừng tạo tác khẩu nghiệp. Ý nghĩ tưởng tới kinh để đừng tạo tác ý nghiệp. Việc đầu tiên là giúp cho tam nghiệp mình được thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Khi chúng ta tụng kinh, tập trung tư tưởng cao độ để được tụng, thì đầu mình sẽ trong sạch. Lỗ tai mình lắng nghe tiếng kinh, liên tục không ngừng nghỉ tiếng tụng niệm của mình cộng thêm tiếng mõ, thì tạp niệm vọng niệm không có cơ hội chen vào cái ý tưởng của mình. Và khi tạp niệm vọng niệm không có thì ý mình rất thanh tịnh. Có đúng vậy không? Tại vì cái đầu mình không có tạp niệm vọng niệm thì được thanh tịnh. Đúng như vậy. Mà khi cái đầu này được thanh tịnh rồi thì tự nhiên cái khẩu sẽ thanh tịnh theo cái ý. Bởi vì ý là chủ của tam nghiệp. Nếu ý không thanh tịnh thì khẩu bất tịnh, thân bất tịnh. Đúng chưa? Ý không tịnh, khẩu không tịnh, thân không tịnh thì thân sinh bệnh. Ý tịnh, khẩu tịnh, thân không bệnh. Rõ chưa? Ý bất tịnh, khẩu bất tịnh, thân bất tịnh, thân sinh bệnh. Ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, không sinh bệnh. Rõ cái ý của thầy chưa? Là việc tụng kinh đã có những điều lợi nhất là giúp cho tam nghiệp được thanh tịnh. Thì ăn thanh tịnh thôi nha, chứ cứ đi vào định đâu. Chỉ được thanh tịnh, an tịnh trong cái khoảnh khắc chúng ta tụng kinh thôi. Nhớ không? Nhưng nếu chúng ta làm cái sự thanh tịnh này kéo dài trong mỗi thời tụng, một ngày mình tụng 4 thời đi, mà trong 4 thời được thanh tịnh như vậy, mà ngày nào cũng ngày đó, rồi năm nào cũng nhâm năm đó, thì dần dần cái sự thanh tịnh này nó sẽ phát triển lớn hơn, là chúng ta được an định. Trong cái thanh tịnh lâu dài đó, đời tu học mình sẽ được an định. Thấy chưa? Có thấy vậy không? Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Khi chúng ta được thanh tịnh, tam nghiệp không tạo nghiệp, và chúng ta lắng lòng để nghe tiếng tụng của mình, lỗ tai mình sẽ được thanh tịnh trong sạch. Tụng kinh lỗ tai sẽ được phước báo. Mình không nghe bậy nữa. Ít nghe bậy, không nghe bậy thì càng tốt. Hãy không nghe bậy nhiều năm tháng, lỗ tai sẽ được trong sạch. Là gọi là nhĩ căn được thanh tịnh.
mắt nhìn kinh, tụng kinh mỗi ngày, nhãn căn được thanh tịnh, miệng tụng kinh thì tỷ căn được thanh tịnh, lưỡi được thanh tịnh, mũi được thanh tịnh, ý thanh tịnh, thân thanh tịnh, thì lục căn thanh tịnh. Có phải vậy không? Đúng không? Nếu kéo dài hoài á thì lục căn sẽ được gọi là an định, sẽ không bị phiền não, không bị bệnh tật, không bị chướng duyên, không bị nghịch cảnh, bởi vì lục căn đã được thanh tịnh. Mà lục căn đó chúng ta được thanh tịnh rồi thì niệm Phật sẽ được nhất tâm. Mà niệm Phật đã nhất tâm rồi thì vãng sanh sẽ được viên mãn, có phải vậy không? Nó đi vào cái niệm Phật rồi đó. Lục căn thanh tịnh thì sẽ nhất tâm niệm Phật, mà há nhất tâm niệm Phật thì vãng sanh sẽ viên mãn. Chúng ta không cần phải cầu cạnh van xin được vãng sanh, không cần. Chỉ cần sống đúng, tu đúng là tự nhiên lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh thì mình niệm Phật nhất tâm, niệm Phật nhất tâm thì dứt khoát vãng sanh sẽ viên mãn, mà không cần phải cầu cạnh điều gì hết. Mình là con của Như Lai mà mắc chứng gì mình phải ngồi xuống khóc lóc van xin được vãng sanh? Bổn thân mình từ xưa đã từ đó mà tới, bây giờ mình có quyền trở về nơi cha mẹ của mình, đó là danh chính ngôn thuận, cho nên không cần phải xin gì hết. Trung đạo nói thẳng không cần xin, sống đúng là được rồi. Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, ngày nào những ngày đó, ngày nào ngồi xuống tụng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, giúp đỡ cho lục căn thanh tịnh, giúp đỡ cho tam nghiệp không tạo tác. Đúng mức như vậy, ngày nào những ngày đó, ngày đi là về cha mẹ của mình liền, bởi vì mình từ cha mẹ mình tới, mình có quyền trở về và không cần phải cầu xin, khóc lóc, van xin, năn nỉ, ỉ ôi. Có thấy đúng vậy không? Hả? Đúng không? Mắc chứng gì mình phải ngồi xuống khóc lóc van xin vãng sanh là sao? Sống cho đàng hoàng đi, sống cho tròn bổn phận của một người Phật tử thuận thành chân chính, phóng cho bổn phận của một người con núi chư Phật, làm việc cho bá tánh chúng sanh để báo hiếu chư Phật, thì ngày đi của mình chư Phật đã quyết định rồi, mắc chứng gì phải khóc mà xin? Huynh đệ có biết rằng mình Phật ở đâu? Hả? Nói hay lắm, Phật ở đây, nhưng mà có bao giờ nhìn vô đâu? Không bao giờ nhìn vô kiếm mình là ai hết á. Bản chất thiêng liêng của mình là Phật, nhưng mà không bao giờ mình sử dụng bản chất thiêng liêng này, và không bao giờ sống chung bản chất thiêng liêng để biểu lộ với ba tánh chúng sanh. Cho nên chúng ta cứ rị mọ ngồi xuống khóc lóc van xin, để chúng ta chấp nhận sống với bản chất thiêng liêng là Phật tại tâm, đúng không? Nhưng sống chung với cái tâm chân như này rồi thì mình là ai? Mình là con của Như Lai, mắc chứng phải xin về nhà cha của mình là sao? Bây giờ huynh đệ về nhà ba mẹ, không lẽ ba mẹ đóng cửa nhốt ngoài, phải không? Sống cho tròn bổn phận người con có hiếu đi, thì cái cửa nhà của ba mẹ lúc nào cũng mở chờ mình về, mắc chứng phải ngồi xin xỏ. Bởi chúng ta không chịu sống tròn bổn phận cho nên phải ngồi xin hoài, xin mà không chịu sửa, xin không à không bao giờ cho, thì làm gì có phước. Quý đệ có thấy trung đạo nói đúng không? Mình sống tròn bổn phận mình đi. Cho nên tụng kinh là một cái công năng rất là kỳ diệu, nó tích tụ theo thời gian công phu của mình, chứ không phải một ngày là bước lên trời đâu. Nó giúp cho mình rửa sạch tội chướng mình đã tạo tác trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Tụng kinh nó có công năng giải trừ được nghiệp chướng mình đã tạo tác, giúp cho mình không bị những chướng duyên nghịch cảnh quá lớn đến với cuộc đời của mình. Cho nên tụng kinh giống như mình cầm bằng chải vậy, mình chà mình mỗi ngày. Không những chà cái mặt, chà tấm lòng nữa. Rửa cái mặt phải rửa tấm lòng. Rửa cái mặt mà không rửa cái tâm thì bệnh tật vẫn như cũ. Rõ không? Cho nên tụng kinh đó để rửa mặt, rửa lòng. Tụng mỗi ngày để rửa cho sạch quan gia, trái chủ, nghiệp chướng. Tụng kinh cho nhiều vô để ăn nói cho đàng hoàng, lịch sự, tử tế hơn, tế nhị hơn. Có phải vậy không? Nếu mình tụng kinh 10 năm sau quay trở lại cũng như rửa thôi, thiệt là uổng sức 10 năm. Tốn bao nhiêu nhang khói, tốn nước miếng, bao nhiêu nước miếng cầu nguyện vớ vẩn, cầu hoài mà không làm. Cầu nguyện tụng cho đúng rồi làm đúng với lời cầu nguyện của mình mới thực hiện cái lời nguyện của mình được chứ, đúng không? Nhưng thì nhắc lại là tuyệt đối không được hứa là tụng bao nhiêu biến nha. Đừng có bắt chước người ta, thấy người ta tụng 500 biến về nhà thân đã ốm rồi, hơi đã không có, tụng mới có mấy biến mệt muốn chết, ráng tụng 500 biến, tụng phân nửa thôi. Nó nợ, hứa lèo, chết làm con ma nhà họ hứa. Tuyệt đối là không có được hứa với ai hết á, nhất là ngồi xuống tụng mà hứa vậy bạ,
người xung quanh nó nghe được, nó bám vào lời hứa đó. Do đó hứa ly cà phê sữa đó, thấy chưa? Nguy hiểm ghê lắm đó. Đồng thời bên cạnh cái tu học giúp cho mình tập cái tánh từ bỏ, nói chung là mình tánh hỷ xả đó. Nhờ cái tánh hỷ xả này chúng ta mới không có chấp nhất vào lời ăn tiếng nói khó chịu của người ta. Thí dụ bây giờ cái lỗ tai mình không chịu nghe tiếng tụng kinh niệm Phật của mình đi, mình đang tụng nhiên có bà ngoài đường nói mẹ này tụng kinh thấy ớn, nổi điên lên liền á, đúng không? Giọng nghe thấy ghê cũng bị đặt tụng, bắt đầu nó nổi điên rồi, cái đầu nghe được rồi mà, đầu nó bắt đầu nó phiền não trong cái đầu này nè, là ấm ức trong cái bụng, cái miệng bắt đầu nó giật nó muốn nói rồi đó. Nhưng mà hắn nghe một hai lần, ba bốn lần, giục cái dù xuống là người ta tính chuyện nhỏ này mới ra cửa chửi liền, mà nổi mày, tao tụng gậy cha tao mất chứng như mày, tao đang tu mày chọc tao, tao ác bây giờ đó, đúng quỷ. Rồi xong 10 năm trôi theo nước, công đức tiêu hết. Thấy không? Cho nên mình nếu mình không lắng nghe tiếng tụng của mình, mình sẽ nghe vớ vẩn, mà nghe tầm bậy tầm bạ là sanh phiền não nè. Mình tự sanh phiền não cho mình, chứ cái người chửi mình chưa có phiền não đâu, nó đang đã miệng mà. Nhưng mà lực nhân quả đâu có tha nó đâu, cũng tính rồi. Nhưng nếu mà mình nghe cái lời không dĩ mình nhào vô là hai đứa cùng cộng quả, gọi là cộng nghiệp đó. Hiểu không? Cho nên người ta chọi cái banh xấu vô, huynh đệ chụp cái banh giấu luôn, rồi khỏi chụp. Nếu mà chọi lại nó có cái khác, nó chọi tiếp. Nhớ không? Người tu tập cái tánh hỷ xả là bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nó chọi cái banh vô, lấy cái banh giấu luôn, đâm xì luôn, khỏi cái banh chọi. Hết chuyện. Nhớ chưa? Hả, mình nói lại là có chuyện, nói qua nói lại á, nói tới nói lui một hồi là có chuyện lớn á. Bắt đầu chửi một hồi là gây hận thù, là hai đứa cùng xuống dưới ký sổ đó. Nhớ chưa? Ở cái cửa dưới nó ngộ lắm. Hả, chỉ cần một đứa ác mà mở tâm ra, nó hí ra chút xíu, chờ đợi rồi lọt vô liền. Là vừa lọt vô đóng kín lại không có ngõ ra. Kinh khủng. Mà con người thế gian rất là ngộ. Địa ngục vô môn hữu khách tâm. Địa ngục không có cửa nhưng mà nhiều người kiếm lắm. Còn thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn. Thiên đàng có đường đi mà không ai thèm tới. Nghe chưa? Có thấy vậy không? Thì nhớ câu chuyện của Ngài Hư Vân bị quan quân của Mãn Thanh truy tìm á, là nói là ông chống đối nhà nước á. Ông biết là người ta sẽ kiếm ông đứng trên con đường mòn lên cái chỗ ông tu á, đứng chờ sẵn quan quân tới. Thì ông quan dẫn mấy người quân tới kiếm ông để bắt ông vì cái tội chống đối. Thì khi ngài đứng chờ sẵn thì ông quan tới hỏi: "Tôi đi kiếm ông Hư Vân." Ông biết Hư Vân nói là: "Dạ, tôi là Hư Vân đây. Nói có chuyện gì?" "Cái tôi muốn hỏi ông một câu thôi. Niết bàn và địa ngục. Niết bàn là cái gì? Địa ngục là cái gì?" Thì ngài Hư Vân trả lời rất là đơn giản: "Cái đứa nào mà nó ngu quá, nó mướn mày làm quan không biết." Thằng cha quan này, mình làm quan nói mình ngu mà, rút cái đao ra liền nói: "Địa ngục mở cửa." Ông quan nghe xong đút dao vô nói: "Niết bàn mở cửa." Ông quan quỳ xuống lại đó. Chỉ có một câu thôi, niết bàn, thấy chưa? Mình mở một câu bậy là vô kia liền, mở tốt vô kia liền. Chỉ có hai ngõ đi thôi. Chúng ta đi vào thế gian là qua cửa người mẹ. Khi mà qua cửa người mẹ là phàm phu tục tử, uống cháu lú rồi không biết mình từ đâu mà tới, cho nên mới mày mò lớn lên. Vào thế gian chỉ có hai ngõ để đi. Một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu huynh đệ chọn sống với cái tâm phàm phu tục tử, mê thế gian pháp quá độ, sống trong nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, là huynh đệ chấp nhận đi vào gọi là cái chỗ mà sống tối tâm đó đó, gọi là địa ngục á. Còn những huynh đệ chấp nhận sống với cái tâm Phật, tâm chân như của mình, biểu lộ cái tánh hiền lương, từ bi bác ái xả đối với huynh đệ ba tánh chúng sanh, là vì chấp nhận con đường trở về niết bàn. Chỉ có hai đường đi thôi. Nhưng chúng ta lọt vào thế gian lâu quá, bây giờ mới biết được Phật Pháp, ngồi xuống tụng, ráng gõ cánh cửa niết bàn. Muốn gõ cánh cửa niết bàn này, chúng ta phải từ bỏ những cái thói hư tật xấu mà mình đã tiếp nhận, gọi là huân tập không tốt lành, nhiều năm tháng bây giờ mới sanh ra bệnh tật, đau khổ, buồn phiền, chướng duyên, đủ trò đủ chuyện. Ngồi xuống tụng kinh để rửa những cái điều mình đã tạo tác, để chi? Lấy cái dùi này gõ cửa niết bàn đó. Từ bỏ thế gian Pháp, từ bỏ phàm phu tục tử, để chọn con đường thiêng liêng tâm linh, đó là niết bàn. Huynh đệ đang chọn tâm linh thiêng liêng hay là đang chọn địa ngục phàm phu tục tử, tự mình quyết định. Bây giờ niết bàn hay địa ngục, nói một câu thôi, chư Phật nghe đó, nói là phải làm đó nha. A Di Đà Phật.
nó một cái niệm trong đầu. Thế chúng ta ngồi xuống tu tụng để rửa trừ những cái mình đã tạo trác trong quá khứ, để cạo cái mình, cạo cái thân, cạo cái tâm của mình cho sạch đi, để chi? Mình đón nhận sự an lành hạnh phúc của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát ban cho mình trong lúc chúng ta tu tụng. Thấy tụng kinh có lợi lạc vô cùng chưa? Nếu chúng đạo nói nữa nói hoài không hết về cái tụng, không những tạo phước báo, tạo đạo hạnh, phát triển trí tuệ, làm lợi lạc cho người âm, làm lợi lạc cho dương, giúp cho cụ huyền tất tổ được siêu sanh, giúp thân khỏe tâm an, trí tuệ sáng suốt, đó là tu tụng đó. Rồi giúp cho tam nghiệp vắng lặng, giúp cho lục căn thanh tịnh. Thấy chưa? Quý đệ có thấy nãy giờ cái sự chia sẻ của trung đạo có làm cho quý đệ cảm thấy nó vỡ ra chút xíu trong này không? Hả? Vỡ không? Thấy lợi lạc chưa? Bây giờ biết mình tu là không phải một mình đâu nha, chung quanh còn rất nhiều người chờ đợi sự tu của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta cùng làm một lúc thì biết bao nhiêu điều lợi lạc xảy ra trong chung quanh mình, trong tâm linh, trong hữu hình, trong vô hình, cho loài hữu tình, cho loài vô tình luôn. Cây cỏ cũng lắng nghe nó chứ đừng có nói. Không tin huynh đệ thử đi. Cái cây á, mình đứng trước mặt nó, mình cầm con dao á, mình hù dọa nó thôi, mình chặt chặt trước mặt nó thôi là nó co ánh sáng lại, nó co, nó rất là sợ. Mà mình đứng trước mặt nó, mình giỡn vui cười hoài, nó rất là sáng, nó rất là tươi. Người Nhật đã làm một cái thử nghiệm này rất là rõ ràng. Một chén cơm á, để tụng kinh chén cơm đó, tụng những lời an lành hạnh phúc của chén cơm á, chén cơm mấy ngày sau vẫn chưa hư. Còn chén cơm mình để mình chửi bới chén cơm á, ngày sau hư chén cơm đó rồi. Người Nhật làm cái thử nghiệm đó. Nó rõ ràng như vậy luôn. Ly trà đó thì uống đó, 3 tuần sau ly trà vẫn là ly trà không hư. Thấy chưa? Thấy cái lời lạc. Cái miệng mình nó không còn những cái vi khuẩn xấu nữa, mà những vi khuẩn tốt lành không thôi, ly trà không hư. Cái ly nước, cái chai nước thì uống là chai nước lạnh, thì uống chai nước nửa chừng thì để xuống thì tụng kinh xong, cũng là anh bác sĩ đó đó, anh mới lấy cái ly, cái chai của thầy, anh bỏ một chai mới vô tủ lạnh đông đá, ngày mai anh lấy ra ly của thầy đông đá mà trong suốt, còn ly kia đục ngầu. Anh làm 1 lần, 2 lần, 3 lần, anh mới lấy cái chai của anh bỏ chung chai của thầy, chai của thầy trong suốt, chai của anh đục ngầu. Mình để thấy người ta là bác sĩ, người ta rất là khoa học, nó không có tin liền đâu. Chính bản thân ảnh lấy cái ly trà này để 3 tuần không hư. Ảnh đi mua 1 ly cà phê, anh uống 2 ba hớp, anh để đó. 1 tuần sau anh uống lại 1 hớp thì vẫn là cái mùi cà phê cũ. Là cái miệng ảnh đã được như vậy rồi đó. Là cà phê không hư. Mình để thấy chưa? Cái lợi lạc đến mức nào? Cái miệng mình có cam lộ đề hồ, tự động ngọt và thơm là do chính mình tạo tác, chứ không ai ban cho mình cả. Lỗ tai mình được thanh tịnh, trong sạch, tinh khiết là nhờ mình lắng nghe tiếng tụng niệm của chính mình. Lỗ mũi mình ngửi được Phật hương là bởi vì chính mình đã ngửi những điều này do bản thân mình ăn chay, ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thân thể mình sạch. Tự nhiên mình nghe mùi hương của chính bản thân mình, là lâu lâu được chư Phật đứng bên cạnh, nghe được của mùi hương các ngài gọi là Phật hương. Ý tưởng mình trong sạch, tinh khiết, không ngừng nghỉ, cho nên mình lắng động, ý mình tưởng đến Phật Pháp, luôn luôn có Phật Pháp, cho nên ý mình trong sạch, khẩu trong sạch, thân trong sạch. Quý đệ thấy lời lạc của tụng kinh chưa? Thấy lời lạc nhiều chưa? A Di Đà Phật. Hồi nãy lên trung đạo nói về phần tụng kinh không thôi, bây giờ quý đệ, phần của quý đệ là chúng ta hỏi lại những gì mà trung đạo đã nói. Nếu không hiểu, chúng ta cần đào sâu vấn đề, chúng ta phải hỏi, cần hỏi để chúng ta hiểu biết nhiều hơn, chúng ta tu khoa học hơn, tinh tấn hơn, miên mật hơn và lợi lạc hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thưa thầy, con là người nông dân, như con đi, lúc con tưới vườn con cũng niệm, con niệm chú Đại Bi, có đúng, có được đúng? Dạ, niệm cái gì cũng được hết á. Nếu mà khi mà huynh đệ á, đi đứng nằm ngồi, ngay cả nằm cũng niệm không sao. Nếu mà huynh đệ mà niệm Đại Bi hay niệm Phật mà có ông Phật mà nói là mày niệm trật rồi, nói với thầy, thầy nói chuyện với ổng nha. Như Đà Phật. Yeah. Như Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con bạch thầy là con hỏi thầy là một Phật tử tu tại gia, cái đọc tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng lên hay là không lên, và nếu đọc tụng chú Lăng Nghiêm có lợi gì và có hại gì ạ? A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, bà ngồi đi. Cái điều kiện cần thiết tất yếu của người tụng Lăng Nghiêm tại nhà đó là phải ăn chay.
cái người tụng Lăng Nghiêm phải chay trường nha. Các thầy ngày xưa cũng không có giấu, không chịu nói mấy điều này. Cái người muốn tụng Lăng Nghiêm tại gia là phải trường chay, giữ năm giới. Lăng Nghiêm là ngũ công dương Phật, là ngũ hành của vũ trụ, kim mộc thủy hỏa thổ. Nó có năm đệ, đệ nhất, đệ ngũ đúng không? Rồi khi tụng Lăng Nghiêm, cái chữ mạ mạ của cuối của cái đệ nhất hội, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đó, cái chữ mạ mạ cô làm gì với cái chữ mạ mạ, nói thầy nghe coi. Đọc luôn hả? Mạ mạ ứng thô nam, mạ mạ tỏa hả? Đọc luôn phải không? Đọc luôn phải không? Không nói gì trong đó phải không? Giống như mình nước đổ lá môn á. Cái chữ mạ mạ, đại bi cũng vậy, cái chữ mạ mạ con tên gì, tụng để làm gì. Mục đích của đệ ngũ hội là kim mộc thủy hỏa thổ của trời đất của vũ trụ, là ngũ công dương Phật điều khiển ngũ hành đó. Trong người mình có ngũ tạng là tâm can tỳ phế thận. Năm cái tạng này nó tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài. Nếu cô tu đúng mức á, thì tâm can tỳ phế thận mình sẽ mạnh mẽ, nó hòa nhập bên ngoài sẽ không có bệnh tật, dứt trừ bệnh tật. Bệnh tật hết thì nghiệp lực không còn. Cho nên công năng của Lăng Nghiêm là muốn được công năng như ý là phải trường chay giữ giới và tụng trong lúc an lành nhất. Trong nhà phải trường chay, nếu không thôi mình tụng nhiều á, nhà có chuyện đó. Thí dụ mình tụng tụng Lăng Nghiêm mà mình không làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, mà tụng nhiều năm quá, tánh tình mình nó ngộ lắm mà mình không biết nó ngộ, là mình nói lớn tiếng mà mình không biết mình nói lớn tiếng. Mình nói bình thường nhưng mà người ta nghe muốn điên cái đầu luôn á, bởi vì mình không biết mình nói to. Mà mình tụng mình không sử dụng cái đầu mình cho bá tánh á, từ từ mình sẽ bị đảng trí á, mình không nhớ. Đó là cái hại, là phải trường chay. Mà tụng Lăng Nghiêm là biết mình đang tụng để làm gì, và cái chữ mạ mạ phải xài tụng Lăng Nghiêm để giải trừ cho tam nghiệp. À, con chí tâm sám hối cho tam nghiệp, sám hối điều đã nói đã nghĩ đã làm không được, tốt lành trong sạch. Con chí tâm sám hối ấn thú na, con chí tâm sám hối cho tam nghiệp, tỏa gõ chuông cái bon cái đề nhị hội, đúng không? Nam mô tát ta giờ ra đây thì mình tạo cái mạ mạ gì đó là phải nói ra. Thì đệ tứ hội nó cũng có mạ mạ, chữ mạ mạ là phải nói mình tụng để làm gì, để sám hối cho tam nghiệp, nhớ không? Thì tụng phải nói như vậy. Còn nếu cô không tụng á, thì cô tụng hoài thì công năng không được bao nhiêu, bởi cô không xài đúng chỗ. Đồng thời cái hại của Lăng Nghiêm mà rất là độc hại, nó là con dao hai lưỡi mà rất là bén. Nếu mình xài đúng thì là thần khẩu, xài trật là ác khẩu. Đây là hai vị huynh đệ mà trung đạo biết trực tiếp mặt mũi tụng Lăng Nghiêm. Bây giờ đến là năm thứ ba mươi mấy ông ta tụng Lăng Nghiêm rồi đó, mà ông không biết chữ nhiều. Rồi ông thầy dạy cho ông cũng không biết chữ nhiều, mới chỉ ông tụng Lăng Nghiêm. Thì ông tụng miên mật, miên mật, miên mật. 28 năm sau thì ông nói chuyện, ông ngồi ngoài sân ông nói chuyện, mình vẫn nghe to như thường. Nhưng mà ngộ lắm, khi tụng Lăng Nghiêm đúng mức rồi đó, cái miệng mình nó rất là linh. Ông chửi đứa con trai ông làm không nên thân, ông chửi riết năm sau nó ngủm. Ông chửi thằng con trai thứ hai ngủm luôn, ông chửi người vợ, vợ ngủm luôn, chửi đứa con gái, gái điên. Lợi không? Hại vô cùng. Chúng ta không biết sử dụng đúng mức. Mà tụng Lăng Nghiêm là giải trừ sắc dục, giải trừ cái thân dục của mình, giải trừ sự dâm dục của mình. Nếu mà mình không tụng, không biết cách giải trừ nó, thì ngược lại nó làm cho mình bị phản tác dụng. Nhưng các thầy không giải thích cho trung đạo được. Cho nên nếu mà thực sự là người muốn tu, có một vị tu sĩ luôn, vì là hòa thượng rồi, ngài cũng luyện Lăng Nghiêm, luyện luôn chứ không phải là tụng không đó. Tính tình dữ không thể tả được. Tới cái mức đó là phải giữ. Đệ tử nữ mà ông đánh còn hơn là đánh con trai nữa. Mấy ni trong chùa ông đánh còn như là đánh con đẻ, đánh như con trai vậy đó. Ông đánh, ông đập rầm rầm bằng cái tay cũng to, ông đập chết. Mà mình không biết mình giữ cô à. Mình không biết mình sân, không có biết đâu. Mà dễ sân lắm, hở cái là làm liền. Thì Lăng Nghiêm là cực dương mà. Cho nên nó trị luôn bùa Lèo, bùa Thái, bùa Campuchia, bùa Việt Nam. Là nếu mình tụng Lăng Nghiêm trong nhà rồi là không có bùa ngải vô trong nhà nổi luôn. Cho nên nó đại cực dương, nó dữ dằn lắm. Cho nên mình mà không kìm được nó khiển mình luôn. Mà tánh tình mình kỳ cục lắm, không ai nói được mình luôn đó. Bởi vì mình tụng xong á, mình thành ông bự rồi. Bự lắm luôn á. Không ai bằng mình hết á. Mình ghê lắm luôn á. Hiểu không? Thành ra phải ăn chay giữ giới rồi tụng cho đàng hoàng, không cần phải gấp. Tu Lăng Nghiêm không cần gấp, gấp quá nó nhăn à. Nhớ không? Tu Lăng Nghiêm đừng có tu dồn quá, tu dồn mà nó dập thì lưa. Thấy không?
Tiếp tục hỏi đi. Dạ, có ghê vậy, cuối cùng nghe ghê vậy. Có nữa được rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là nếu như bây giờ tụi con là Phật tử tại gia, còn cư sĩ tu tại gia, tụi con không có nên đọc Lăng Nghiêm được không thầy? Thì không phải là không nên. À, thầy không phải là cấm huynh đệ, nhưng mà nếu huynh đệ giữ giới để kiểm soát được mình thì nên tụng. Dạ. Còn nếu mà mình tụng để vì một lý do, mục đích không phải mục đích tu luyện thì không nên. Dạ. Còn nếu mình quyết tâm tu thì tụng bằng cái tâm từ bi mình sẽ không bị ma chứng nó khiển. Dạ. Thầy nói là thật tình với cô luôn, thầy tụng Lăng Nghiêm không phải tụng như huynh đệ, không phải tụng như thầy này đâu. Các thầy cũng vậy, tụng không phải như trung đạo. Nếu tụng Lăng Nghiêm mỗi sáng thì bắt đầu khi Nam Mô Tát Đá Đà Già là đệ ngũ hội đúng không? Từ 1 tới 5 đúng không? Hết cái năm có lại chỗ 1, hết cái năm chỗ lại chỗ 1, 10 biến như vậy một ngày. Tức là một lần tụng là 10 lần, mỗi lần là 5, hiểu không? Thầy năm tụng là 25 lần đó. Hiểu ý thầy nói không? Tụng diệt thân dục, sắc dục, tham dục, tất cả dục diệt hết luôn. Thì mình phải kiểm tra nó bằng cái lòng từ bi và cái tánh khiêm nhường kính trọng. Còn nếu không á, cái năng lượng mà của chú Lăng Nghiêm á, nó sẽ khiển mình, nhưng mình không khiển được nó. Bởi mình làm chủ tụng mà, nó là người phụ thuộc thôi, mình phải làm chủ nó. A Di Đà Phật, con nói thật thầy là con đi chùa hôm nay được hơn chục năm rồi. Dạ. Con ăn chay cũng lâu rồi. Dạ. Chục năm rồi thầy. Dạ. Nhưng mà con thấy là hình như là con không có duyên mấy này tụng Lăng Nghiêm. Dạ. Con là coi chỉ tụng có phần một thôi, mà con thấy ba cái chúa thầy khó quá, con không đọc được. Dạ. Nên là bây giờ con mới tính hỏi thầy là bây giờ tụi con Phật tử không đọc cái đó được không? Dạ thưa cô, tụng Đại Bi là đủ rồi. Dạ. À, nếu mà cô chuyên tu thì ngồi xuống nói chuyện cho kỹ lưỡng hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Hầu như các thầy cứ tu tụng đi mà không có giải thích tụng là sao. Dạ. Tụng làm sao, là tụng bị cái gì, được cái gì, có cái gì, mất cái gì, tổn hại cái gì, lợi lạc cái gì, không giải thích. A Di Đà Phật. Chẳng hạn như huynh đệ ở nhà nghe tụng Địa Tạng nhào xuống tụng. Có biết tụng Địa Tạng là vô một cái nhà đầy nghẹt người trong này ngồi nghe mình tụng không? Tụng Địa Tạng là cứu tất cả vong linh hương linh hữu tình chiến sĩ trận vong quan hộ ứng tử tập loại cô hồng đồng bào tử nạn thay nhi sẵn nàng quan gia trái vụ của huyền thất tổ chết sông chết biển chết đâu chết đâm chết đủ loại. Nếu mình tụng một cái nó vô một cái nhà luôn mà không biết giải cho người ta hả, từ từ cái mặt mình đen thù lùi, nhìn vô là cái mặt ma chứ không phải là mặt mình á. Nếu không biết cách đưa người ta đi bắt chước tụng thôi, mà không biết cách giúp người ta siêu, người ta tụ tập một nhà luôn, người ta sẽ hút cái quan điểm của mình á, biết cái mặt mình đen thùi. Có hiểu ý thầy nói không? Thì chẳng ta không hiểu được, không biết cách tụng thì đừng có thấy người ta tụng tụng theo. Phải hiểu, phải biết. Thầy nói tụng kinh là khoa học, nếu không hiểu biết sẽ sanh ra gọi là phản tác dụng. Cho ra cô vậy không thấy có duyên, ngưng liền. Tụng Đại Bi thôi, Đại Bi có tất cả rồi. Mình đâu có làm thầy bà vậy đâu mà tụng dữ dằn vậy, hiểu không? Tu mà. Hiểu không? Mà tu dữ quá coi chừng kết quả nó xấu đó. Tu hiền. Đừng nói là bà kia bà tu dữ lắm đó. Ừ. Thôi kệ, tu giữ kệ bà đi, hiểu không? Cho nên không cần hết, cô không cần tụng cầu an với Đại Bi đủ rồi cho cuộc sống mình an lành hạnh phúc. Nếu làm được cho ba tánh gì cứ làm, chứ mình tụng Lăng Nghiêm để làm chi? Để làm chi vậy? Có mục đích gì không? Hả? Có mục đích gì không? Anh Di Đà Phật, con không có mục đích gì. Vậy thôi, trời ơi, không mục đích tụng làm gì? Phải có mục đích tu luyện, hiểu không? A Di Đà Phật, rồi bà nên ngưng đi là vừa, chứ không muốn đích đừng tu. Nó tạo chướng duyên nhiều lắm á, A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn bà đã hỏi nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là ở Đồng Nai, con pháp danh là Diệu Hòa. Bữa nay con có trên cái con đường tập tu. Con phải nói là tập tu, chứ con chưa dám tu tập, thưa thầy. Thì con có hỏi thầy một cái con thắc mắc hồi nãy đó. Thầy nói là đọc kinh ở nhà thầy. Thì con có trì theo cái cuốn sách của thầy ra đó. Thì con đọc tới chỗ con đọc tới chỗ mà cho mình tu được tinh tấn rồi thì ở trong gia đình con là nói là con đọc kinh để gọi cô hồn vô thì không được vui. Cho nên tới lúc đó thì con chỉ biết lầm thầm thôi, tới cái lúc mà thầy hướng dẫn con làm y theo, nhưng mà tới lúc là chỉ nói là con đọc lâm râm thôi, con không dám đọc to. Thưa thầy là vậy có tổn phước con không? Dạ, tổn ai? Tổn phước cho con á. Làm gì? Làm gì tổn? Tụng kinh mà tổn gì?
Không, nhưng mà ở trong gia đình con nói là mày đọc, mày dụ cô hồn vô để phá phách nhà cửa, thành ra con phải đọc lầm thầm. Dạ, không sao đâu, dạ, không sao đâu cô, bình thường thôi. Thì con lúc đó con cũng cái tâm con cũng hơi buồn, vậy thì con có tổn phước con không? Dạ không. Dạ, con buồn lắm. Gì đâu buồn, kể gì đâu buồn. Thì bây giờ thì con nên đọc thầm hay con cứ đọc to? Con tụng kinh bình thường, nhưng mà tới chỗ nguyện nó không nguyện cũng được, không sao đâu, kể nó đi. Dạ. Tự động người ta hưởng hà, nhớ không? Dạ. Mất chứng gì phải buồn. Rồi rồi khi mà con đọc cái đó con có phải rải gạo muối hàng đêm không ạ? Rải gì? Rải gạo muối. Cô có tụng cho của quyền không vậy? Dạ có. Thì thí dụ mà cái, lấy gạo muối chút xíu nhỏ nhỏ cái dĩa thôi, rồi mình rải ra từng chút cho khỏi tốn nhiều. Ba chén cháo nhỏ nhỏ tụng cầu cho của quyền thất tổ được siêu được rồi, nhớ dạ, không? Dạ thưa thầy, cái này không phải con giấu giếm gì, nhưng nếu con nấu cháo ra thì mẹ con lại gai góc với con. Con thấy khổ tâm chỗ đó đó. Ờ, bà không thích hả? Thì bà cũng có tu, nhưng mà hình như bây giờ là có mất niềm tin chút xíu á. Tại sư phụ của bà là nghe nói là giáo hội cho thăng chức lên, nhưng mà lại là nghe nói là sang chùa, bà mới thắc mắc sang chùa, con mới giải thích bây giờ giáo hội. Ờ, thôi thôi đừng bàn tới chuyện đó, kệ em. Dạ. Rồi, bàn chuyện khác. Dạ, như vậy thì con làm như vậy, con đọc nhỏ hay là con nấu cháo thì con cảm thấy không được với bà? Thôi bây giờ vậy nè, tụng bình thường đi, đừng nấu cháo và đừng rải muối gạo, tụng cầu nguyện âm thầm rồi xong chuyện. Dạ. Ừ, bây giờ từ giờ đi tập cái tánh, cứ ngồi xuống tụng, ai nói gì nói, ai làm gì làm, đừng có lắng nghe, đừng có nhìn cái mặt thì khó chịu, tập dạ. Cái tánh bỏ nó đi. Dạ, mô Phật con xin cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ. Thầy rất là đơn giản, xong cái học á, tu á, tụng là phải tập cái tánh hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nếu mình không tập cái tánh này được thì dứt khoát cái chữ đại bi mình không xài được, hiểu không? Nếu mình không bỏ qua, quên lãng, tha thứ thì làm sao mình xài chữ đại bi được? Mà tụng đại bi là phải hòa nhập với cái chữ đại bi đó thì mình mới biểu lộ được cái quyền năng của chữ đại bi. Tại vì đại từ đại bi là quyền năng của vũ trụ mà, nên chúng ta phải biểu lộ cái tánh đại từ đại bi đó, nếu không thì mình không sẽ hòa nhập được năng lượng cực kỳ tuyệt vời của đại bi. Huynh đệ sao cứ hỏi đi con, dạ A Di Đà Phật, hỏi nhiều tốt thôi, cho mình cho huynh đệ mà, đừng có kẹo. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này con hỏi của bạn con nhờ con hỏi dùm nữa hả trời. Dạ bạn con nhát. A Di Đà Phật. Bạn con thì có một người bạn là cũng là tu niệm Phật, là cũng đã đạt bất niệm tự niệm. Nhưng mà hàng đêm bạn con nghe cái bạn đó nói là nghe thông tâm người khác dạy dỗ mình tu. Mà bạn con nói là không biết cái thông tâm đó là có thật hay không. Là có nghĩa là người này thông tâm với người kia đó, là có sự thật, có cái vấn đề thông tâm đó không hả thầy? Ai gì đâu. Trình độ người tu đó cỡ nào? Dạ con không biết. Thông tâm tiếng Anh nó gọi là telepathic, tức là mình gửi qua thông điệp qua người ta, ở với cái trình độ của một vị minh sư tu đắc đạo. Còn thí dụ mình cứ ngồi mình nhìn mình nói mình biết, người ta nghĩ vớ vẩn. Trình độ gì, tu tới đâu mà thông tâm? A Di Đà Phật. Con xin thầy giải thích vấn đề thông tâm. Thông tâm là có nghĩa là không mình... hả, chứ không hả? Thông tâm có nghĩa thông là đạt truyền đạt qua bằng cái tâm tư tưởng của mình. Wow, ghê vậy đó. Dạ, thầy. Thì con nghĩ không biết cái này có thiệt hay không, con không rành. Dạ thưa thầy mới nói đó, cái trình độ người, cái vị đó thông tâm là cái vị đó ở đâu vậy? Dạ, cái vị này thì ở đây còn nói là cái người thông tâm thì ở thành phố, nói là đêm nào cái vị thầy đó cũng về thông tâm dạy người đó tu học. Mà bản thân tụi con thì cũng nghi ngờ, tại vì bạn con tu hành thì cũng nói chung là cũng tương đối tinh tấn thôi, chứ cũng không có gì gọi là quá. Nhưng mà cái mặt siêu. Đẹp không? Cái mặt đẹp không? Dạ, cái mặt hồng hào không? Có mắt sáng không? Dạ không. Mặt đen thùi lùi phải không? Dạ. A Di Đà Phật, coi chừng á. Mình cứ tưởng đêm nào có người ta tới nói chuyện với mình á, coi chừng đó. Ông Phật ông không có nói nhiều. Ông Phật nói câu ngắn gọn đơn giản hết chuyện. Còn mà đêm nào mình cũng nghe ông Phật nói là coi chừng nhá nha. Mà nó nói đó, thì ông Phật không có ở không nói nhiều như mình. Hiểu không? Thầy không nói ai hay là nói xấu ai, không phải phê bình chỉ trích. Nhưng huynh đệ tu mà nghe đêm nào cũng nghe ông Phật về kể nha, là coi chừng đó. Phải phân hai cái. Thực sự vị chứng đắc
một câu đơn giản ngắn gọn cho mình xài cả một đời. Chẳng hạn như là: này huynh đệ, nếu huynh đệ phê bình chỉ trích người anh em của mình là mình phê bình chỉ trích chính bản thân mình, bởi vì tất cả huynh đệ là con cái của Như Lai. Câu này là xài cả một đời. Nếu mà mình phê bình chỉ trích là cái tôi mình còn, hả, cái tôi mình còn dứt khoát không bao giờ thấy được Phật tánh của mình. Câu này là xài cả một đời. Cho nên Trung Đạo không phê bình chỉ trích. Cái vị mà bị, đừng nói chữ được, mà nghe mỗi đêm như vậy là coi chừng đó. Coi lại coi, nếu mà Phật nói chuyện với mình mặt mình đẹp lắm, chỉ nói một lần thôi, Phật không ở không nói nhiều lần với mình đâu. Ông búng cái đầu cái cốc cái mở ra rồi, Ngài nói cho một lần thôi. Thấy không? Chứ ông ở không mà nói một đứa nói cả đêm này, còn bao nhiêu đứa kia bỏ à? Ngài đâu có làm ở không chuyện rùi bu vậy đâu. Hiểu ý ta nói không? Dạ, với là Phật. Cho nên cẩn thận cái chỗ đó, chúng ta tu mà bị ông Phật, bị nha, bị ông Phật nói hoài là coi chừng đó. Còn được ông Phật nói một lần thôi. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, thêm câu hỏi thứ hai là bạn con nói là bạn con là cư sĩ tại gia, thì tu tại nhà mà muốn thọ giới bát quan trai, thì như vậy có đem đến lợi lạc hay không, và có nên thọ giới hay không? Dạ, A Di Đà Phật. Khi chúng ta thọ giới, mục đích chính của mình là mình tập tu một ngày, tập tu mà. Mình tập tu cái ngày đó giúp cho mình được an lành hạnh phúc trong cái ngày đó. Hiểu không? Để ăn lành hạnh phúc trong ngày là mình tập tu mà. Lợi lạc không lợi lạc do chính mình tiếp nhận đó. Hiểu ý thầy nói không? Mình phát tâm, mình mở lòng, mình đi tập tu mà. Thì cái ngày đó lợi lạc hay hạnh phúc hay không hạnh phúc là do chính mình là người tiếp nhận và biết nó đó. Chứ còn ai cho mình cho mình không mà. Mình tự mở cửa cho mình mà, đúng không? Lợi lạc hay đau khổ do chính mình đó. Tự người đó quyết định đi. Như là Phật. Thầy nói cái vụ này hoài. Thầy khuyên huynh đệ á, cái ngũ giới thôi là đủ. Thầy giải thích ngũ giới cho huynh đệ nghe nè. Huynh đệ nghe xong vậy sẽ không có dám làm nữa đâu. Nếu là ngũ giới rồi, các ngài, đây là chúng ta học trong giáo lý mình thôi, nói hạn hẹp thôi, nói như đó là đủ. Bây giờ đây là lời nói của các vị mà chứng đắc. Các ngài nói không phải riêng gì Phật giáo chúng ta giữ ngũ giới, mà các giáo đạo khác đều giữ ngũ giới cả. Sát dâm đạo vọng tửu, sát sanh. Chúng ta tụng kinh, việc đầu tiên phải biểu lộ cái tánh thương yêu, từ bi bác ái, tôn trọng những sinh mạng khác chung quanh mình, là không được sát sanh. Bởi vì chúng ta giết những sinh mạng chung quanh để nuôi cái thân mạng mình, là nuôi chánh điện của Phật. Mình làm ô uế cái chánh điện của Phật. Mình làm cho cái thân này không còn trong sạch tinh khiết, bởi vì đã dùng sinh mạng nuôi sinh mạng. Mình vay mượn sinh mạng là mình phải trả sinh mạng. Cho nên những người ăn mặn từ nhỏ tới lớn, khi trước khi chết á, rên la khóc khét tùm lum đau đớn, bởi vì đã từng nhiều sinh mạng mình đã ăn nó, bây giờ cuối đời nó đòi trở lại, cho nên nằm chết không bao giờ yên. Thấy đi, đúng vậy không? Những người mà ăn mặn nhậu nhẹt coi, nó chết nó rên nó la không à, bởi vậy sinh mạng nhiều quá. Cho nên người đầu tiên giữ giới là giữ cái tôn trọng những sinh mạng khác chung quanh mình, và tuyệt đối không sử dụng sinh mạng để nuôi sinh mạng mình. Đó là đức từ bi mà mình phải biểu lộ, đầu tiên phải biểu lộ. Đồng thời khi mình giết sinh mạng cũng nghĩa là mình đang giết chính mình, bởi vì mình với sinh mạng đó cũng là con cái của chư Phật. Đó là điều thứ nhất. Sát, dâm. Chúng ta liên hệ với nhau đã 7 đời. Liên lạc cha, con, chồng, vợ, anh, em, cháu, chắc. Trong cuộc sống đầu thai đi lại, chuyển tử, sinh tử, luân hồi đi lại, quen nhau, qua lại với nhau là 7 đời. Đúng không? Bây giờ các ngài nói, nếu mà con dâm dục, con vướng vào tội tà dâm. Tà dâm là đụng đâu làm đó, không thương yêu gì người ta. Có thể là mình đang làm tình ngủ với con cái của mình đó. Các ngài nói rõ như vậy luôn. Bởi vì chúng ta đều là anh em con của chư Phật. Đạo là trộm cắp. Nếu mình trộm cắp cướp giật tài sản anh em huynh đệ mình, là mình đang cướp giật tài sản của chính bản thân mình. Bởi vì tất cả những tài sản đều là con cái của chư Phật. Là nói những lời ác, thô ác, có nói không, không nói có, ít nói nhiều, nhiều nói ít, nói những lời thô tục làm hại đời người khác. Cái miệng mình gọi là vọng ngôn vọng ngữ đó, mình sẽ tạo ra cái khẩu nghiệp, chết 3 ngày sau cái lưỡi có dòi là dòi vậy đó. 3 ngày sau cái miệng mình có dòi. Trên cái tội vọng ngôn vọng ngữ là một trong cái tội lớn của trong ngũ giới. Mà chúng ta, nếu chúng ta làm vu khống để hại chết một đời người, là mình đang giết chết cuộc đời của mình. Bởi vì mình đã tạo tác song song với việc hại người. Cái miệng nói ra chết người,
thì mình vẫn hưởng cái quả báo mình đã tạo tác bằng cái miệng mình giết người, đúng không? Thì mình vẫn hưởng cái quả báo trong tiền, trong cái kiếp kế cận hoặc là trong cái hiện kiếp này. Bởi vì mình đã hại chết huynh đệ con cái của chư Phật. Còn rượu, chúng ta không có giữ những giới kia rất là cẩn mật, vô cùng tận. Tử cũng vậy, hãy uống mà nhiều quá rồi là mình sẽ phạm những điều khác. Nó sẽ khiến mình nói bậy, nói bạ, nói tùm lum tà la, rồi nổi điên lên cầm dao chém người, rồi vớ vẩn tùm lum la chuyện. Thì nó thực sự nó chính là thủ phạm của tội ác. Khi mà tủ nhập tâm thì như rồng nằm đá giếng vậy đó. Hãy uống vô vớ vẩn say sưa là tất cả mọi tội lỗi đều tạo tác. Cho nên trong cái ngũ giới của đệ là thầy hỏi thẳng luôn, không ai giữ được hết. Đúng không? Đó ngũ giới thôi mà còn giữ chưa được là giữ cái giới gì? 250 giới, 350 giới, làm sao giữ nổi? Nhưng mà kệ nó, được nhiều hay nhiều. Ai gì đó Phật. À, thưa thầy, thì theo như vậy thì theo con, bạn con cũng có một số người đã thọ giới Bồ Tát. Vậy thì cái chuyện đó của huynh đệ con đâu dính tới thầy. Dạ, con muốn hỏi cho mọi người biết, như vậy thì lỡ thọ giới rồi có thể mình xả giới được không thầy? Lỡ thì nó cùi thôi, có sao. Ai gì đâu mà. Bây giờ lỡ rồi sao? Lỡ chặt đứt cánh tay rồi sao? Nó cùi rồi. Thôi kệ nó, ráng giữ giới đi, lỡ rồi. Phải không? Thôi kệ cha nó, giữ giới cho rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, câu thứ nhất con muốn hỏi là con có người bạn đồng tu. Cũng bạn nữa. Dạ không, dạ con thấy có kể cái tụi chúng con nghe là khi mà không được kể xấu người ta đó. Dạ mô Phật, con tính hỏi. Dạ. Bạn con khi mà đồng tụng chú đề bi á, thì hay thấy hoa sen hiện ra, rồi thấy ánh sáng, rồi thấy mát mẻ trong người vậy đó. Dạ. Thì con muốn hỏi thầy, bạn con tu tới mức độ đó tụi con có theo được không? Wow, dạ. Vậy là giỏi đó. Ừ. Dạ. Nhưng mà không nên kể ra. Dạ, là tất sao? Cả những cái thấy mà kể ra là thôi đừng có kể. À, kể nếu mà người hiểu á, người ta không nói gì, còn không hiểu người ta nói mình nói bậy nói bạ, người ta nói tầm bậy tầm bạ, người ta tạo nghiệp. À, thở thành vọng ngôn vọng ngữ nên không được kể. Mà thấy người đó đẹp không? Sáng không? Mắt sáng long lanh không? Môi hồng không? Dạ chắc đẹp. Chắc đẹp hả? Ừ, nếu chắc đẹp chắc lẽ chắc có lẽ theo được. Dạ nhưng mà suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ thì con nghe nói vậy mà chúng con cũng chưa bao giờ mà được cái dạ, thưa báo nghe đó. Nè, tụng đại bi tự đến tự đi, không được cầu không được mong. Khi mà mình cầu mong quá thì cái tưởng ngũ uẩn của mình là tưởng, cái tưởng thức này nó sẽ sinh ra hình ảnh, rồi cô sẽ chạy vô hình ảnh đó, sẽ có lọt vô ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn còn trong cuộc đời mình thì không thể nào độ nhất thiết khổ ách được. Cho nên tụng đại bi tuyệt đối không được cầu tưởng, tuyệt đối không được tưởng luôn, nhớ chưa? Cứ tụng đi, tụng hết mình đi, chuyện gì đến nó đến, chuyện gì đi nó đi, nó tự đến nó tự đi, không được bám vào những gì mình thấy, nhớ chưa? Nếu mình bám những điều thấy đó mình sẽ bị tưởng thức nó lôi mình, mình sẽ thấy hoài thôi. Hả, thấy hoài là coi chừng là ma ảnh chứ không phải là Phật ảnh. Ông Phật không ở không, ở gì là Phật. Dạ mô Phật, con hiểu cái đó. Nhiều khi rồi. Mình theo cũng là ma chướng trong. Dạ đúng vậy. Dạ. Nếu mình hãnh diện nó quá nó trở thành ma chướng. Dạ mô Phật. Nếu mình coi đó là những cái của mình hơn mọi người là ma chướng. Dạ. Còn bây giờ thí dụ bây giờ về đi, cô rất là tham tu, mình tu mình cũng tham nữa, nhưng mà cái tham của mình nó có mục đích lớn là làm lợi lạc cho bá tính chúng sanh, là cái tham tốt, là lợi lạc cho mọi người. Còn mình tu cho giỏi hơn mọi người là cái tham xấu. Cẩn thận nha, nó là tạo tác nghiệp ác, còn như là tạo tác thiện nghiệp, hai cái khác nhau. Vì chúng ta tu cho giỏi vô để làm lợi lạc bá tánh chúng sanh là thiện nghiệp. Tu cho giỏi hơn mọi người để hơn mọi người, để cũng như là tự cao tự đại là ác nghiệp. Dạ mô Phật. Rồi dạ, câu hỏi thứ hai. Có một câu hai là con có một số người thầy khi mà tụng chú đại bi hay là lễ dí Quan Âm thì hay chụp được những cái hình ảnh mà tròn tròn, ta gọi là chữ thiên, mà đà la vậy thầy. Dạ. Dạ con muốn thầy giải thích cho con cái dạ, cái thực đó. Sự dạ. Không biết thầy nói sao cho huynh đệ hiểu nữa. Trong cái cảnh giới mình trong này là nó bụi bặm rất là nhiều, bụi nhỏ chi chút là vi trần đó, những cái bụi vi trần nó nhỏ li ti khắp nơi. Khi mình chụp hình ánh sáng á cô, nó phản chiếu ánh sáng nhiều chiều với nhau á, thì mình thấy những cái đốm đó rất là nhiều. Đôi khi thấy những dấu trắng thiệt là nhiều dấu trắng đó. Mình cho là cái gì trong sách vở nói cái gì mà tại sao gọi là mạng đà la. Ở đây ai thấy mạng đà la bao giờ chưa? Vậy sao ai xác định là mạng đà la hay mạng mình la?
chưa biết mạng Đà La. Ở mạng Đà La, mạng mình La thì có. Quân đệ mà thấy mạng Đà La rồi á, những gì quân đệ thấy là xạo hết trơn á. Những cái cục nó bự vậy nè, như bông gòn vậy đó, một nhà luôn, đó là mạng Đà La. Còn mạng chấm 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 nhỏ, mình không có nói, mình xác định nó là cái gì mà không phải, nhớ không? Đừng có tin như vậy. Mình tu mà mình tin những cái mà không thực, mà không chắc chắn á, nó gọi là mê tín. Những cái gì thấy biết làm được, thực hiện được là chánh tín. Cho nên mình tu tụng đại bi là khoa học, nhớ không? Không tin vớ vẩn. Như vậy là những cái hình ảnh đó là không có tin được hả thầy? Không nên tin hả? Thầy không phải là khuyên không nên tin, mà phải suy nghĩ cho kỹ trước khi tin. Tại vì khi mà phóng ra những cái đốm đó thì thấy trong đó là màu sắc rất là lạ lùng á. Dạ, thầy đây nè, thầy với huynh đệ đi Kon Tum đi là phóng sanh nè. Có một người mà người này chưa bao giờ tu, cầm cái máy điện thoại á, chụp hình chỗ phóng sanh á. Thầy còn để rửa tới mình bự ở nhà mà thầy nhìn thầy còn thầy treo đó thôi à, thầy chơi á. Cái hình bự vậy đó. Từ trên trời á, một cái ống sáng dài xuống tới mặt nước luôn á, mà ngũ sắc luôn. Thầy còn chưa tin, mà của thầy đó. Hiểu không? Thầy không xác định thì để chơi vậy thôi. Đó, bây giờ thầy muốn, mai mốt thầy sẽ cho thầy chủ trì cái hình đó đem về cho huynh đệ treo. Một cái ống sáng từ trên trời xuống tới mặt nước luôn á. Từ trên trời luôn đó nha. Mình thấy rõ một cái ống dài thiệt dài xuống mà ngũ sắc luôn. Mà thầy còn chưa tin nè. Mà của thầy đó, mà thầy là người cúng ở đó đó. Hiểu không? Mà thầy không có quảng bá chuyện đó ra. Bởi vì thầy, nếu mình quảng bá là nói dồn cha này mê tín gì đoan tự cho mình là giỏi, thầy không dám làm luôn. Cô hiểu ý thầy nói không? Những gì mà mình chụp hình thấy này kia đó, từ từ tính. Không cần thiết, quan trọng nhất là thấy ông Phật của mình đứng trước mặt của mình mới là tin. Cái ông đó cái mặt giống mình, cái mũi, con mắt, cái miệng, lỗ tai giống mình, y chang như mình, cái tướng giống mình luôn, mà đứng trước mặt mình đẹp hơn mình gấp trăm lần á, thì nên tin. Đó chính là pháp thân của mình đó. Còn những ông Phật khác từ từ tin, không cần gấp. Hả, nhào vô coi chừng đó nha. Đồ giả thiếu gì. Bây giờ hàng giả thiếu gì nó nhái tùm lum ngoài kia cả. Hiểu không? Thời này là thời mạt pháp mà. Mạt tận cho nên hàng giả đầy nhóc. Hiểu không? Từ từ tin, không có gấp. Tin vào đại bi đi. Yeah. Hiểu không? Tin vào ông Phật của mình đi. Chúng ta muốn tu khoa học phải tin vào ông Phật của chính mình. Nhớ không? Nhớ chưa? Còn chuyện gì từ từ tính. A Di Đà Phật. Dạ. Có đồng ý với thầy chưa? Dạ, dạ con sẽ... Hay con mít lòng? Dạ không, con thì con suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại, đừng có nên vội vã nha. Mấy mốt thầy cho cô coi những tấm hình còn linh hơn vậy nữa mà còn chưa tin đó đây nè. Thấy không? Thầy cho coi. Không biết chừng nào, chưa biết. Ok, chả đi, từ từ tính. Hỏi đi, tiếp tục hỏi, bên ngoài hỏi đi ạ. Tự nhiên hỏi đi, đừng có ngại. Mấy huynh, mấy ông, mấy chú. Bạch thầy, cho con xin hỏi một câu. Thầy, trong thời gian con... Dứt khoát một câu thôi nha. Dạ. Trong thời gian con tụng kinh, thầy, con có bị hay bị hôn trầm buồn ngủ. Xin thầy cho con có phương pháp để mà con... Ây Đà Phật, buồn ngủ đi ngủ, hết chuyện. Đừng có ráng gượng làm gì. Sám hối nhiều vô, củ quyền thất tổ còn cho nên nặng nề. Mệt, đi làm mệt mỏi gì ngồi xuống tụng, tắm rửa thiệt sạch sẽ. Rồi ngồi xuống tụng thì kinh, tụng thí dụ mình cảm thấy tụng tới 3 biến buồn ngủ rồi là lạy xong xuôi đi ngủ, ngon lành vậy thôi. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm Trung Quốc, Ngài có nói câu niệm Phật đến khi ngủ thì thôi. Tụng kinh, mệt, đi ngủ, đừng có ráng đọc tầm bậy tầm bạ, nhớ không? Bởi vì sám hối với lại, sám hối cầu nguyện cho quý vị thất tổ siêu sanh tịnh độ và nó đủ, thì sẽ bớt buồn ngủ, nhớ chưa? Sám hối cho nhiều vô. Di Đà Phật, hỏi đi con. Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay con bạch với sư phụ cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Trong câu hỏi của con nó gồm có hai ý. Ý thứ nhất là như thầy vừa nói thì con hiểu được là Pháp Hoa hay là mọi kinh sách gì cũng là phương tiện. Dạ đúng. Và chú Đại Bi cũng là phương tiện. Dạ đúng. Con thì con cũng mới tập tu đi thôi, con không dám nói là con tu tập, tại con chưa có quá trình. Và cũng nhờ thầy thiện chí ở cái cốc này mà con được tinh tấn chút xíu. Thì ngày hôm nay có thầy khai mở ra, con mới hiểu là Đại Bi cũng là một cái phương tiện. Và con đã thuộc được Đại Bi và con trì hằng đêm, nhưng mà có cái là
cái nghiệp của con còn phải đeo bám lắm, con chưa xả được, cho nên con hơi bận bịu. Cái ý thứ nhất con hỏi thầy, ví dụ như ngày hôm đó con bận bịu quá mà con công phu khuya 4 giờ hoặc là con đọc kinh từ 6 đến 7 giờ có được không? Coi như là một ngày một đêm con chỉ được có thu vén được có một thời thôi. Đó là con đọc ngũ bộ chú của thầy với lại cái cuốn của thầy đó, với chú Đại Bi, với lại kinh A Di Đà. Thì đối với con thấy một thời như vậy là đủ sức của con. Tại vì cái nghiệp của con... Bây giờ là Phật con già rồi, thầy dạ. Hiểu ý rồi dạ. Quýnh dạ. Đệ nhớ nè, không phải chúng ta, mình không phải lên tu mà ngồi xuống tụng để trả bài hay trả nợ quỷ thần. Rảnh giờ nào ngồi xuống công phu giờ đó. Mà mình phải biết rằng là khi công phu là phải, mình phải tận dụng cái thời gian ngồi xuống công phu, khoảnh khắc thiêng liêng mà mình cho bản thân mình được an lành hạnh phúc, rất là quan trọng. Ngồi xuống tu bằng cả con tim trí tuệ của mình, lúc đó mới thực sự có kết quả tu học. Không cần phải nhiều, bởi vì hoàn cảnh sống mình nó buộc mình phải như vậy, cho nên những khoảnh khắc đó phải dành hết cho sự công phu nó mới là có kết quả. Đồng thời không phải tu thiệt nhiều mà không có hết tâm hết lòng thì cũng vậy thôi. Nhưng mà đồng thời phải nhớ là khi ngồi xuống tu là đừng có trả bài. Nhớ không? Đi đứng nằm ngồi, bây giờ cô bận quá thì cô đi đâu đó, người cô đầu cũng niệm Đại Bi niệm Phật cũng được. Đi đứng nằm ngồi là tứ thời đều tu được cả, nhớ không? Chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta đi đứng nằm ngồi đều tu được, ngay cả nấu cơm cũng tu được như thường. Rõ không? Chứ không phải chờ ngồi xuống mới gọi là tu, chưa chắc à. Ngồi xuống nghĩ tầm bậy nhiều hơn là đi đứng nằm ngồi đó. Dạ, cái ý thứ hai của con là con muốn nói với thầy là cái nghiệp của con còn đeo bám, tức là cái nghiệp giáo của con á, còn 2 năm nữa con mới là nghỉ hưu. Thì bây giờ dạ, thưa cô, làm việc là phương tiện, có phương tiện sống để có phương tiện tu. Nó không phải là nghiệp, hả, nghề đúng là nghiệp là phải vậy. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đạo rồi á, nó chính là phương tiện tạo ra cho mình có vật chất sống để được tu. Thì chính cái nghiệp đó nó cho mình có cái điều tu, cũng là một điều thuận duyên cho mình. Nếu mà bây giờ cô không có gì, con nhờ xuống tu lấy gì ăn, mà tu không đúng mà nàng na tính thí cho mình ăn nhiều quá, mình tu không tốt là mình mắc nợ. Cho nên bây giờ cô đang có việc làm, phải biết rằng là mình có phương tiện tu là tốt. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Con muốn mở cái ý này để thầy hiểu, thầy giúp giùm con một cái lời khuyên. Tại vì cái nghiệp của con á, là nghiệp dạy, nhưng mà phải nuôi các em nhỏ, cho nên nó dính tới cái sát sanh đó thầy. Thì con đi chợ thì con mua thịt chết á, thịt heo, thì các em đâu có ăn chay như con được. Con thì ủa, giờ con nít mà bao nhiêu tuổi? Dạ, học sinh của con mới 7-8 tuổi. Cho dạ, nên... Di Đà Phật, đứa dạ. Con nít nó đâu biết gì là thịt với cá. Nhưng mà hàng biết ngày... rồi, cha mẹ nó cho ăn từ nhỏ thịt cá, thì bây giờ cô nấu những gì coi như là ăn, ngồi xuống ăn, đừng nói thịt cá nó cũng ăn à. Nó đâu có chê đâu, tự mình chê trong đầu mình thôi. Nhưng mà bây giờ đứa con nít mới biết ăn nè, nó biết cái gì là thịt cá, nói nghe coi. Phải cha mẹ thương con mình quá, cái ăn ngon, cái miệng mình ngon mà, đút đi ăn ngon lắm con, ăn ngon lắm quá ăn đi. Thực sự mình đang nhồi nhét chúng sanh vô trong người nó, làm cho trí tuệ thiêng liêng nó mất đi, Phật tánh nó chết đi. Là cha mẹ là lỗi lầm lớn nhất, là thủ phạm giết chết Phật tánh của con mình đó. Nhưng mà con có phụ huynh, thành ra con của họ thì ăn mặn, mà con ăn chay thì con phải nấu, phải nêm, là nêm bằng cái nước dùng của con á, thì các em nó vẫn ăn được. Nhưng mà còn 2 năm nữa thầy nên khuyên con là bỏ nuôi chỉ dạy thôi, hay là vẫn nuôi các em mà ăn thịt cá chết được? Thầy không dám xíu cho chuyện nghiệp của cô, vậy là Phật biết tự quyết định đi, thầy không dám làm việc đó. Vậy là nghiệp của cô mà hỏi thầy sao được, thầy đâu có quyền xí vô, chư Phật đâu xí nghiệp của ai đâu, thầy bắt trước các ngài đâu dám xía, cô muốn làm sao cô làm đi. Dạ, vậy là Phật tự lo. Dạ, đi cảm ơn thầy. Dạ. Cứ nấu đại vậy đi, nghe nè, mỗi ngày giảm chút tự quyết định, với bắt chứng gì phải lo âu sầu não cái chuyện nấu mặn. Cái ngày chút dần dần, cái nó có chút xíu thịt thôi, lâu lâu cái cho nó cái màn vậy thôi, cái mùi chút xíu vậy thôi, nhúng lấy ra rồi lo dữ vậy. Kệ cha nó đi. Cái em là các em phải ăn mặn, phụ huynh không có chịu. Kệ đó, nói chuyện với phụ huynh họ đi rồi. A Di Đà Phật, nói chuyện với thầy cũng vậy à, thầy đâu giải quyết được đâu. A Di Đà Phật đó cô, đừng có lo âu cái chuyện đó quá, kệ nó, làm thầy tự nhiên đi rồi con, về sám hối cho nhiều vô. Hiểu ngay cái chỗ mà hồi hướng á, xin thầy giải dùm ngay cái chỗ hồi hướng. Nói lại đây con, mở lên. Con chưa hiểu rõ ngay cái chỗ mà sao mình khi mà mình tụng kinh xong á là hồi hướng á thầy. Dạ thưa, mình đem tất cả những cái công đức phước đức mình làm được á, mình chia sẻ lại cho bá tánh chúng sanh, cúng dường chư Phật. Đó là đem tất cả 10 thứ cho hết tất cả rồi. Hiểu không? Hiểu chưa? Không hiểu à? Cô tụng kinh là phước đức đúng không? Dạ. Có
tụng kinh là ví dụ như trong gia đình của mình á, thì giờ hai vợ chồng nhưng mà ông xã thì chưa có, cũng quay đầu nhưng mà chưa có tụng kinh được. Dạ ăn chay thì rằm tháng giêng thì cả gia đình ăn chay một cái rằm. Cô ăn chay chưa? Dạ ăn chay thì một tháng. Chay trường chưa? Dạ chưa. Mà dám tụng pháp hoa đó là phạm luật rồi. Dạ thì đó dạ, chính là chính bữa nay phạm cho luật nên con mới dạ. Mạnh dạng con hỏi thầy dạ. Có đó đúng hay sai đặng con ngay cả địa tạng cũng phải ăn chay, ngay cả chú Lăng Nghiêm cũng phải ăn chay, không chỉ là pháp hoa là đại thừa. Dạ. Vua của các kinh không ăn chay, ông vua bẻ họng đó. Dạ. Nhớ không? Dạ, cho nên là con hỏi là thầy giảng dùm cái ngay chỗ hồi hướng, tại vì nói dạ là... thưa mình đem tất cả công đức hồi hướng cho huynh đệ ba tánh chúng sanh khắp nơi được ăn lành hạnh phúc ấm no, hướng cho chư Phật mười phương pháp giới mười phương. Tại vì có Phật tử nói con là con tụng kinh xong là con hồi hướng công đức đó cho ông xã của mình, con không hiểu cái hồi hướng cái đó là sao. Đem tất cả những công đức lợi lạc mình tu tập gửi cho ba tánh mình, chúng sanh. Thay ông xã mình tụng kinh rồi mình cho. Dạ không, ông xã lấy tư cách gì nhận mình thay ông xã, mình còn dạ, ăn mặn đó. Đi mà thay ai? Dạ đúng rồi đó. Con mình chưa xong nữa mà thay ai? Cái chỗ đó đó cho nên là có Phật tử. Cho nên từ giờ đi không có tụng nữa, tụng đại bi ăn mặn cũng muốn chết lên chết xuống rồi chứ tụng pháp hoa. Mà nghe lời thiệt là lạ lùng. Cái này thì tại nghe. Ngồi xuống đi, tại đâu cũng được hết á. Mà ăn chay rồi tụng kinh đi, phước báo nhiều hơn, cho bớt tạo tác nghiệp ác. Như là Phật đem hết tất cả những công đức lợi lạc này hưởng cho ba tánh chúng sanh, hưởng cho mười phương pháp giới, nhớ không? Cứ làm vậy đi, cứ nói đại vậy đi, ai nhận được nhận. Mấy thầy kia đi cúng chẩn tế vậy nữa, cúng xong Phật tử hỏi, thưa thầy, thì cúng giờ có siêu không? Nói, tao cúng thì cúng, còn siêu không chuyện của nó. Bởi vì mấy ông đâu biết siêu hay không siêu. A Di Đà Phật, chúng ta còn được 15 phút để đàm đạo với nhau huynh đệ. Những gì mà trung đạo nói mục đích chính là đánh vỡ sự cố chấp, bướng bỉnh mê lầm mê chấp của mình, để cho huynh đệ thấy tất cả chúng ta đang có đây đều là phương tiện để tiến hóa. Trung đạo với thầy thiện chí cũng là phương tiện cho huynh đệ thôi, chứ không phải là cứu cánh huynh đệ đâu, nhớ không? Mục đích chúng ta là giải thoát, cho nên các thầy, các sách vở đều là phương tiện ban đầu cho mình, nhớ không? Chứ nó không là gì cả, đừng có quan trọng hóa vấn đề, nhớ không? Đừng quan trọng hóa vấn đề. Cái gì tất cả mấy cái quan trọng nhất trung đạo là, quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Không gì người tu mà quan trọng thấy ghê quá. Thấy không? Tụng cũng kinh được nhiêu mà ra đường làm thấy gớm. Trời đất ơi. Nội tụng kinh không muốn làm ông trời rồi. Giờ thầy hỏi vấn đề vậy nè. Hoa Nghiêm là vua các kinh. Pháp Hoa là vua các kinh, vậy ai là quân? Mình là quân á, cho nên mấy cuốn kinh nó mới khiển mình tụng hoài. Hoa Nghiêm cũng là vua mà, Pháp Hoa là vua, rồi kinh khác là vua, vậy ai là quân sĩ? Thằng nào cũng là vua hết trơn á, hiểu không? Hiểu ý thầy chưa? Người thế gian viết mà, nếu mà mình tụng kinh này mình là vua của tất cả. Nhào vô đi sẽ thấy cái địa ngục ở đâu. Chúng ta muốn đập vỡ cái sự chấp kiến, chấp ngã mê lầm huynh đệ, để nhìn thấy tu mà mê muội sẽ đi vào địa ngục. Tu phải khoa học, phải biết cái gì là không trúng, cái gì là trúng, cái gì là niết bàn, cái gì là địa ngục, cái gì là từ bi, cái gì là ác độc. Như vậy huynh đệ mới tiến hóa được, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hỏi đi con, cầm chi không hỏi. A Di Đà Phật. Thưa bác, mạnh dạng lên hỏi. Dạ thầy, con bạch thầy, thầy cho con hỏi câu hỏi là con của con hiện nay nó học lớp 12 rồi, nó học bài nhiều lắm. Cái từ 11-12 giờ thầy tới 1 giờ sáng nó có nghe âm thanh lạ trong không trung á thầy. Thầy thì nó nghe tiếng rên, tiếng la, tiếng khét đồ này kia. Con xin hỏi thầy là vậy có lúc em học bà có thấy em học bài không hay nó chơi game? Con học giỏi lắm thầy. Ừ. Nó lo học lắm. Nó học lắm này là nó nói thầy con tin tưởng con lắm mà. Dạ. Dạ. Nó đang học mà sao mất chứng gì nghe tiếng la tiếng hét. Dạ, vũ trên phi đó thầy. 11, 12 giờ nhất là 12 giờ với lại 1 giờ á. Là lúc nào mà ngày nào cũng nghe hả? Cứ thỉnh thoảng là 3-4 ngày nghe một lần, 3-4 ngày. Nó mệt mỏi quá đó bà. Nó mệt mỏi quá cái đầu á. Bây giờ huynh đệ lắng nghe cái điều này là nó có thật. Cái luồng năng lượng của mình á, mình tu Phật á, năng lượng rất là lớn. Cái năng lượng nâng cao chừng nào thì tâm thức mình cao chừng đó. Tâm thức mình cao á, mình sẽ nhìn được cái cảnh giới của chư Phật. Bây giờ mình mệt mỏi quá độ, buồn phiền, đau khổ,
năng lượng nó quá thấp, nó hạ thấp xuống một chút xíu nữa thì mình gần gũi với cõi giới âm linh. Thành ra mình nghe những tiếng la hét khóc than, mình thấy những con ma đi chung quanh với mình đó, là bởi vì cái năng lượng mình quá cạn, mình gần gũi với cái tần số của nó, mình thấy được nó. Con của bà quá ư là mệt mỏi cho nên nó nghe như vậy đó bà. Khi nó khi mệt kêu nó nghỉ ngơi đi nha, đừng có cố gắng quá nhớ không bà. A Di Đà Phật, rồi chúc bà may mắn nha. Thầy biết tại sao một cụ già 78 tuổi bên Mỹ đó, ông khỏe thì không sao hết á, ông mệt chút xíu là ông thấy ba thằng bốn thằng mễ nửa đêm đi vô nhà ông đi tới lui, ông nói chuyện nó không trả lời, mà cứ dài ba tuần cũng thấy vậy á. Thầy tới thầy cúng xong rồi thì mới giải thích, thì ra là khi mà ông mệt mỏi quá đó, cái năng lượng tần số xuống thiệt là thấp, mình gần gũi với năng lượng của họ, tần số mình thấy họ, nhớ không? Mình sẽ gọi là cảm ứng được cái tần số mình thấy họ, mình nghe được họ, nhớ không cô? Ở Di Đà Phật, huynh đệ tu á là nâng cao tâm thức mình lên, cái năng lượng cao hơn nữa, lúc đó mình mới có cơ hội nhìn được chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Còn nếu mình tu mình thấy ma không là coi chừng đó, nó tới nó dạy mình hoài là mình coi chừng nó, nhớ không? Nhớ chưa? Nam Mô Di Đà Phật. Coi như là hôm nay là cái buổi sáng á, chúng ta chia sẻ về cách tụng thôi. Chiều nay thầy sẽ hướng dẫn huynh đệ niệm để như thế nào được lợi lạc trong đời sống tu học, lợi lạc gì cho bá tánh chúng sanh, lợi lạc gì cho gia đình, cho con cái, cho vợ chồng của mình. Thì chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục buổi giảng. Chiều nay mình giảng mấy giờ thầy? Dạ thưa 1:30 chúng ta quay trở lại. Bây giờ huynh đệ nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn uống rồi nghỉ ngơi xong rồi 1:30 chúng ta quay trở lại tiếp tục bài giảng là niệm, để cái bài giảng chúng ta tụng niệm nó tròn đủ. Trung đạo cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ, đồng thời những gì trung đạo nói với huynh đệ là mục đích là đánh thức cái tâm linh huynh đệ dậy, chứ không có phê phán chỉ trích huynh đệ, nhớ không? Không có ý đồ gì hết nha. Mong rằng huynh đệ phải tiếp nhận sự chia sẻ này, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bây giờ chúng ta bắt đầu ngồi xuống tụng kinh cầu nguyện trước. Hôm nay mình tụng để làm gì? Mục đích mình tụng kinh để làm gì phải nói ra nha. Tụng kinh để diệt trừ tánh tham, tánh sân, tánh si. Tụng kinh để giải trừ bệnh tật. Tụng kinh để giải trừ oan gia trái chủ. Tụng kinh để giải trừ nghiệp chướng. Tụng kinh để phát triển trí tuệ. Những điều này cần thiết nhất, cần thiết nhất trong việc tụng học. Mục đích mình tu để làm gì? Mình ngồi xuống tụng kinh để làm gì? Có mục đích không? Có không? Dạ, đó là cái mục đích mà chúng ta phải đạt tới. Ta phải nói ra những gì cần thiết. Hôm nay con tụng, thế dạy tụng. Thứ nhất con tụng kinh cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo. Tụng kinh cầu cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ, sáng suốt, học đạo, tinh tấn, để có cơ hội làm việc cho ba tánh chúng sanh với lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Đó là mục đích. Chúng ta ngồi xuống tụng kinh. Những gì mình vừa cầu nguyện xong, mình đặt hết tư tưởng mình vào tụng. Khi tụng, phải lắng nghe tiếng tụng. Đây là chìa khóa để giúp cho tạp niệm vọng niệm không khởi. Là phải lắng nghe tiếng tụng của mình. Mình lắng nghe tiếng mõ. Nhờ lắng nghe như vậy cho nên nó bận rộn. Nó không có nghe bên ngoài. Nhờ không nghe bên ngoài cho nên cái này nó không có bị ảnh hưởng. Nhớ không? Cái này mà nó nghe tiếng tụng hoài thì bên ngoài đâu còn nghe nữa. Nhưng mà hay cái chỗ là khi chúng ta lắng lòng để nghe tiếng tụng, tiếng mõ của mình á, thì đặc biệt khi mình chỉ nghe tiếng tụng của mình và tiếng mõ thôi, thì tự nhiên tiếng động bên ngoài nó không còn tác động được đến mình, bởi vì mình tập trung cao độ. Cho nên chúng ta phải tập ý thức, tập trung lúc chúng ta đang tụng niệm, để chúng ta lắng nghe chính tiếng tụng của mình, để mình giải trừ sự giải đãi, giải trừ cái tạp niệm vọng niệm nó sẽ tấn công mình. Nhờ tập trung cao độ như vậy cho nên mình mới ý thức được là mình đang làm một việc thiêng liêng, là ngồi xuống tụng kinh học đạo. Bây giờ huynh đệ có tụng, có lắng nghe tiếng tụng của mình bao giờ không? Có không? Dạ. Khi mà mình lắng nghe ngộ lắm, là chỉ mình chỉ biết mình đang ngồi với cái mỏ, với cái chuông đây thôi. Tất cả tâm hồn mình đều vào trong này, lúc đó mới thực sự là người tu chân chính đó. Lúc thì cái thời điểm này là thời điểm thực sự là thiêng liêng với chính người tu. Bởi vì mình chỉ biết một việc duy nhất thôi. Khi có người ta đặt trọng tâm vào một việc duy nhất, còn có nghĩa là có người ta
đang ý thức rằng mình làm một cái việc gì đây. Tu là phải tỉnh thức, có nghĩa là mình đang biết mình đang làm gì, đúng không? Đó, lúc đó chúng ta mới gọi thực sự là chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền là mình biết mình đang làm gì trong cái khoảnh khắc này, trong cái thời điểm này. Đó thực sự mới gọi là tụng. Tập trung tư tưởng lắng nghe tiếng tụng, tiếng niệm của mình thì giúp cho tam nghiệp mình được thanh tịnh. Rất hay cái chỗ là khi chúng ta tập trung tư tưởng cao độ thì ý của mình nó không có nhảy lung tung, mà cái tâm mình á làm chủ của cái ý thức là mình đang tụng niệm, để giúp cho ý tưởng không nhảy lung tung. Cho nên thầy nói câu là dùng tâm làm dây cương để cưỡi con ngựa ý. Cái tâm mình ý thức, bắt thằng ý phải lắng nghe tiếng tụng, tiếng niệm, thằng ý phải chạy theo cái bài kinh đó. Thì trong nếu mà mình làm được như vậy một ngày chút, mà nhiều ngày rồi, tự nhiên khi mình ngồi xuống tụng kinh, tạp niệm vọng niệm không có cơ hội khởi giấy. Đó là chìa khóa đó. Còn nếu mà mình tu mà ngày nào cũng tu mà tạp niệm vọng niệm hoài, là chắc chắn mình sẽ không đi vào, không thể nào mà có cơ hội nhập pháp được. Bởi mình không lắng nghe tiếng tụng của mình. Mà không phải riêng mình lắng nghe của mình đâu, những huynh đệ chung quanh cũng lắng nghe tiếng tụng của mình đó. Mà những người có tâm tu học bên cạnh cũng lắng nghe tiếng tụng của mình đó. Cho nên nếu mà mình tụng đúng mức, mình tụng bằng cả con tim trí tuệ, bằng cả tấm lòng. Cái giọng của mình á, ngày xưa tụng rất là dở, mình tụng riết, cái giọng mình dần dần nó chiêu cảm được rất nhiều sự vật chung quanh. Ngay cả chim chóc, rắn, rít, bò cạp, tất cả mọi thứ đều chiêu cảm được hết. Đại bi nó có công năng lớn như vậy luôn. Mà mình đã tập trung tư tưởng cao độ rồi, tất cả những cái chung quanh đều bị chiêu cảm bởi cái giọng tụng của mình, bởi cái trí tụng của mình, bởi cái ý tụng của mình, bởi cái tâm tụng của mình. Cái luồng dao động, cái luồng năng lượng cơ thể mình nó phát ra rất là lớn, nó chiêu cảm rất nhiều sinh vật chung quanh để tới cùng mình tu học. Mình tạo rất là nhiều phước đức trong việc tụng, rất là nhiều luôn. Nếu mà huynh đệ tụng kinh đúng mức á, huynh đệ tạo phước là gọi là phước của vô lậu. Tụng kinh là tạo phước vô lậu. Thấy chưa? Nếu mà thực sự mình ý thức được mình đang tụng một bài kinh này lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, là phước vô lậu đến với cuộc đời của mình, mà phước vô lậu là trường tồn vĩnh cửu. Còn nếu mà đi làm phước, đi làm việc này việc nọ cho bá tánh chúng sanh, là phước hữu lậu. Mình cho tiền, cho bạc, cho vật chất, thì tiền bạc vật chất sẽ quay trở lại với mình theo cái luật nhân quả. Nhưng cái phước hữu lậu nó không có trường tồn vĩnh cửu giống như là phước vô lậu. Phước vật chất luôn luôn là nó ngắn hạn. Còn phước tâm linh là phước vô lậu, luôn luôn nó trường tồn, bền bỉ, lâu dài. Huynh đệ có thấy rõ điều đó không? Chúng ta tụng kinh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh. Khi chúng ta tụng làm lợi lạc rất nhiều sinh vật chung quanh, lợi lạc cho những người chưa siêu đang ngồi chung quanh để lắng nghe chúng ta tụng. Khi chúng ta tụng hết lòng thì mình có thể giúp được âm sẽ siêu, những người chung quanh còn sống sẽ thảnh thơi, vui vẻ, hạnh phúc. Nó gọi là âm siêu, dương thới. Đó là công năng của đại của tụng kinh đó. Đó là cái công lực của tụng kinh đó. Chỉ có tụng thôi đó mà đến độ như vậy rồi, không chỉ chúng ta còn làm những điều lớn hơn nữa. Và khi chúng ta tụng ngày nào những ngày đó càng lúc càng tăng tiến, càng lúc càng tăng tiến, thì cái phước đức nó càng lúc nó càng dày, càng lúc càng dày. Nó tăng theo cái công phu của mình tu tập lâu dài, thì công năng, công đức, công phu mình nó càng dày, càng cao, càng mạnh. Mà tụng nhiều, tụng đúng, sống đúng thì tự nhiên bệnh tật sẽ tiêu trừ. Tại sao? Khi chúng ta tụng đại bi đó, cái luồng năng lượng cơ thể mình phát triển rất là nhiều. Mình tự phát triển cho mình trong lúc tu học, đồng thời chư Phật phóng quang tiếp điển cho chúng ta, thì luồng năng lượng của chư Phật cùng năng lượng của mình nó phát triển mạnh mẽ trong cơ thể này. Thì trong cơ thể mình nó có một cái hệ thống miễn nhiễm rất là hay. Hệ thống này luôn luôn nó hoàn toàn nương tựa vào cái luồng năng lượng của cơ thể mình. Nếu luồng năng lượng cơ thể mạnh mẽ thì hệ thống miễn nhiễm mình rất là mạnh, cho nên bệnh tật không thể nào tới gần được. Rất là khoa học ghê lắm luôn đó, chứ nó không có vẻ vì trừu tượng hay là huyền bí gì hết. Mình càng tụng nhiều, cơ thể mình năng lượng càng lớn, thì hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ,
thì dứt khoát bệnh tật không thể nào có được. Tụng kinh phải hiểu như vậy thì mình tu mới là khoa học, chứ không có tu mù mờ. Hiểu rõ ràng như vậy mình tu mới tiến hóa được. Mà luồng năng lượng càng lớn thì trí tuệ càng sáng. Bởi vì được nuôi dưỡng bằng những tư tưởng an lành, bằng những luồng năng lượng trong sạch tinh khiết, thì những tế bào não được nuôi dưỡng bằng những luồng năng lượng trong sạch tinh khiết, tế bào não sẽ mạnh mẽ và phát ánh sáng. Lúc đó cái đầu chúng ta sẽ có cái hào quang. Nhưng mà mình không có đủ mắt để nhìn thấy, nhưng những vị khác nhìn sẽ thấy cái ánh sáng lớn hay nhỏ tùy vào công năng tu tập nhiều hay ít. Quý vị có thấy chưa? Thấy rõ ràng cái sự tụng niệm nó có cái kết quả như thế nào chưa? Mình không có biết đâu, không có ai chỉ đâu đúng không? Đâu có ai chỉ huynh đệ như vậy đâu đúng không? Chứ cứ tụng đi, tụng đi, tụng đi, không tụng đi đâu. Phải không? Tụng mà tụng đi đâu? Mục đích tụng kinh là gì? Mục đích của mình muốn tụng kinh là gì? Mình phải nói rõ ràng mình mục đích của mình tụng kinh để làm gì, ngồi xuống tu để làm gì, mới thực sự có mục đích thì chúng ta sẽ không bị đi lạc. Nếu huynh đệ mà tu không mục đích mà tu a dua hay là theo cái kiểu mà gì phong trào á, thì dứt khoát huynh đệ lãng phí cuộc đời của mình, lãng phí sự tu học, lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, bởi mình tu không có mục đích. Bây giờ mình biết tu có mục đích chưa? Mục đích mình là gì? Hả? Việc đầu tiên là để giải trừ bệnh tật, thân khỏe, tâm an, trí tuệ, sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố vững mạnh. Đó là mục đích. Và trong lúc chúng ta tu để không bệnh tật, bồ đề tâm kiên cố, tự giác. Mà đã tự giác rồi, mình phải có cái hạnh giác tha. Nếu mà mình giác tha, tức là mình làm việc cho bá tánh. Nếu không có cái hạnh giác tha, thì dứt khoát mình không giác hạnh viên mãn được. Rõ không? Rõ không? Có dễ hiểu không vậy? Dạ, với Đạo Phật. Rồi cái tụng không thôi đó. Tụng ngồi xuống an lành để tụng kinh. Tụng, 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 tụng. Xong bắt đầu thân tâm mình đó, được an lành, được an tịnh. Lúc đó mới ngồi xuống yên tĩnh trở lại. Ngồi hít sâu thở dài niệm Phật. Thầy sẽ nói cái chuyện niệm Phật sau. Bây giờ chúng ta nói về cái tụng không thôi. Trong cái tụng chúng ta tạo không biết bao nhiêu phước, mà hầu như tất cả chúng ta đều không ý thức rằng chúng ta đang tạo phước. Nếu mà chúng ta tụng với cái tâm an lành hạnh phúc, cầu mong sự lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng lợi lạc cho phần âm, lợi lạc cho phần dương, thì chúng ta đang tạo tác phước không những cho âm, cho dương. Đó là ý thức của mình đó. Tại đó không phải mình tụng kinh một mình đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ngồi xuống trước chánh điện tụng chỉ có một mình, không có đâu. Xung quanh mình còn có cửu hiền thất tổ, trong nhà mình còn có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, những người sống mà. Còn chưa kể những người quá vãng mà thấy con mình ngồi xuống tu học á, họ cũng được phước. Cho nên các ngài mới nói câu là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Huynh đệ thấy mình tụng kinh chưa? Nếu mà mình tụng kinh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh của mình trong hiện tiền ngay bây giờ đây, thì cửu huyền cũng được giúp đỡ siêu sanh tịnh độ nữa đó. Huynh đệ thấy cái lợi lạc vô cùng chưa? Có ai chia sẻ hướng dẫn huynh đệ giống như vậy chưa? Thế nên huynh đệ tụng kinh chỉ tụng thôi, chứ không biết là mình có ý thức mình đang tụng cho ai, đang giúp đỡ cho ai, mình chưa biết. Bây giờ trung đạo chia sẻ huynh đệ điều này á, về bắt đầu tụng kinh, ngồi xuống là phải tụng như thế nào để được lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho phần âm, lợi lạc cho gia đình, lợi lạc cho cửu huyền thất tổ, chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là người biết tụng kinh. Mà há tụng cái bài kinh mà mình đang tụng đó, mình phải sống trong cái bài kinh đó luôn, mà sống bằng cả con tim trí tuệ trong cái bài kinh mình tụng, lúc đó mới thực sự gọi là nhập pháp. Mình rất là hạnh phúc, an lạc để được tụng kinh. Vậy khiến chúng ta có cảm giác an lạc, hạnh phúc trong lúc tụng kinh, lúc đó chúng ta mới thực sự có cơ hội nhập vào cái pháp chúng ta đang tu tụng. Nó có khó quá không? Thầy nói có khó hiểu không? Dạ. Thầy cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để hướng dẫn huynh đệ cùng với trung đạo tu tập để tiến hóa. Trong cái phước báo của sự tụng niệm của mình á, tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để giúp cho con người ta ngồi xuống đây để giải trừ. Giải trừ cái gì? Giải trừ sự mê lầm, giải sự mê chấp, giải trừ sự mê tín.
giải trừ những ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp cuộc đời của mình. Bởi chúng ta quá ư là ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp cho nên chúng ta tạo tác nghiệp, không biết bao nhiêu nghiệp báo. Vì chúng ta ngồi xuống tụng, chúng ta giải trừ những cái ngoan cố, cố chấp, bướng bỉnh đó, giải trừ những cái mê tín tà kiến. Nhờ vậy chúng ta mới đi vào chánh pháp được. Chúng ta sẽ giải thích chánh pháp với tà pháp là gì sau khi mà giải thích cái niệm Phật xong. Chúng ta đang vẫn còn trong cái phần tụng. Thì chiều nay trung đạo, hôm nay nói về buổi sáng này nói tụng thôi, còn buổi chiều là thầy nói về niệm. Thì chúng ta tụng, nội cái tụng không trung đạo đó làm lợi lạc không biết bao nhiêu năm trời. Ở Sài Gòn mình có một vị mới xây cái thất thôi, mà cái thất của người ta mười mấy năm chưa có được chứng chùa. Mà cái vị này còn khoảng chừng 41, 42 tuổi, dựng cái thất lên, tụng không ngừng nghỉ, chưa được 3 năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chấp nhận cho làm chùa. Mà trong khi người ta mười mấy năm chưa có được làm chùa, mà vị này mới tụng có mấy năm liên tục. Ngày mùng 1 Tết ông ngồi tụng Pháp Hoa, mùng 2, mùng 3 tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa không ngừng nghỉ. 3 năm sau Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng nhận là thành chùa, bây giờ sinh hoạt theo chùa chứ không còn là thất nữa. Thế thấy cái phước đức ghê chưa? Bây giờ chúng ta cũng vậy, thầy Thiện Chí đây cũng vậy đó. Bản thân của thầy phải ngồi xuống tu tụng miên mật hơn, để cho cái đầu của thầy nó sáng hơn, cái trí tuệ thầy nó mở mang nhiều hơn, để tiếp nhận sự dạy dỗ của chư Phật nhiều hơn, để cho cái thất này nó mở mang hơn, chiêu cảm nhiều huynh đệ về tu học hơn, để chúng ta cùng phát triển đời sống tâm linh của mình. Cho nên bản thân của vị trụ trì cũng phải tu tụng cho giỏi vô để dẫn chúng. Thầy phải ngồi xuống tụng kinh chung với huynh đệ luôn, để thầy và huynh đệ cùng phát triển. Giống như trung đạo đi qua tới Nhật là ngồi tu tụng với người ta là một ngày ba thời y như vậy. Mình ngồi tu thì huynh đệ tu theo, thì cái luồng năng lượng nó mạnh mẽ vô cùng. Nó tạo ra rất nhiều điều phước, phước báo an lành cho cái vùng này luôn, cho cả cái vùng này luôn, cho cả những người dân sống trong vùng này, cho cả tất cả sinh vật sống trong vùng này. Tụng kinh cái lợi lạc nó lớn như vậy luôn đó. Bây giờ huynh đệ có thấy cái tụng kinh nó quan trọng cỡ nào chưa? Hồi đó trung đạo biết tụng đại bi, trung đạo có kể đi kể lại nhiều lần, chỉ cầu có một cái am thôi, am nhỏ hơn vậy một chút, tụng 3 tháng trời, đúng 3 tháng trời chỉ có một câu thôi, con muốn có cái am để được đi tu. 3 tháng sau bà chị mua cho một cái nhà rách nát rồi sửa sang lại xong xuôi thành cái am. Chỉ có 3 tháng mà thôi đó. Bởi cái nguyện của ngài là nếu con trì tụng đại bi mà sở nguyện con không được như ý, ta không thành tính đẳng chánh giác. Trung đạo dựa vào lời đó là đầu tắt mặt tối một ngày 6 thời để 3 tháng sau được một cái am để được tu đó. Tu mấy năm sau mới xuất gia. Huynh đệ thấy chưa? Trung đạo làm được thì huynh đệ làm được. Chúng ta tại sao những gì chúng ta cầu nguyện không được như ý, hay là lâu lâu mới được? Bởi vì cái nguyện của mình không đủ mạnh mẽ, cái nguyện lực mình không đủ sức. Khi mình tập trung tư tưởng cầu nguyện một điều gì đó, mình phải hết tâm tư trong lời cầu nguyện và một điều mà thôi, thì chắc chắn huynh đệ sẽ được như ý trong cái lời nguyện đó. Thì cái lời nguyện của ngài Quán Thâm Bồ Tát không phải là nói ngoa để cho qua chuyện, không có. Bởi chúng ta thực hiện không đúng cái lời nói của ngài, cho nên những lời nguyện chúng ta không đắc thành, chúng ta mất cái lòng tin. Bởi vì mình cái nguyện mình không đủ lực, gọi là nguyện lực. Muốn cái lời nguyện mình phải được như ý, chúng ta phải tụng niệm miên mật, năng nổ trong đó, thì chắc chắn trong 100 ngày thôi, lời nguyện của huynh đệ sẽ được đắc thụ. Huynh đệ ở đây có huynh đệ nào làm được điều đó chưa? Giơ tay lên coi. A Di Đà Phật, chúc mừng con nha. Chút nữa con chia sẻ với huynh đệ không? Ha. Cũng muốn chia sẻ, chút nữa con chia sẻ ha. Con tên gì? Minh Ngọc. Cô Minh Ngọc, cô tụng kinh dạy bây giờ thầy mới nói thì cô cũng đắc được những lời cầu nguyện của cô như vậy. Không phải một người, một vị này đâu, rất là nhiều vị ngồi đây cũng có. Bởi chúng ta không chịu tụng nguyện theo cái nguyện lực mạnh mẽ đó, thành ra cái lời nguyện chúng ta không được như ý, là lỗi của mình chứ không phải lỗi của Quán Thâm Bồ Tát. Phải biết tất cả những gì chúng ta cầu mong mà không được như ý là lỗi của chúng ta chứ không phải của chư Phật. Nhớ không?
bởi chúng ta không biết cách cầu nguyện. Trong lúc mà giảng về tụng, trung đạo sẽ hướng dẫn để cách cầu nguyện trong khi tụng. Muốn cái lời nguyện mình được như ý, ước nguyện mình được tụ thành như mong muốn, chúng ta phải tập trung tư tưởng vào một điều mà thôi. Đừng có cầu tùm lum hết. Khi chúng ta nghĩ một lúc nhiều chuyện như vậy thì cái tập trung của mình không đủ lực. Cầu một điều thôi, đây là lời dạy của các ngài. Khi con mong muốn một điều gì, con phải để hết tâm tư trí tuệ sức mạnh vào lời cầu nguyện. Chỉ một điều mà thôi. Khi điều này xong rồi, khi cầu nguyện xong, việc còn lại của chư Phật. Ở đâu, khi nào, lúc nào, chuyện đó của chư Phật. Khi cầu xong, mình biết rằng mình đã được. Đó là cái nguyên tắc cầu. Hà nói ra xong rồi, biết rằng mình đã được. Chuyện còn lại, khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Nhớ không? Không được nghi ngại, phải đi tuyệt đối tin tưởng vào lời cầu nguyện của mình. Tuyệt đối không được nghi ngờ và sợ hãi. Tuyệt đối luôn, hả đã mở miệng cầu nguyện rồi, phải tin chắc rằng lời cầu nguyện mình đã được đáp ứng. Cái chuyện xảy ra khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Mình đã làm tròn lời của mình là cầu nguyện, việc còn lại của chư Phật. Cho nên không được xía vào cái chuyện của các ngài, không được nghi ngờ, không được sợ hãi. Đó là nguyên tắc cầu nguyện. Thì chúng ta ngồi xuống tụng đại bi, để tâm tư vô tụng với cái lời nguyện của mình. Chữ mà nói ra mình muốn cái gì, biết chắc rằng khi mình nói ra mình đã được chấp nhận. Rồi có chuyện còn lại chư Phật lo. Ở đây có ai dám ngồi xuống tu, tu hết mình đi, chuyện còn lại để chư Phật lo chưa? Có chưa? Cứ tu đi, chuyện còn lại chư Phật lo. Có dám làm không? Nếu mà dám làm, chư Phật dám lo. Còn nếu mà không có làm mà cái tụng rề rề á, để chư Phật no, mà mình không no. Hiểu ý thầy chia sẻ không? A Di Đà Phật, dạ. Trong cái tụng thôi, một chút, một tụng một bài kinh thôi, huynh đệ tưởng tượng một ngày sáu thời mà không biết bao nhiêu biến, mà không có biết là mình tụng bao nhiêu biến. Không có hồi đó, họ không biết cái này. Hồi đó mới biết tụng đại bi, không biết cái này, không biết cái chuông, không biết cái mỏ. Bởi vì bản thân trung đạo là người công giáo, nên không biết sâu chuỗi, không biết, không biết xài, không biết chuông, không biết mỏ, không biết vô chuông, vô mỏ. Chỉ có một chiếc đũa với cái nền nhà thôi, để làm nhịp. Mà tụng ngày tụng đêm, tụng làm phiền lối xóm. Mình nghĩ mình tụng lớn thì linh, la cổ họng rống cho to lên. Người ta, mình đâu có biết là mình làm phiền chung quanh. Mình không hề biết, bởi vì mình chỉ biết tụng thôi à. Mình chỉ biết ngồi xuống tụng. Thì mình giống như một người mà bị chết đói nhiều năm, khi được thức ăn á, ngồi xuống nhai ngấu nhai nghiến mà không biết chung quanh mình đang phản ứng. Mà chúng ta, khi chúng ta tụng kinh rất là ngộ, ở bên ngoài mà vui vẻ an lạc với mình á, thì mình tạo phước. Còn bên ngoài bực mình với mình quá đó, kiếm chuyện nói bậy nói bạ là mình tạo nghiệp. Bởi vì mình làm cho người ta có cơ hội tạo nói bậy nói bạ, tạo nghiệp. Trung đạo không có biết mình đã tạo nghiệp rất là nhiều năm. 3 giờ sáng là kêu cả xóm dậy nghe mình tụng, mà cái mỏ mình gõ. Lúc mình có cái am rồi đó, mình có cái mỏ rồi mình gõ đã tay vô cùng, mình đâu có biết là nó bự cỡ nào. Giọng hết ga luôn, có nhiều giọng, có nhiều giọng hoài, không ai chịu nổi, thậm chí nó chọi đá lên nóc nhà luôn. Mình nghe rầm rầm, mình cứ tưởng là chắc mình tụng linh lắm mới có tiếng động bự như vậy. Đâu ngờ nó chọi đá vô nhà mình. Mà mình có khổ cái là khi thầy tu á, thì người ta nghĩ thầy là một người công giáo bị ma ám, bị mê tín cái gì. Người ta nghĩ như vậy, mà đặt thầy không có bạn bè, không có thầy nào chỉ mình, chỉ có người cư sĩ chỉ cho thầy tụng, và thầy ngồi xuống thầy tụng. Thấy nó đã quá thì tụng riết một ngày sáu thời. Bắt đầu biết tụng rồi, bắt có chuông có mỏ ra, bắt đầu lục lăng nghiêm ra. 3 giờ sáng nện mà không ngừng luôn, nện râm. Mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu luôn. Lối xóm nó rủa mình đâu, nó gặp mình thì nó không dám rủa ra mặt, mà nó rủa ở đâu á. Nhưng cái đó mình cũng tạo nghiệp rồi. Mà đặc biệt cái hồi xưa thầy không phải bình thường vậy đâu, cứ một cái hình Phật là một bát nhang. Mà khi thầy lập cái am được á, thì trong xóm thấy mình lập am á, thì những người mà Phật giáo á, họ cho mình cái tượng, cái hình thôi. Hình A-di-đà, hình Quan Thế Âm, rồi hình Quan Công, rồi hình Cửu Thiên Huyền Nữ. Nói chung là thấy hình mà giống Phật là để lên hết. Chính cái bát nhang.
mỗi lần tụng là chín cây nhang như vậy á, là khối nghi ngút mịt mù trong cái am linh lắm luôn, linh mịt mù, linh vô cùng. Mà há tụng vậy chưa đã, phải la la bự lên nó mới linh hơn. Đâu ngờ là bị trúng rủa. Tại vì thầy thực cái dạng mà tu mù tu mò mà tu mê đó, thấy là nhào vô tu thôi, chứ mình không được hướng dẫn đúng kỹ như bây giờ. Huynh đệ còn được trung đạo chia sẻ, mấy thầy chia sẻ, chứ thực sự trung đạo là một người tu mù tu mò. Sau này á, khi gặp các thầy đó mới thọ giới xuất gia mới hiểu được là mình đã tạo tác 5 năm trời, là mình không gây bao nhiêu tiếng oán trong xóm. Thầy công giáo cũng có, đạo này đạo kia cũng có, phải là có Phật giáo, mà không có ai tụng trong xóm thầy, không ai tụng kinh đó, có mình thầy thôi. Nhưng thầy làm loạn cả cái xóm đó lên, rồi người ta thưa công an hoài, nó bắt hoài. Cái tội tụng kinh mà bị bắt mới là lạ đó. Mà mới giải phóng cái tội tụng kinh vì làm phiền lối xóm, gây tiếng động ồn ào, làm cho lối xóm bất ổn đó. Bắt lên bắt xuống, bắt lên bắt xuống. Nhưng mà về tiếp tục tụng mà cũng không có sợ. Tụng kinh đâu có làm phiền ai đâu, phải không? Mình nghĩ vậy, thực sự mình làm phiền vô cùng. Lúc đó mình đang tạo tác nghiệp mà mình không hay biết. Sau khi hiểu rồi là khi nào người ta thích mình tụng lớn một chút, không thích tụng nhỏ nhỏ lại, nhớ không? Để mình đừng có cho người ta phương tiện tạo nghiệp ác. Nhưng mà mình đã tụng đúng mức rồi, cái người có khó cỡ nào mà nghe trung đạo tụng rồi là cũng ghiền như thường. Ghiền luôn chứ đừng nói là thích, ghiền tụng đó. Mình tụng đi sẽ thấy được, mình càng tụng cái miệng mình ngộ lắm. Một cái phàm phu tục tử, cái miệng thế gian, tụng nhiều năm vô thành thần khẩu. Tụng nhiều năm vô yêu thương bá tánh chúng sanh bằng cả con tim, sức mạnh trí tuệ, miệng thành Phật khẩu. Cái miệng này đi tới đâu tụng là âm siêu dương thới. Không phải trung đạo giỏi, nhưng mà vì cái lòng của mình trong tiếng tụng, tiếng tụng trong tấm lòng và con tim, thì tự động tiếng tụng của mình sẽ làm lợi lạc cho phần âm lẫn phần dương. Nó gọi là âm siêu dương thới. Lúc đó mình không có tạo nghiệp ác nữa, mình tạo phước báo. Đó, đó là công phu đó. Thấy chưa? Cái người chưa bao giờ nghe, lấy cái dĩa tụng của thầy về nghe, nói cha thầy chùa này tụng nghe đã ghê luôn. Nói cha thầy chùa luôn đó, đấy, phải không? Tự nhiên họ đâu có biết đâu. Còn bố của thầy là công giáo mà có gốc, nói lâu lâu gặp, hey thầy chùa, lâu lắm không đi nhà thờ với bố á nha, kêu thầy chùa. Thì mà thầy là bình thường, cái chuyện đúng rồi, thầy phải có chùa chứ, nhưng mà thầy chưa có chùa, thầy phải có chùa, phải không? Thầy chùa, thầy với chùa đi chung, còn thầy không có chùa đi lang thang, thầy thiếu phước, cho nên thầy có chùa thầy mới có phước. Cho nên muốn có phước á, chúng ta tụng nhiều bát nhang mà nhang bự bằng bắp tay vậy nè, mà khói mịt mù á, không thấy đường vô á, linh lắm. Rồi Phật xuất hiện trong đơn sương mù mà. Còn thôi mình phải gõ cho lo, cái trống chuông đánh rầm 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 vậy nè, điên đầu điên cổ lên mới linh. Nhớ không? May là nó chưa chận đường, nó đánh sưng cái mặt lên á. Thầy cũng còn phước bởi thầy dữ quá cho nên lối xóm nó ngại, nó không đánh thôi. Hồi xưa trước khi tu là thầy là võ sĩ, trong xóm ai cũng biết thầy là võ sĩ cả, cho nên không dám đánh thầy. Chứ người thường nó đập chết rồi. Cái tội làm phiền lối xóm mấy năm trời. Chúng ta cũng chia sẻ cái kinh nghiệm này nè. Mong huynh đệ nhớ, nếu huynh đệ cảm thấy chung quanh thích nghe tiếng tụng của mình, mình tụng, tụng cho giỏi vô, để mình làm cái phương tiện chiêu cảm huynh đệ mình tới tu với mình. Không? Rồi âm đệ, chung huynh đệ âm linh á, cũng chiêu cảm tới để độ họ được siêu. Bởi vì huynh đệ mà độ được nhiều âm linh siêu á, thì cái đạo hạnh của huynh đệ rất là lớn. Cái phước báo của tụng kinh là vậy á. Mình há nhiều người âm siêu với mình á, đi chung với mình mà được học đạo chung với mình, của Hiền Thất Tổ siêu á, đạo hạnh mình lớn vô cùng. Mà đạo hạnh huynh đệ mà phát triển lớn rồi đó, trí tuệ huynh đệ rất là sáng. Đạo hạnh lớn vô cùng rồi, phước báo rất là dày. Mà đạo hạnh lớn vô cùng rồi, nghiệp lực rất là mỏng. Thấy chưa? Thấy cái lời lạc của cái tụng chưa? Giờ thấy chưa? A Di Đà Phật. Bắt đầu nó đi vô đề rồi đó, là khiến ta tụng kinh đúng mức rồi, độ rất là nhiều âm linh, độ luôn Cửu Hiền Thất Tổ. Lúc đó người ta nói là nhất nhân chứng đắc Cửu Hiền Thăng là vậy. Quý vị tụng giỏi Cửu Hiền trong nhà được siêu sanh tịnh độ, thì con cháu, anh em, cha mẹ trong nhà, công ăn việc làm đều được hưng thạnh, bởi vì Cửu Hiền đã siêu. Đồng thời bên cạnh đó, nhiều âm linh bên cạnh nghe
tá túc ở trong nhà mà được nghe mình tu tụng, họ cũng siêu theo được sự tu tụng của mình, thì phước báo mình sẽ cao dày, đạo hạnh mình sẽ cao dày. Mình để thấy cái lời lạc của tụng kinh chưa? Nó đưa chúng ta đến một cái mức mà chúng ta không ngờ được. Từ một cái phàm khẩu vô tri vô giác, ăn nói tầm bậy tầm bạ, muốn ăn là ăn, muốn chửi là chửi. Và chúng ta dần dần chúng ta không dám nói bậy nữa, sợ tạo nghiệp. Cái miệng mình dần dần hiền lành, trở thành thần khẩu. Rồi dần dần tụng riết riết, trên chục năm sau mà tụng đúng mức á, thì cái miệng mình trở thành Phật khẩu. Nước miếng sẽ thơm và ngọt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Nước miếng rất và ngọt và thơm. Nếu huynh đệ làm không đúng mức thì nước miếng vẫn còn hôi. Nước miếng còn hôi là tụng kinh chưa tới mức. Nước miếng còn mùi là chưa tới mức nha. Tụng kinh mà nước miếng này mà thơm mà trị bệnh được đó là đã tới rồi đó. Tới kia thì chưa biết, nhưng mà tới lúc mà chúng ta có cơ hội rồi. Thử đi. Giờ không lẽ trong đạo chỉ huynh đệ cho tường tận thì nó kỳ quá. Bây giờ mình phải tự chứng minh á. Tự tụng đi rồi chứng minh nước miếng mình sẽ như thế nào. Đệ tử thầy bên Mỹ nó chứng minh á. Cái ly trà nè, 3 tuần rồi nó bỏ trà vô. Thì uống xong 1 tuần, còn phân nửa thì để đó, thì đi tỉnh khác 3 tuần về. Trà vẫn bình thường, không có mùi hôi, mà trà vẫn không lên men, lên mốc. Uống vẫn thơm như cũ. Bởi vì cái miếng lúc đó nó không còn những cái chất xấu. Rồi nó bản thân người đó cũng cầm lên uống, vẫn là trà như trước chứ không thay đổi. Vẫn mùi trà chứ không có mùi hư. Cái miệng của mình đó, tụng kinh đến mức như vậy đó. Thử làm đi. Lợi lạc cho mình ở nhà, không phải cho trung đạo đâu đó. Chứ đừng có suy nghĩ rồi có nên làm cho ổng không. Tu cho mình mà cứ coi mình tu vậy ông kia có lợi không đó chứ. Tính thấy ghê luôn. Tu cho ai? A Di Đà Phật. Phải làm sao? Có kẹo không? Có. Tu phải tính số nữa chứ. Dư một hộp là không có chịu đó. Ghê lắm nè. Niệm đủ rồi nha. Dư là không có linh. Bởi ác cha nội nào làm 108 hay ác vậy đó chứ. Làm 400-500 hộp luôn. Cho nó niệm một ngày luôn cho nó đã đời. Làm có 108 mà. Tụng một hồi đúng 108 đứng dậy nha. Còn niệm một cái này là không được đó. Không đúng cái nghi là không có linh. Có phải vậy không? Chính xác luôn. Thầy hồi xưa thầy biết làm cái hộp này. Thầy làm cái hộp 500 hộp cho ngồi đếm cho nó đã đời. Cúng một cái nải chuối, một dĩa xoài thôi. Cầu nguyện 3-4 tuần, chừng nào chuối với xoài chín rục mới đem xuống. Còn xin thì không biết bao nhiêu chuyện, niệm thử một giọt sâu thôi. Niệm một sâu thôi chứ không được hai sâu nữa. Còn cúng cầu 3-4 tuần. Cầu hoài, xin hoài. Còn cho thì ít. Tu mà kẹo còn hơn là cái gì nữa, làm sao mà tiến hóa được. Có phải vậy không? Tu mà tính hôm nay mình tụng đủ 108 biến biết đủ giờ không nữa chứ. Hôm nay trời thời gian ngắn quá, thôi tụng cho thiệt lẹ cho mau hết thời đi cho rồi. Vậy phải tu không? Không, trả bài, trả nợ quỷ thần. Mấy vị đâu có đòi trả nợ đâu. Mình tự mình nghĩ mình mắc nợ mình trả thôi chứ mấy ổng đâu có đòi ai. Mình tự nghĩ vậy thì mình tự làm, rồi tự cho mình là nợ. Đâu cần phải ngồi xuống trả nợ đâu. Tu mà vui vẻ hạnh phúc được tu, có phải vậy không? Tu đi giải trừ oan gia trái chủ nghiệp chướng bệnh tật, vui vẻ được tu chứ mắc chứng như ngồi xuống trả nợ là sao? Mình đâu có nợ ai đâu. Tu không được hứa với ai hết, tuyệt đối không được nguyện hứa cái điều gì cả. Có sức bao nhiêu tu bấy nhiêu, nhớ không? Không được hứa cái gì hết á. Mà ngộ lắm, cái đám đó mà hứa nó là nó đeo cứng vô luôn à. Mà không làm á, nó nửa đêm nó dựng đầu dậy, nó kêu, nó đòi đó. Thử làm thì mình sẽ thấy nó đòi chịu không nổi, phải tụng mấy biến trả cho người ta. Người ta cần sự giúp đỡ của mình cho nên không được hứa. Nói tôi tu được bao nhiêu tôi tu, mấy ông nghe được bao nhiêu nghe. Chứ tôi không hứa với ai hết á. Đúng không? Hả, hứa là coi chừng trả nợ không được đó. Cái lời hứa của mình đó, nó kéo dài cả cuộc đời, làm ăn không ngóc đầu được đó. Mình thất hứa mà. Mình hứa với huynh đệ để bỏ qua được, nhưng mà bây giờ không trả, hứa với nó rồi nó đeo mình, nó chết, nó đeo vô lời hứa của mình. Mình trả không kịp với nó đó. Nhớ chưa? Một đứa em hứa với cô chị thôi đó. Một ly cà phê sữa đá, nó đeo 23 năm có ly cà phê sữa đá thôi.
mà người chết đeo ly cà phê sữa đá 23 năm là đệ tử của thầy đó,